rể quý trời cho. Chương 1261, Lâm Thanh Diện xuống núi. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện mặc bộ quần áo đơn giản do Điền Uyên đã chuẩn bị cho mình bước ra khỏi Dược Thần Cốc. Vào Dược Thần Cốc lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mà Lâm Thanh Diện xuống núi. Ở trong núi mấy ngày, Lâm Thanh Diện hấp thu được rất nhiều linh khí, chính vì vậy mà lần này tốc độ đi ra Dược Thần Cốc nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, Lâm Thanh Diện đã đến vị trí trấn nhỏ giao nhau với Dược Thần Cốc. Các anh đi qua các chị đi lại, có người nào cần dược liệu không? Linh dược của Dược Thần Cốc chữa khỏi bách bệnh. Ở dưới núi, âm thanh la lớn nối liền không dứt. Nơi đây là chân núi Dược Thần Cốc bởi vì vô cùng gần với Dược Thần Cốc, chính vì vậy mà phẩm chất của dược liệu so với trên thị trường tốt hơn không ít. Không giống như những người bán hàng khác, trên mặt của bác gái có nếp nhăn rất sâu, quần áo trên người cũ kỹ, bước đi tập tễnh, sau khi khom lưng bước được mấy bước thì ngồi trên tảng đá. Giỏ che đó được dùng một miếng vải màu trắng che kín, nhưng mà nhãn lực của Lâm Thanh Diện phi phàm, vẫn có thể thông qua khe hở của giỏ trúc mà nhìn thấy ở bên trong chứa cái gì. Là nhân sâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Diện thầm thì nói, hơn nửa phán đoán sơ bộ trong cái rổ của bà cụ này có chứa nhân sâm, tuổi thọ tuyệt đối không phải là thấp. Nghĩ đến những lời mà Điền Uyên đã nói, dược liệu quan trọng nhất của khí hồn đan đó chính là nhân sâm, tuổi thọ của nhân sâm càng dài thì phẩm chất của khí hồn đan cũng càng tăng cao hơn. Lâm Thanh Diện dạo bước đi về phía bác gái này không giống với những người buôn bán ép khách hàng, người khác cũng không biết là bà ta bán cái gì, chính vì vậy mà người xung quanh không phải là rất nhiều. Đúng vào lúc này, có một người đàn ông đeo kính đen ăn mặc tươm tất bước xuống từ chiếc xe Mercedes-Benz của anh ta. Bà cụ, trong cái giỏ của bà đựng cái gì vậy, che che giấu giấu như thế có bán hay không? Lúc người đàn ông đi đến bên cạnh bà cụ, anh ta xốc miếng vải trắng ở trên cái sổ lên. Ông chủ này, sao cậu lại có thể thô lỗ như vậy được chứ? Cái này của tôi chính là bảo vật gia truyền của gia đình tôi, nếu như không phải do cuộc sống ép buộc thật sự không có cách nào khác tôi mới không bán nó đi. Bà cụ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Bảo bối hả? Cái dạng nghèo kiết xác giống như bà có thể có bảo bối gì được chứ? Người đàn ông đều mang theo vẻ mặt khinh thường, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua bên trong giỏ tre, rốt cuộc tầm mắt cũng đã ngớ ra. Người đàn ông nhanh chóng tháo kính râm xuống, lập tức ngồi xổm xuống. Đầu tiên là anh ta cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có người nào chú ý đến chuyện ở bên đây, vội vàng nói, bà cụ, thứ này của bà là gì vậy? 600 hoặc 900 triệu hả? Người đàn ông lắc lắc đầu, bà suy nghĩ nhiều rồi, nhân sâm này của bà mang đến thị trường giá trị tối đa của nó cũng chỉ khoảng 9 triệu hoặc 12 triệu mà thôi. Hả, chuyện này sao có thể được chứ? Cậu đừng cảm thấy tuổi của tôi lớn rồi cho nên lừa gạt tôi nha. Bác gái giật mình nói, giọng điệu bối rối. Gói ích nhân sâm này chỉ là toàn bộ hy vọng để bà ta cứu lấy con trai của mình, bây giờ nghe thấy đối phương đưa ra một cái giá như vậy, giống như là trời sập. Thật đó, tôi là thương nhân đứng đắn, tới đây mua dược liệu vài chục năm rồi, gốc nhân sâm ở trong tay của bà tôi thấy đây là nhân sâm được nuôi, căn bản cũng không phải là nhân sâm ở trên núi, cho nên chỉ có giá trị 9 triệu tới 12 triệu mà thôi. Người đàn ông châm một điếu thuốc, mắt nhìn bác gái. Nuôi, được nuôi, lông mày của bác gái cau lại, chuyện này không có khả năng đâu, đây chính là năm đó do ông ngoại của tôi đi lên núi hái được nó. Lấy ra đây đi, bà nhìn màu sắc của nó đã ngã vàng rồi kìa, nhìn có vẻ như là được lưu huỳnh hun qua rồi. Người đàn ông nói xong, lại vươn ba ngón tay ra, như vậy đi tôi thấy một mình bà vì con trai của bà cũng không dễ dàng, tôi đưa ra một con số, nếu như đồng ý thì cứ bán, không đồng ý thì bà tìm người khác. 90 triệu, bà thấy như thế nào? 90 triệu hả? Ánh mắt của bác gái lấp lóe, giá tiền này cũng quá kém so với trong dự đoán của bà ta rồi. Giá này đã rất cao rồi đó, nếu không thì tôi có lòng tốt cho bà thêm 30 triệu, cao nhất là 120 triệu, không bán thì tôi lập tức đi ngay. Người đàn ông có vẻ mất kiên nhẫn. Bác gái nhất thời có chú không nắm bắt kịp, về phần xuất xứ của nhân sâm, bà cũng chỉ được nghe người lớn trong nhà truyền lại, còn là được chồng nhân tạo hay tự mọc bà ta cũng không rõ cho lắm. Chuyện này, bác gái cũng không biết là đối phương nói thật hay giả. Lúc đến đây bà ta đã cố ý quan sát nhân sâm ở trong tay của những người bán hàng rong ở chỗ này, đúng là giống như đối phương đã nói, nhân sâm của mình lớn hơn rất nhiều so với cái trọng tay của những người bán hàng. Nếu không thì cậu lại thêm 30 triệu nữa đi, 150 triệu, như thế nào? Bác gái nói, 150 triệu hả?
Bà cụ à, hôm nay bà ra ngoài gặp người tốt rồi đó, tôi không dài dòng với bà nữa, 150 thì 150. Người đàn ông quyệt miệng nói thật thì nếu như không phải tôi thấy bà đáng thương, thế thì tôi cũng không đồng ý đưa cho bà 150 triệu đâu, thiệt tình, lần này thật sự lỗ vốn rồi, còn không đủ tiền xăng nữa. Nói xong, người đàn ông quay lại trong xe, sau đó lấy ra một xấp tiền 500.000 màu đỏ thật dày từ bên trong ra. Đây nè, 150 triệu, bà có cần đếm lại một chút không? Sau khi đưa tiền cho bác gái, người đàn ông không kịp chờ đợi mà chụp luôn cả cái giỏ trúc vào trong tay. Bác gái nghèo khó hơn nửa đời người, có khi nào nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu. Không cần đếm, không cần đếm, tôi tin cậu mà. Bác gái nói. Người đàn ông căn bản cũng không thèm nhìn bà ta thêm một cái nào, khóe miệng không kiềm chế được mà nở một nụ cười. Ha ha, bà cụ, bà bị chơi xỏ rồi, gốc nhân sâm nhà của bà đâu chỉ có cái giá 600 triệu, không chừng nó còn có giá 4 tỷ nữa là. Cậu nói cái gì hả? Bà cụ kinh ngạc nhìn đối phương. Tôi nói là bà đã bị tôi lừa rồi, có điều là làm ăn thì phải làm ăn có nguyên tắc, ai kêu bà dễ dàng bị lừa gạt như vậy chứ? Người đàn ông cười to, nói quay đầu đi ngay. Bác gái biết được sự thật, đặt mông ngồi dưới đất kêu trời trách đất, không ngờ tới là bảo vật gia truyền của mình lại chỉ bán đi với cái giá 150 triệu. Người đàn ông đeo kính râm căn bản lười nhác quan tâm tới việc bác gái tìm cái chết, anh ta mang theo giỏ che quay người chui vào trong chiếc xe đại G. Xe khởi động, trong miệng của người đàn ông ngâm nga một ca khúc vui sướng. Đột nhiên bóng dáng của Lâm Thanh Diện lại xuất hiện trước xe của anh ta. Cửa sổ xe kéo xuống, người đàn ông chửi ầm lên, muốn chết hả, tránh ra cho tôi nhanh đi. Lâm Thanh Diện vốn dĩ không quan tâm, chỉ là thấp giọng nói, để lại nhân sâm tôi thả anh đi. Chương 1262, người sống ở trên núi. Con mẹ nói, anh là ai vậy hả, nếu không thì ông đây sẽ lái xe đụng anh. Người đàn ông mắng chửi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện căn bản cũng không có ý muốn tránh ra, ánh mắt lạnh lùng. Bà nội nó. Người đàn ông đạp lấy chân ga, giả vờ như là muốn đụng vào người của Lâm Thanh Diện. Tôi đếm đến ba, nếu như anh không chịu tránh ra thì tôi sẽ đụng vào anh. Người đàn ông hét lớn lên. 3 giây trôi qua, cuối cùng người đàn ông đeo kính râm vẫn không chạy về phía Lâm Thanh Diện, anh ta đẩy cửa xe mang theo lửa giận ngùn ngụt đi về phía Lâm Thanh Diện, trực tiếp dùng sức đẩy vào bả vai Lâm Thanh Diện. Một cái đẩy này Lâm Thanh Diện không hề nhúc nhích tí nào, nhưng mà anh ta lại lùi về phía sau mấy bước. Mẹ nó, đụng vào anh làm dơ xe của tôi. Người đàn ông tức giận nói. Quan sát Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới một lần, nhìn thấy Lâm Thanh Diện mặc quần áo giản dị cũng không giống như là người giàu có, vậy mà cũng dám phách lối. Nói cho anh biết đừng có cản đường, nếu không thì nắm đấm của ông đây cũng không phải sống vô dụng bấy lâu nay đâu. Biểu cảm của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, đi thẳng đến bác gái ở phía bên kia đỡ bà ta lên. Trả nhân sâm lại cho bà ấy, tôi thả anh đi. Lâm Thanh Diện nói. Cút đi, mẹ nó chứ anh là ai vậy hả? Không có đạo lý đồ vương gia trí tôi ăn rồi mà nhả ra đâu. Ông chủ này, cậu thương tình tôi đi. Bác gái ở một bên khóc lóc kể lể, đồ cũng đã bị cậu lấy đi rồi, cậu xem bản thân cậu cũng đã nói nếu như cái này được bán trên thị trường thì có giá trị ít nhất là 4 tỷ, nếu không thì cậu thêm chút nữa đi, chỉ cần cho tôi 600 triệu để tôi cầm lấy để cứu con trai tôi là được rồi, cầu xin cậu. Cút đi. Vương Giai Trí gắt giọng nói, cái bà già này nói chuyện có thể tích đức một chút được hay không hả? Cái gì gọi là tôi lừa gạt bà cơ chứ, chẳng lẽ cái này không phải là do bà tự tay giao gốc nhân sâm này vào trong tay của tôi à, về phần con trai của bà có sống hay chết thì có liên quan gì tới tôi? Cậu, bác gái che lấy nước mắt trong đôi mắt với nếp nhăn chẳng chịt, bà ta không phải bởi vì mình bị thua thiệt mà rơi nước mắt, mà là bởi vì bà ta cảm thấy áy náy vì không có năng lực cứu con trai. Xì, đồ của ông đây, cái bộ dạng này của bà có thể cầm được 150 triệu của ông đây thì đã nên cảm ơn trời đất rồi đó. Vương Giai Trí nói, di chuyển tầm mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện, đáng chết, làm ông đây lãng phí thời gian ở chỗ này, cái loại phế vật giống như các người nên ở nhà thì ở nhà đi, ra ngoài kẻo mất mặt xấu hổ. Nói xong, anh ta đi về phía chiếc xe của mình, không ngờ đến là trong khoảnh khắc hô hấp Lâm Thanh Diện đã ngăn cản ở trước mặt của đối phương. Tôi nói là cái thằng nhóc thối rốt cuộc là anh muốn làm cái gì hả, không phải là anh muốn ép tôi ra tay đó chứ? Vương Giai Trí tức giận nói. Trả nhân sâm lại cho bà ấy. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cút đi, cũng không biết là cái thằng cha này xuất hiện từ đâu ra xen vào việc của người khác. Nói xong, Vương Giai Trí lại đẩy Lâm Thanh Diện một lần nữa, lần này sức lực của anh ta còn lớn hơn so với lúc nãy.
mà Lâm Thanh Diện cũng âm thầm phát ra lực lượng, chỉ là bả vai hơi lắc một cái đối phương liền bay thẳng ra bên ngoài mấy mét. Được, quả nhiên là người sống trên núi, khí lực lại lớn như thế. Vương Gia Trí vỗ vỗ bụi đất ở trên người, khinh bỉ nói, nhưng mà khí lực có lớn đi nữa thì đầu óc cũng không thể sử dụng, nhìn thấy chiếc xe này chưa cả một đời anh cũng không mua nổi nó đâu, nếu không thì anh làm vệ sĩ cho tôi đi, mỗi tháng tôi sẽ cho anh 6 triệu, anh xem như thế nào. Trả nhân xâm lại cho bà ấy. Lâm Thanh Diện bước lên một bước, trong mắt mang theo sự hung tàn. Có thể nói ra cái câu kêu gia chủ nhà họ Lâm làm vệ sĩ cho mình, ngày tháng tốt đẹp của cái tên này nên chấm dứt rồi. Ông đây không cho đó, tôi cũng không tin là anh còn dám ăn cướp trắng trợn. Vương Gia Trí lớn tiếng nói. Vậy thì tôi sẽ cướp nó. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, đoạt lấy nhân sâm từ trong tay của một người bình thường, chuyện này đối với Lâm Thanh Diện mà nói nó đơn giản giống như là hô hấp. Sau khi Vương Gia Trí nghe xong, sửng sốt một giây. Trong một giây này gốc nhân sâm đó tính cả giỏ tre đều bay vào trong tay của Lâm Thanh Diện giống như là làm ảo thuật. Bà, cái này là của bà cất kỹ nó đi. Lâm Thanh Diện đặt giỏ tre lên trên tay của bác gái cảm động đến rơi nước mắt. Cậu à, cậu làm như thế này, kêu tôi phải cảm tạ cậu như thế nào đây? Mà Vương Gia Trí ở bên đây đã hoàn toàn hóa đá. Anh ta ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện, trong miệng lại lẩm bẩm, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Khóe miệng của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, đưa lại số tiền 4 triệu mà lúc nãy mà Vương Gia Trí đã đưa cho bác gái. Anh cầm lấy số tiền này đi. Lâm Thanh Diện nói xong lại đi về phía đối phương. Anh đừng có đến đây. Vương Gia Trí vội vàng nói, bây giờ anh ta thấy Lâm Thanh Diện quả thật không phải là người bình thường. Lâm Thanh Diện hơi mỉm cười, đặt tiền ra trên mặt đất. Đúng là mình vừa mới bộc lộ một chút tài năng nhỏ. Đối với người bình thường mà nói quả thật có thể thay đổi thế giới quan của người ta. Vương Gia Trí vừa cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện vừa chậm rãi di chuyển bước chân. Yên tâm đi, anh cứ việc lấy tiền, anh cảm thấy nếu như tôi không muốn cho anh thì cho dù anh có cẩn thận từng ly từng tí thì có lợi ích gì đâu. Lâm Thanh Diện trêu ghẹo nói. Vương Gia Trí thầm nhủ trong lòng, cái tên này nói cũng đúng, chỉ dựa vào thân thủ lúc nãy muốn cướp đi đồ vật từ trong tay của mình thật sự quá đơn giản. Sau khi cầm được tiền, Vương Gia Trí liền vội vàng chui lên trên xe, đạp chân ga vội vàng chạy khỏi. Cho dù anh có biết đánh nhau đi nữa thì cũng là một tên nghèo nàn. Sau khi ném xuống câu nói này, Vương Gia Trí lái xe thật nhanh vội vàng chạy đi xa. Lâm Thanh Diện cũng không thèm phản ứng, dù sao thì người không có thực lực cũng chỉ có thể nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Bác gái, thương nhân hám lợi ở nơi này quá nhiều, cần phải cất kỹ đồ vật, bác mau về nhà đi. Lâm Thanh Diện nói với bác gái này, gốc nhân sâm này của bác nếu như mà muốn bán với một giá thật tốt thì tôi đề nghị là bác nên đến phòng đấu giá thử đi, ở nơi đó sẽ không lừa gạt bác đâu. Cảm ơn cậu nha cậu trai trẻ. Bác gái cảm kích nói, lúc nãy là do cậu đã giúp tôi, chỉ cần có thể cho tôi 600 triệu cứu con trai của tôi thì gốc nhân sâm này sẽ bán cho cậu, phòng đấu giá mà cậu nói ấy tôi còn không biết cánh cửa của nó ở đâu nữa, chỉ là không biết rằng cậu có số tiền này không. Trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ý cười, đừng nói là 600 triệu, cho dù là 40 tỷ thì anh tiêu xài cũng không thèm chớp mắt một cái nào. Thấy đối phương không nói chuyện, bác gái vội vàng nói, cậu à. Không phải là bác gái chê cậu nghèo đâu, những lời mà lúc nãy tôi nói cậu đừng có để ý tới nha, chỉ là hiện tại con của tôi rất nguy hiểm, nếu không thì tôi tặng cho cậu gốc nhân sâm này cũng được nữa là, dù sao thì để ở chỗ của tôi cũng không có tác dụng. Không đâu bác gái, 600 triệu đối với tôi mà nói không tính là cái gì hết, chỉ là giá trị gốc nhân sâm này của bác không chỉ dừng ở con số 600 triệu. Lâm Thanh Diện nói, cậu có 600 triệu hả? Bác gái vui vẻ, vậy thì hay quá rồi, vậy thì cậu cầm lấy nhân sâm này đi. Không nói lời nào, bác gái giao giỏ tre vào trong tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn củ sâm ở bên trong, rễ của củ sâm được buộc vào một sợi dây màu đỏ. Đầu củ sâm này thật sự rất dài, bề ngang cũng to thân và rễ của nó cũng dài như nhau. Màu sắc rất đậm, đồng thời vỏ của củ sâm mỏng và dày, có rất nhiều cục, đồng thời dùng mắt thường có thể nhìn thấy ra được. Phán đoán sợ bộ gốc nhân sâm này đã hơn nghìn năm. Nếu như vậy thì tôi nhận nó vậy. Nghĩ đến gốc nhân sâm này rất có thể sẽ tạo ra khí hồn đan, đúng lúc mình cũng đang cần nó, Lâm Thanh Diện cũng không từ chối nữa. Vậy, 600 triệu. Bác gái nhỏ giọng nói. Yên tâm đi bác gái, tôi đưa bác ngay. Nói xong, Lâm Thanh Diện lấy một thẻ ngân hàng đặt vào trong tay của đối phương, bác hãy giữ cái thẻ này thật kỹ. À...
Bác gái gật gật đầu, đợi sau khi Lâm Thanh Diện đi rồi bà ta vội vàng đi về phía người bán hàng ở bên kia. Đây không phải là người trong thôn của chúng ta mà bà Trương, sao lại đến đây vậy? Người bán hàng nói chào hỏi với bà Trương ở cùng thôn. Lão Mã, người khác đưa cho tôi một cái thẻ, xem có thể xem được giúp tôi ở bên trong có 600 triệu không vậy? Bà Trương vội vàng nói. Trong lòng của bà ta rất rõ ràng, nếu như Lâm Thanh Diện cũng lừa gạt bà ta thì lúc này đuổi theo chắc còn có thể đuổi được. Được rồi, ở chỗ của tôi có cái máy POS, để tôi kiểm tra giúp cho bà. Lão Mã không để ý cắm thẻ vào trong máy POS, trôi qua mười mấy giây sắc mặt của ông ta thay đổi. Sao vậy, có phải là có 600 triệu không thế? Bà Trương căng thẳng hỏi. 600 triệu hả? Cái này con mẹ nó có vỏn vẹn 24 tỷ luôn đó. Lão Mã lớn tiếng nói, bà Trương, bà phát tài rồi. 24 tỷ hả? Bà Trương nắm cái thẻ ngân hàng ở trong tay, nhìn Lâm Thanh Diện đã biến mất. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lúc nãy bà ta còn nghi ngờ là người ta có lừa gạt mình hay không, hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều rồi. Chương 1263, hoàn toàn thua rồi. Nơi mua sắm gần nhất so với dược thần cốc đó chính là khu trấn nhỏ mà Lâm Thanh Diện đã từng tới. Không biết là bọn người Lương Cung Nhạn Xương đã đi chưa nữa. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ ở trong lòng, cũng không có dự định đi đến khách sạn Song Mộc để tìm tòi thực hư. Bây giờ đã không còn giống như lúc trước đến đây, hiện tại trấn nhỏ đã khôi phục lại sức sống ngày trước. Tất cả các cửa hàng trên đường phố đã khôi phục lại việc kinh doanh, mọi người cũng bỏ đi khẩu trang tự do hô hấp không khí một lần nữa. Đi đến trong một cửa hàng trên trấn nhỏ, Lâm Thanh Diện bước vào trong. Tùy ý đi dạo trong mấy cửa hàng bán đồ dành cho nam, Lâm Thanh Diện cũng không nhìn thấy quần áo phù hợp. Bình thường cũng rất ít khi đi dạo phố, trên cơ bản quần áo của anh đều là do Hứa Bích Hoài phụ trách. Kính chào quý khách, anh đến đây mua quần áo à, cửa hàng của chúng ta vừa mới được khai trương vào ngày hôm qua, mua 900.000 thì sẽ được giảm 450.000. Một nhân viên bán hàng đi đến chào hàng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện khách khí từ chối, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là nhìn mình rất nghèo túng hả? Chỉ xứng đáng với giá tiền với loại quần áo này. Nhưng mà khi nhìn thấy nhãn hiệu của quần áo đang mặc trên người mình do Điền Nguyên chuẩn bị cũng không được gọi là quần áo, Lâm Thanh Diện cũng không còn so đo nhiều như vậy nữa. Rốt cuộc là Lâm Thanh Diện đã dừng lại ở một cửa hàng bán quần áo dành cho nam. Có vẻ như là kiểu dáng của cửa hàng này không tệ lắm. Vừa mới bước vào, Lâm Thanh Diện đã bị một âm thanh hấp dẫn. Khóe miệng của anh cong lên, lộ ra một nụ cười. Người này không phải là ai khác, chính là Vương Gia Trí mà lúc nãy anh vừa mới gặp. Chỉ là lúc này ở bên cạnh của Vương Gia Trí có một người phụ nữ đang đứng đó. Vương Tổng, anh đừng có tức giận nữa mà không phải là em đi mua quần áo với anh đó ư, anh bớt giận đi, đừng có so đo với người ở trên núi đó nữa mà. Cô gái ở bên cạnh nũng nịu nói. Em thì biết cái gì chứ, em có biết là nhân sâm của bà cụ đó có giá trị bao nhiêu tiền không hả, ít nhất là có giá 15 tỷ lận đó. Bà nội nó chứ, nếu như không phải là do thằng nhóc đó thì ngày hôm nay tôi đã phát tài rồi. Vương Gia Trí nói những chuyện vừa xảy ra lúc nãy, anh ta vẫn cảm thấy tức giận như cũ. Được rồi, anh đừng có nóng giận nữa mà cùng lắm thì tối nay người ta nghe theo sự sắp xếp của anh. Cô gái lên tiếng nói, thể hiện sức quyến rũ với Vương Gia Trí. Trong nháy mắt ánh mắt của Vương Gia Trí trở nên hèn mọn, là em nói đó nha, nhưng mà không cho chơi xấu đâu. Nói xong, anh ta nhẹ nhàng ôm eo của cô gái đó, lại hôn một ngụm lên trên mặt của đối phương. Hắc hắc, cái thằng nhóc cho dù có lợi hại thì sao chứ, tiền tài, phụ nữ, tôi cần cái gì thì có cái đó, anh ta chả là cái thá gì hết. Đúng vậy đó Vương Tổng, anh cũng đừng có quên là em nhìn chúng đôi khuyên tai đó. Yên tâm đi, chẳng phải chỉ là chuyện 900 triệu thôi hả, chuyện nhỏ có đều là tối nay phải nhìn biểu hiện của em rồi. Vương Gia Trí cười nói, tay đặt bên eo của đối phương và nắm chặt hơn một chút. Lúc bọn họ đi dạo với nhau đột nhiên Vương Gia Trí giống như là gặp quỷ mà đứng yên tại chỗ, hai mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện ở đối diện. Xem ra là hai người chúng ta rất có duyên với nhau. Lâm Thanh Diện mỉm cười chào hỏi. Anh muốn làm cái gì, không phải là anh muốn cướp bóc tôi đó chứ? Vương Gia Trí căng thẳng nói, dù sao thì đó đối phương cũng biết trên người mình có 600 triệu tiền mặt. Cái gì ăn cướp cả? Nghe thấy Vương Gia Trí nói như vậy, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cũng lập tức khẩn trương nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Yên tâm đi, anh chẳng có cái gì đáng để tôi cướp đâu, tôi đến đây để mua quần áo. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Mua quần áo hả?
Sau khi Vương Gia Trí nghe xong, ngược lại là thả lỏng hơn một chút. Cô gái ở bên cạnh sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lập tức đoán được đây chính là cái người sống trên núi mà Vương Gia Trí đã nói tới. Quần áo này là thứ mà anh có thể mua được à, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của anh đi, mấy cái loại hàng giảm giá được bày ở dưới đất bán ở ngoài cửa mới phù hợp với anh đó. Cô gái khinh thường nói. Sao vậy, quần áo ở đây rất đắt à? Từ trước đến nay, Lâm Thanh Diện mua quần áo đều không hỏi giá cả, giờ phút này ánh mắt của anh quét nhìn lên giá ở trên bảng, một cái áo thun bình thường mà cũng phải mua với giá mấy triệu bạc, áo khoác đồ vest cái gì đó vàng lại có giá trị mấy chục triệu. Giá tiền này, vẫn bình thường mà. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Sời, giả vờ làm hảo hán hả? Cô gái bĩu môi. Lâm Thanh Diện không thèm để ý nhiều như vậy, nói với nhân viên của cửa hàng, làm phiền cô đưa bộ đồ vest cho tôi thử một chút. Anh chắc chắn, bộ đồ này là kiểu dáng mới nhất có giá 390 triệu. Nhân viên cửa hàng cẩn thận nói. Tôi chắc. Lâm Thanh Diện gật gật đầu nhận lấy bộ đồ. Chờ đã. Một bộ đồ vest có giá trị 390 triệu, trích phần trăm ra cho mình cũng chỉ có 24-25 triệu, vụ làm ăn này không thể thất bại được. À, bộ quần áo ở trong tay của anh là hàng đặc biệt, chuyện này anh em xem nếu như anh không mua thì anh tặng lại cho quý khách này đi. Nhân viên cửa hàng dò hỏi. Cô cảm thấy là tôi mua không nổi. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, ai tới trước tới sau, là tôi lấy bộ quần áo này trước cho nên cho dù tôi có mua hay không mua thì cũng phải cho tôi thử rồi hẵng nói. Nói xong anh cũng mặc kệ đối phương đối xử với mình như thế nào, Lâm Thanh Diện trực tiếp cầm quần áo mặc lên trên người. Lâm Thanh Diện trời sinh là một cái móc treo quần áo, sau khi mặc bộ đồ vest này lên trên người, khí chất cả người lại càng phát huy vô cùng tinh tế. Lại kết hợp với gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, mùi vị đàn ông lại càng không thể cản nổi. Ngay cả Hồng Hồng Chanh Chua giờ phút này mà cũng không nhịn được nhìn Lâm Thanh Diện thêm vài lần. So sánh với Lâm Thanh Diện, cái tên Vương Gia Trí mập mạp ở bên cạnh thật sự quá bình thường. Quần áo cũng được đó. Lâm Thanh Diện đứng soi gương tùy ý nói. Sời, được thì làm sao chứ, còn không phải là không mua nổi nữa à. Vương Gia Trí xem thường nói. Quần áo có giá 390 triệu, ngay cả bản thân anh ta cũng phải suy nghĩ một chút, anh ta không tin là Lâm Thanh Diện có thể mua được nó. Lâm Thanh Diện nở nụ cười nói với nhân viên cửa hàng, gói lại đi. Gói lại. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. Đúng vậy. Lâm Thanh Diện cười nói, tùy ý đi dạo, cái này, còn có cái này. Quý khách muốn hết tất cả những món này luôn. Nhân viên bán hàng đi theo sau lưng của Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Không. Lâm Thanh Diện lắc đầu. Lúc này rốt cuộc Vương Gia Trí cũng đã không nhịn cười được nữa cười lên ha ha. Cái tên này anh còn cần gì phải giả vờ ở đây nữa chứ, ở đây nửa ngày kết quả là không muốn một cái gì hết. Lâm Thanh Diện lười nhác nhìn đối phương, nói với nhân viên bán hàng, những thứ mà lúc nãy tôi chỉ tôi không cần, còn lại gói hết toàn bộ cho tôi đưa đến khách sạn song mộc. Cái gì chứ, quý khách nói không sai đó chứ. Quý khách nói là quý khách muốn hết luôn hả? Nhân viên bán hàng kinh ngạc nói. Không sai. Lâm Thanh Diện cười nói tính giá đi quẹt thẻ. Nói xong anh đưa cái thẻ màu đen từ trong tay ra. Anh chờ một chút để tôi đi tính ngay. Nói xong nhân viên bán hàng nhanh chóng chạy khỏi chỗ này đi tính tiền. Lúc này trên mặt của Vương Gia Trí xanh đỏ một mảng. Cái tên này lại có tiền như vậy. Lâm Thanh Diện cười khẩy cũng không coi như là nhiều tiền, có điều là có thể mua được chiếc xe có giá trị gấp mấy trăm lần chiếc của anh còn dư xài nữa là. Anh! Vương Gia Trí lại kinh ngạc một lần nữa, không ngờ đến là đánh nhau mình cũng không đánh lại đối phương, về phương diện tiền tài vật chất so với đối phương cũng chỉ là chín con trâu mất một cọng lông. Có điều cũng may là ở bên cạnh mình có một cô gái như là Hồng Hồng, hơn nữa nhìn cái tên này ngu ngốc muốn chết cho dù có vợ thì chỉ sợ là cũng không xinh đẹp bằng người phụ nữ của mình. Xì, có tiền thì như thế nào, đàn ông yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân hơn. Nói xong, Vương Gia Trí ôm lấy Hồng Hồng khiêu khích nói tiếp, có nhìn thấy chưa hả, tôi có sức quyến rũ hơn anh nhiều. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, cái cô gái có tên là Hồng Hồng cũng có vài phần nhan sắc, chỉ là so sánh với người phụ nữ của mình, cho dù là tướng mạo hay là khí chất đều phải thua rất nhiều. Lâm Thanh Diện không nói lời nào, Vương Gia Trí càng cho mình đã chiếm thế thượng phong. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh trực tiếp xem nhẹ đối phương, đi về phía quầy thu ngân. Vương Gia Trí nói với cô gái đó, Hồng Hồng, ngày hôm nay nhờ có em, nếu không thì tôi đã thua hoàn toàn rồi.
Đương nhiên rồi, đại mỹ nữ giống như em ấy có thể tìm được ở đâu nữa chứ, Vương Tổng anh nhất định phải cố mà trân trọng em đó. Hồng Hồng quyến rũ nở nụ cười. Đúng lúc này ở cửa của cửa hàng quần áo nam lại truyền đến một âm thanh. Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vô thức nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ mang theo túi sách đứng ở cổng. Công tử, tôi không gì lầm đó chứ, quả nhiên là anh rồi. Nói xong, hai cô gái xinh đẹp đi thẳng về phía Lâm Thanh Diện. Mà giờ phút này Vương Gia Trí đã hoàn toàn ngơ ngác. Cái tên này có lai lịch gì vậy chứ? Hai cô gái này có thể gọi là cực phẩm, hơn nữa có thể nhìn ra được mối quan hệ của bọn họ rất không bình thường. Lúc này Hồng Hồng cũng không nói nên lời. Mình với đối phương chênh lệch nhau rất rõ ràng. Hai người nhìn thấy như vậy, nhanh chóng xám mặt mày rời khỏi cửa hàng này. Lúc đi được một nửa, Vương Gia Trí phản ứng được lấy điện thoại ra tìm nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Lâm Thanh Diện, cái tên này tên là Lâm Thanh Diện, trời đất ơi, lúc nãy mình đã làm gì với anh ta vậy chứ? Hung hăng tán vào trong miệng mình hai cái, lần này Vương Gia Trí đã thua hoàn toàn rồi. Chương 1264, ăn cơm. Sau khi nhìn thấy Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Hay quá ha, trở về và cũng không nói một tiếng nào hết. Lương Cung Nhạn Xương nói, nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay của Lâm Thanh Diện. Chẳng qua là tôi đi xuống núi mua chút quần áo mà thôi, một lát nữa phải lên rồi, cho nên tôi cũng không làm phiền hai người, ngược lại là hai người đó, sao đến bây giờ mà còn ở lại đây vậy? Lâm Thanh Diện hỏi. Là chị Nhạn Xương cứ nhất quyết ở lại đây đợi anh, chị ấy nói là sớm muộn gì anh cũng sẽ ra khỏi Dược Thần Cốc thôi, chính vì vậy mà vẫn không rời khỏi. Thượng Sam Tinh Vũ lên tiếng đáp lại. Nào có. Lương Cung Nhạn Xương đỏ mặt, sau khi bệnh đã được giải quyết, việc làm ăn của khách sạn rất tốt, vẫn không thể thoát thân ra được cho nên mới không đi, anh đừng có nghe cô ấy nói mò. Lâm Thanh Diện xoay người lại cũng không vạch trần lời nói dối của Lương Cung Nhạn Xương. Thiên Kim Đại Tiểu Thư bọn họ bình thường cũng chính là đi dạo phố, đi du lịch trên toàn thế giới, về phần khách sạn có thể ủy thác cho nhân viên chuyên nghiệp quản lý, cô ta mới không có thời gian rảnh rỗi như thế này. Thưa quý khách, tổng cộng là 9 tỷ 960 triệu. Lúc này nhân viên bán hàng nói với Lâm Thanh Diện. Công tử, anh mua nhiều quần áo như vậy, để làm gì thế? Thượng Sam Tinh Vũ nói, nhiều quần áo như vậy cũng không khỏi quá khoa trương rồi đó chứ. Anh thật là còn thích mua quần áo hơn so với phụ nữ bọn tôi nữa chứ, đúng là một người cuồng mua sắm mà. Lương Cung Nhạn Xương cười nói. Nào có. Lâm Thanh Diện nói với bọn họ, những bộ quần áo này tôi sẽ lấy hai bộ còn lại hai người mang đến khách sạn Song Mộc đi. Cho chúng tôi hả? Lương Cung Nhạn Xương kinh ngạc. Tôi cảm thấy là chất lượng đồ vest ở cửa hàng này cũng không tệ, giá cả cũng không đắt cho lắm, cho nên nghĩ là muốn mua tặng nhân viên khách sạn Song Mộc của các người làm đồng phục làm việc của bọn họ cũng phù hợp, nó bị hư cũng không đau lòng. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Nhân viên bán hàng đang bận bịu quẹt thẻ ở bên cạnh nghẹn họng trong tối nhìn. Bộ đồ vest có giá trị mấy trăm triệu thế mà lại xem như là quần áo lao động bình thường mặc lên trên người. Hóa ra là như thế này, vậy thì cảm ơn anh nha. Lương Cung Nhạn Xương cũng không khách khí với Lâm Thanh Diện, cô ta biết rằng số tiền đó đối với Lâm Thanh Diện mà nó chỉ là chín châu mất một cọng lông. Nếu đã đến rồi, vậy thì cùng nhau đi ăn cơm đi, đúng lúc tôi với Tinh Vũ đi dạo phố cũng đã mệt rồi, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lương Cung Nhạn Xương nói. Được rồi, có điều là ăn cơm xong tôi nhất định phải trở về nhanh chóng. Lâm Thanh Diện nói. Đi thôi. Gần đây có một nhà hàng vừa mới mở rất nổi tiếng, tôi dẫn mọi người đi ăn thử. Nói xong, Lương Cung Nhạn Xương lôi kéo Lâm Thanh Diện, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Nhà hàng Minh Phúc. Mặc dù thời gian không phải là giờ ăn cơm nhưng mà bên trong vẫn có khách quý đông đúc. Bước vào trong nhà hàng, Lâm Thanh Diện nghe thấy mùi đàn hương, trong nhà hàng cũng trang trí rất cổ kính, xem ra là chủ nhân của nhà hàng này là một người rất văn vẻ. Dẫn theo hai cô gái xinh đẹp tuyệt sắc bước vào trong nhà hàng, Lâm Thanh Diện nhanh chóng biến thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Trong đó càng có không ít người nhận ra Lương Cung Nhạn Xương, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện thì lại càng trước tao ghen tị. Đi thôi, bình thường nhà hàng này rất khó đặt, có điều tôi là khách hàng VIP cho nên vẫn luôn có một căn phòng trở lại cho tôi, đi thôi nào. Nói xong, Lương Cung Nhạn Xương dẫn theo bọn người Lâm Thanh Diện đi về phía căn phòng đó. Còn chưa bước vào trong đã nghe thấy trong phòng bao ở phía đối diện truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Cô Lương Cung, rất hân hạnh vì có thể gặp được em ở đây.
Bọn người Lâm Thanh Diện nhìn về phía đối diện, chỉ nhìn thấy ở bên trong có ba người con trai ngồi đó. Mà người nói chuyện với Lương Cung Nhạn Xương lại đang ngồi ở chính giữa. Sau khi anh ta nhìn Lâm Thanh Diện đứng giữa hai cô gái xinh đẹp, sự tức giận trong đôi mắt dâng trào, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Người này là... Lâm Thanh Diện thuận miệng hỏi, trên thực tế anh cũng không quan tâm đến đối phương là ai. Là người trên đảo quốc chúng tôi, tên là Tiểu Lâm Thuần Nhất, gia tộc Tiểu Lâm của bọn họ là gia tộc đứng đầu trong ngành nghề khách sạn ở đảo quốc chúng tôi, anh ta thì là con một của gia tộc Tiểu Lâm, là người thừa kế tương lai. Lương Cung Nhạn Xương nói. Chị Nhạn Xương, chị đã quên nói một chuyện, Tiểu Lâm Thuần Nhất còn là người theo đuổi chị nữa. Thượng Sam Tinh Vũ ở một bên cười nói. Chỉ có em nói nhiều thôi. Lương Cung Nhạn Xương xem thường nhìn Tinh Vũ, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, anh ta đang theo đuổi tôi, mà ba tôi cũng thật sự rất thích anh ta, chỉ là tôi không đồng ý với anh ta, không ngờ đến anh ta còn chạy theo tới nơi này, anh đừng có để ý nha. Lâm Thanh Diện cười nói, đây là chuyện của cô mà tôi cần gì phải để ý chứ, nếu như người ta không tệ thì cô cũng có thể gả cho anh ta được mà, dù sao thì cô cũng đã đến tuổi này rồi. Lâm Thanh Diện, anh chê tôi già hả? Lương Cung Nhạn Xương rất tức giận, lại nhéo một cái trên cánh tay của Lâm Thanh Diện. Cái này lọt vào trong mắt của Tiểu Lâm Thuần Nhất giống như là hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình với nhau. Trong nháy mắt sắc mặt của anh ta trở nên âm trầm, giọng nói cũng lớn hơn. Cô Nhạn Xương, ở chỗ chúng ta có rất nhiều vị trí trống, nếu như không ngại thì chúng ta dùng cơm cùng nhau đi. Lâm Thanh Diện, anh có để ý không? Lương Cung Nhạn Xương hỏi ý kiến. Dù sao thì cũng đều là ăn, ở đâu cũng như thế thôi. Lâm Thanh Diện thì không quan tâm cho lắm. Lương Cung Nhạn Xương nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau đi vào trong. Sau khi nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp là Nhạn Xương và Tinh Vũ, đôi mắt của hai người đàn ông khác ở trong phòng cũng phát sáng. Nhưng mà hiển nhiên bởi vì Tiểu Lâm Thuần Nhất cho nên bọn họ cũng không dám biểu hiện quá mức. Nhạn Xương và Tinh Vũ đã sớm quen thuộc với mấy loại ánh mắt như thế này rồi, cũng không quan tâm lắm. Xin chào, tôi tên là Tiểu Lâm Thuần Nhất, xin hỏi anh là bạn của Nhạn Xương à? Đúng vậy, tôi với cô ấy là bạn. Lâm Thanh Diện trả lời rất thành thật. Nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lúc này Tiểu Lâm Thuần Nhất mới yên lòng. Không biết là người anh em kinh doanh ngành nghề gì ở nước C, nếu như sau này có cơ hội thì chúng ta hợp tác với nhau. Tiểu Lâm Thuần Nhất nói. Hiện tại tôi không kinh doanh gì hết, chỉ lên núi làm vài chuyện chế tạo dược liệu mà thôi. Lâm Thanh Diện nói. Anh cũng không nói dối, việc làm ăn của nhà họ Lâm đã đi vào quỹ đạo, mỗi một vị trí quan trọng đều có nhân tài xuất sắc quản lý, chưa kể tới còn có sự giúp đỡ của một người có tài như Hứa Bích Hoài. À, hóa ra là anh kinh doanh dược liệu. Tiểu Lâm Thuần Nhất nói chuyện ánh mắt cũng không dừng lại ở trên người của Lâm Thanh Diện. Dù sao thì cũng chỉ là một người buôn bán dược liệu còn không lọt vào trong mắt của Tiểu Lâm Thuần Nhất đâu. Ăn đi, đói bụng quá, Lương Cung Nhạn Xương nói. Đúng vậy, ăn nhiều một chút đi. Món ăn của nhà hàng này thật sự rất ngon, đương nhiên là giá cả cũng rất đắt đỏ, người bình thường căn bản không thể ăn nổi đâu. Tiểu Lâm Thuần Nhất cười nói, tràn đầy cảm giác thành tựu, nhưng mà anh yên tâm đi, bữa cơm này là do tôi mời, dù sao thì anh cũng coi như là bạn của Nhạn Xương, đã là bạn của cô ấy thì cũng là bạn của tôi. Anh đang nói cái gì vậy hả, tôi với anh không có quan hệ gì với nhau hết. Lương Cung Nhạn Xương không hề cho Tiểu Lâm Thuần Nhất mặt mũi. Tiểu Lâm Thuần Nhất bĩu môi cũng không nói cái gì hết, xem ra là ở trước mặt của Lương Cung Nhạn Xương, anh ta đã chịu thiệt rất nhiều lần. Lâm Thanh Diện cũng lười phải để ý quá nhiều, từ sáng đến bây giờ vẫn còn chưa có ăn cái gì, ăn một chút gì đó, anh vẫn còn phải tranh thủ thời gian trở về Dược Thần Cốc. Nếm thử miếng bắp cải luộc lại ăn canh đầu cá với cơm, Lâm Thanh Diện tấm tắc khen ngon. Mùi vị ở đây quả thật không tệ, có thể nhìn ra được trình độ của đầu bếp ở đây rất cao. Công tử, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon đúng không, nhưng mà giá cả cũng không phù hợp lẽ thường đâu. Thượng Sam Tinh Vũ nhỏ giọng nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, ăn sạch sẽ một chén cơm nhỏ, sau đó lại nói với nhân viên phục vụ đứng ở cửa, làm phiền cho thêm chút cơm nữa. Tiểu Lâm Thuần Nhất cùng với hai người còn lại nhìn thấy Lâm Thanh Diện ăn hết một chén cơm nhỏ như là gió lốc, ánh mắt khinh thường. Người anh em, ăn đồ ăn thêm đi, ăn ít cơm thôi, món ăn ở đây cũng không phải là thứ mà bình thường anh có thể ăn được. Người đàn ông đeo mắt kính ở bên cạnh Tiểu Lâm Thuần Nhất lên tiếng nói. Lương Cung Nhạn Xương bật cười ở trong lòng, dựa vào điều kiện của Lâm Thanh Diện ăn đồ ăn như thế nào mà không được cơ chứ. Hơn nữa, Nhạn Xương biết rõ tính cách của Lâm Thanh Diện, mấy cái chuyện giả heo ăn thịt hổ anh làm nhiều lắm rồi.
đang chờ cái tên đeo mắt kính bị đánh vào mặt, nhưng mà Lương Cung Nhạn Xương kinh ngạc phát hiện Lâm Thanh Diện lại nhanh chóng ăn xong chén cơm này, thậm chí là lần này anh còn chưa ăn một miếng đồ ăn nào. Ăn ngon quá, cái chén này quá nhỏ, tôi có thể thêm một chén nữa không vậy? Lâm Thanh Diện cười nói. Bên môi Tiểu Lâm Thuần Nhất mang theo nụ cười, tùy ý anh muốn ăn bao nhiêu cũng được, thật sự không được nữa thì tôi sẽ mua hết số gạo ở đây cho anh từ từ ăn. Cái này là do anh nói đó, nhân viên phục vụ, mua gạo. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói. Chương 1265, 100 cân gạo. Cái gì, anh muốn mua gạo? Sau khi nghe xong thì nhân viên phục vụ rất kinh ngạc. Anh cứ lấy cho anh ta đi, lấy 500 cân trước, sau rồi tính tiền luôn. Tiểu Lâm Thuần Nhất tùy ý nói. 500 cân. Phục vụ nghe xong thì càng kinh ngạc, cái này, tôi phải hỏi ông chủ chúng tôi, nếu như các người thật sự muốn mua thì tôi phải gọi ông chủ tới. Nói xong, nhân viên phục vụ rời khỏi. Xía không phải chỉ mua có mấy trăm cân gạo thôi sao, còn phải kinh động đến ông chủ nữa chứ. Thật là không có hiểu biết gì hết. Một người đàn ông bên cạnh người đàn ông mắt kính khinh miệt nói. Hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Cung Nhạn Xương trên mặt đều lộ ra sự nghi hoặc. Bọn họ biết rõ Lâm Thanh Diện làm như vậy nhất định là có dụng ý của anh, nhưng đến nay vẫn chưa đoán ra. Lại qua một hồi, một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của nước C đi tới cửa. Không biết chỗ này là vị nào muốn mua gạo nhà tôi vậy? Ông chủ nói. Là tôi. Tiểu Lâm Thuần Nhất nói, đong 500 cân gạo cho người anh em này mang về nhà. 500 cân, ông chủ nghe xong thì rõ ràng rất khó xử, thưa ngài, ngài xem có thể bớt chút không, tồn kho của tôi nhiều nhất có thể lấy ra 100 cân thôi, còn lại thì hai ngày này còn phải chia cho những khách khác nữa, ngài cũng không thể cho bọn tôi đóng cửa chứ. Một tiệm lớn như thế này mà ngay cả 500 cân gạo cũng không lấy ra được, quả đúng là buồn cười. Sao, chắc ông không phải là sợ tôi quỵt không trả tiền gạo của ông đó chứ? Tiểu Lâm Thuần Nhất tức giận nói. Được rồi. 100 cân thì 100 cân, ông chủ, ông mau lấy tới đây, chiều nay tôi còn phải gấp rút lên đường nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Được lấy cho ngài thì cũng được, chỉ là tiền này ai trả? Ông chủ quan tâm mà hỏi. Không phải đã nói là do tôi trả sao? Anh đi mau đi. Tiểu Lâm Thuần Nhất mất kiên nhẫn mà chừng ông chủ một cái. Được, có người thanh toán là được rồi, các vị đợi chút. Tôi sẽ đi ngay. Nói xong, ông ta quay người rời khỏi. Xía tôi thấy tiệm này cũng chả mở được lâu đâu, nhân viên phục vụ cổ quái, ông chủ càng cổ quái hơn, 100 cân gạo mà thôi, còn sợ không có ai trả tiền, thật là buồn cười. Đôi mắt ngập tràn trào phúng mà nói. Phải đó, nói về gạo thì vẫn là gạo Việt Quang của đảo quốc các người tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng là cực đắt, một cân cũng phải mua được mấy chục cân đó chứ. Tên đàn ông bên cạnh người đàn ông mắt kính nịnh hót mà nói. Tiểu Lâm Thuần Nhất khẽ hừ một tiếng, nếu như anh thích ăn thì đợi dự án lần này hợp tác xong, tôi tặng cho anh mấy trăm cân, cũng chả vấn đề gì. Vậy thì quá tốt rồi, nhà chúng tôi đều thích gạo của đảo quốc. Người đàn ông mỉm cười nồng nhiệt nói. Khụ khụ. Lâm Thanh Diện nặng nề ho khụ vài tiếng. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ vội vàng quan tâm hỏi, anh sao thế, không khỏe sao? Không sao, Lâm Thanh Diện lắc đầu, hồi nãy nghe anh ta nói chuyện tôi có chút muốn ói. Anh, người đàn ông vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ bừng, qua vài giây sau, anh ta khinh miệt mà nói, hừ, không chấp nhặt với loại người như anh, thứ gì cũng chả hiểu, đương nhiên không biết là bọn tôi đang nói cái gì rồi. Người như loài chó, chỉ dựa vào anh cũng xứng đánh giá gạo của nước C sao. Ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo nộ khí. Anh có giỏi thì nói lại lần nữa xem, người đàn ông tức đến sắc mặt đỏ bừng. Anh ấy nói không sai, nước C từ xưa đến nay đã là quốc gia lớn về lương thực, có rất nhiều chỗ sản xuất gạo, anh vậy mà lại nói đồ của nước anh ta tốt, nói thực tôi tuy là người đảo quốc nhưng cũng xem thường anh. Lương Cung Nhạn Xương nói, ngài Tiểu Lâm tôi, vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, không ngờ chỉ một câu lấy lòng của mình lại khiến một đám người trợn trắng mắt. Nhạn Xương không thích anh, tôi đương nhiên cũng không thích anh rồi, anh Chu, anh đừng nói nữa. Tiểu Lâm Thuần Nhất xua xua tay. Không bao lâu sau, một cái thùng gỗ lớn được khiêng vào. Đây là 100 cân gạo mà các người cần, tồn kho cuối cùng đều ở đây hết rồi đó. Ông chủ nói. Được, cảm ơn nhiều. Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, trực tiếp một tay nhấc cái thùng nặng nề đến chỗ mình. Người anh em này thật khỏe. Ông chủ khâm phục. Tiểu Lâm Thuần Nhất bực mình nói, được rồi, ông có thể đi rồi, đừng quấy rầy bọn tôi dùng bữa. Cái này, hay là các người thanh toán trước đi. Tôi có chút không yên tâm, ông chủ nói. Mẹ nó,
Tiểu Lâm Thuần Nhất nặng nề vỗ bàn một cái, hễ kích động lên, ngôn ngữ quê hương đều tuôn hết ra, không phải chỉ là tiền 100 cân gạo cộng với bàn đồ ăn này thôi sao, tuy đồ ăn chỗ ông rất đắt nhưng tôi vẫn có thể chi trả được ông chủ, không lẽ ông xem thường gia tộc Tiểu Lâm đảo quốc chúng tôi? Đâu có, chỉ là trả tiền rồi ăn, anh yên tâm, tôi cũng an tâm. Ông chủ cười nói, kinh doanh lâu năm, ông ta đã quen rồi. Được, trong thẻ này có 90 triệu, chắc là đủ rồi đó, tiền thừa còn lại thì cho ông làm tiền bo, ông mau rời khỏi phòng bao đi. Tiểu Lâm Thuần Nhất nói, 90 triệu. Ông chủ khẽ mở miệng, ông chủ Tiểu Lâm, nếu như là 90 triệu thì chỉ e là ngài phải thêm chút nữa. 90 triệu còn chưa đủ sao? Tiểu Lâm Thuần Nhất ngạc nhiên nói. Ông chủ gật đầu. Tiểu Lâm Thuần Nhất khẽ nhíu mày, vậy ông nói đi, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Trước khi đến tôi đã tính kỹ rồi, tổng cộng là 2 tỷ 7, mời ngài thanh toán cho. Ông chủ mỉm cười nói. Ông nói gì cơ, 2 tỷ 7. Tiểu Lâm Thuần Nhất kinh ngạc không ngớt, mà hai người đàn ông bên cạnh thì đứng lên nói, ông chủ, ông đừng có gạt người nước ngoài, chỗ ông tôi cũng tới qua 2 lần rồi, lần trước gọi món còn nhiều hơn lần này nữa, cũng chỉ có 60 triệu thôi, hôm nay sao lại nhiều như vậy chứ? Đúng đó, ông chủ, người đàn ông đeo kính nói lớn, không lẽ sau khi bị bệnh ông tăng giá rồi? Không có tăng giá, trước khi chuyên gia y tế Trung Sơn đi đã dặn dò qua, nhất định phải duy trì vật giá ổn định, tiền này tôi chả tăng chút nào cả. Ông chủ nói, con nói là không tăng, tôi hỏi ông, chỉ 7-8 món ăn, đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Coi chừng tôi kiện ông đó, người đàn ông mắt kính chỉ vào ông chủ nói. Chương 1266, đút cho chó ăn. Anh nói tôi ư? Người đàn ông mắt kính sắp điên lên rồi, được vậy anh nói xem, tôi không tin anh biết cái gạo cảnh dương gì đó đâu. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ cũng mong đợi, bọn họ biết, Lâm Thanh Diện có thể đã sớm biết gạo này không bình thường, cho nên mới cố ý đùa cợt ba người này. Lâm Thanh Diện nhìn ba người, được, hôm nay tôi sẽ lên lớp cho các người biết, để người đảo quốc các người biết về đất rộng nhiều của nước C, cũng để cho hai con chó bán nước các người gióng tai lên nghe cho kỹ. Anh! Trong mắt hai người như phun ra lửa. Lâm Thanh Diện hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp nói, gạo Cảnh Dương chỉ có thể trồng được ở hai ngôi làng ở thị trấn Cảnh Dương, nước C, chất đất là ruộng tương lạnh, diện tích trồng chỉ hơn 100 mẫu, mỗi năm một mùa được tưới bằng nước suối, nếu tôi nhớ không nhầm thì giá của nó khoảng 25 triệu 500 một cân đó. Đám người há hốc mồm, qua một hồi, người đàn ông đeo kính mới hỏi, ông chủ, anh ta nói có đúng không? Cậu này nói hay quá, còn tường tận hơn cả hiểu biết của tôi nữa. Ông chủ hài lòng mà nói, quả thực là giá cả tầm 25 triệu 500, cũng vì vậy, mà 100 cân này tôi tính cả lãi vận chuyển đi đi về về nữa, bán đến 27 triệu chắc cũng không quá đâu. 100 cân gạo, 2 tỷ 7. Đây tuyệt đối là gạo đắt tiền nhất mà mấy người ngồi đây được ăn rồi. Đám người tên đàn ông đeo kính chỉ hối hận, tại sao hồi nãy không ăn thêm chút cơm chứ? Trước đó bọn họ còn cười nhạo Lâm Thanh Diện là tên nhà quê, bây giờ xem ra tên nhà quê chân chính phải là bên bọn họ mới đúng. Ngài Tiểu Lâm, bây giờ nếu anh không muốn cho tôi 100 cân gạo thì cũng không sao, nhưng anh phải nhớ cho kỹ, làm gì cũng đừng chỉ xem bề ngoài, thứ anh không biết, không có nghĩa là người khác cũng không biết. Lâm Thanh Diện bình tĩnh. 100 cân gạo Cảnh Dương, anh còn trả cho vào mắt. Bởi vì lúc ở nhà họ Lâm Kinh Đô, bình thường ăn cũng là ăn loại này, lúc nãy Lâm Thanh Diện sở đi ăn liên tục 2 chén, chỉ là cảm thấy, lại tìm được cảm giác lúc ở nhà rồi. Tiểu Lâm Thuần Nhất khinh miệt nói, người đảo quốc chúng tôi rất trọng chữ tín, cũng không giảo hoạt như anh, nếu đã nói sẽ cho anh 100 cân, thì sẽ là 100 cân. Nói xong, anh ta móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu bạc giao cho ông chủ, đi quẹt thẻ đi. Đây là thẻ bạc của Ngân hàng Thế giới. Ông chủ tiệm này vào Nam ra Bắc cũng coi như là hiểu nhiều biết rộng, mở miệng nói. Không sai, cũng coi như là ông có hiểu biết thẻ bạc Ngân hàng Thế giới, đó không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được đâu, cũng chỉ thấp hơn thẻ đen một bậc mà thôi, người đàn ông đeo kính ở bên cạnh giải thích. Tiểu Lâm Thuần Nhất ưỡn ngực lên, tỏ ra rất kiêu ngạo, nhà Tiểu Lâm chúng tôi không chỉ phải làm đầu đàn của ngành ăn uống đảo quốc mà càng phải làm đại ca của toàn thế giới, một tấm thẻ bạc mà thôi, tôi tin, chỉ 10 năm tôi nhất định sẽ làm được thẻ đen. Người đàn ông đeo kính và tên đàn ông còn lại nghe xong trực tiếp vỗ tay, suýt nữa đã hét lên amazing good job rồi. Chỉ là biểu cảm của ba người Lâm Thanh Diện rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút muốn cười. Người đảo quốc các người, đều là học sinh cấp 2 sao? Lâm Thanh Diện nhỏ tiếng nói bên tai Lương Cung Nhạn Xương. Qua chỗ khác đi, anh thấy tôi cũng như anh ta sao? Lương Cung Nhạn Xương bĩu môi, có chút không vui.
Không so thì thôi, mà đã so thì tức chết. Một bên là Lâm Thanh diện chững chạc giản dị, còn bên kia thì là Tiểu Lâm thuần nhất kiêu ngạo, vô lễ. Là người thì sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Nhưng đối với Lương Cung Nhạn Xương mà nói, người yêu cô ta không yêu, còn người cô ta yêu thì trong lòng người đó đã có chủ từ lâu rồi. Không lâu sau, 2 tỷ 7 đã được quét sạch. Thưa ngài, mời ngài nhận lại thẻ ông chủ nói. Tiểu Lâm thuần nhất gật đầu, nhìn Lâm Thanh Diện, anh bạn, một bữa cơm đã ăn 2 tỷ 7 của tôi ghim anh rồi, hy vọng sau này sẽ còn cơ hội, chúng a có thể gặp nhau. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khẽ cười, vậy cảm ơn ngài Tiểu Lâm đã tặng gạo. Khóe môi Tiểu Lâm thuần nhất dựng một cái, trong ánh mắt lóe qua sát khí. Từ khi bữa cơm bắt đầu, mình hoàn toàn nằm trong trạng thái bị chơi xỏ, điều này khiến người luôn huênh hoang như anh ta, sao mà chấp nhận cho được, chỉ có điều có Lương Cung Nhạn Xương ở đây, anh ta mới không có bạo phát mà thôi. Nếu như các vị không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Ông chủ mỉm cười khom lưng, từ từ lui ra ngoài. Đợi đãi. Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện kêu ông chủ lại. Thưa ngài, ngài có chuyện gì sao? Ông chỉ hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn ba người đàn ông đối diện, sau đó mỉm cười nói, hỏi ông một chuyện, chỗ ông có gạo Việt Quang của đảo quốc bọn họ không? Gạo Việt Quang, có thì cũng có, ông chủ nói. Vừa nghe thấy Lâm Thanh Diện nhắc đến gạo Việt Quang, ba người đối diện đều hào hứng. Nhóc con, xem ra anh cũng không kém tôi là bao, trước đó còn nói gạo nước Euro ngon, bây giờ mới chớp mắt lại hỏi về gạo Việt Quang rồi. Phải đó, nói ra, lộn xộn vòng vo như vậy còn hạ tiện hơn bọn tôi nhiều nữa. Anh! Ba can! Tiểu Lâm thuần nhất đen sâm mặt mũi mà tức giận quát một tiếng, khiến hai người ngậm miệng. Sau đó, anh ta nhìn Lâm Thanh Diện, trầm giọng nói, anh bạn, anh lấy gạo đảo quốc của tôi cho chó ăn, đây là sự lựa chọn của anh, tôi không có ý kiến, chỉ là gạo Việt Quang tuy giá cả không có đắt như gạo Cảnh Dương của các người, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được đâu. Nói xong, anh ta nhìn ông chủ, ánh mắt uy hiếp, ông chủ 800 cân gạo Việt Quang bao nhiêu tiền, tôi hy vọng ông tính cho kỹ, đừng để lát nữa ông chuẩn bị xong rồi mà người ta không trả nổi tiền, ông phải tốn công đó. Ông chủ nhìn Lâm Thanh Diện, gạo Việt Quang do vận chuyển nên giá cả hơi đắt hơn ở đảo quốc một chút, khoảng 300.000 một cân, nếu 800 cân thì là 240 triệu. Ồ, Lâm Thanh Diện gật đầu. Cái gì, chỉ có 300 một cân. Người đàn ông có chút ngạc nhiên, không ngờ gạo đảo quốc mà mình sùng bái, vậy mà lại rẻ như vậy. Chỏ tôi còn là gạo Việt Quang tốt nhất nữa đó, ngài đây phải biết top 10 gạo trên thế giới, nước Euro chúng tôi chiếm 7 vị trí, còn về đảo quốc thì càng chả có một nhà nào được vào top hết. Ông chủ nói. Được rồi, ông bớt nói tôi ở đây đi, xem tên nhóc này làm sao lấy ra được 240 triệu. Người đàn ông đeo kính hậm hực nói. Tiểu Lâm thuần nhất cũng nói, cô Nhạn Xương, đây tuy là bạn của cô, nhưng tôi cảm thấy, nếu đã là đồ do anh ta mua, thì nên để anh ta tự trả, cô thấy thế nào. Yên tâm, tôi sẽ không giúp anh ta. Lương Cung Nhạn Xương khẽ nói không phải cô ta không muốn giúp mà là 240 triệu, đối với Lâm Thanh Diện tiêu xài mấy trăm triệu cũng chả chớp mắt lấy một cái mà nói, thì đây căn bản chả là cái thá gì cả. Thưa ngài, vậy chấm hay là trả tiền trước đi? Ông chủ hỏi thăm. Lâm Thanh Diện đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một độ cong, tôi đưa ông 300 triệu, ông xếp xếp người nấu gạo lên, chia cho mấy con chó hoang trên núi và chó lang thang ăn. 300 triệu để mua gạo, tôi thấy tên nhóc này bị ngu rồi. Đúng đó, có đầu ngu mới dùng nhiều tiền như vậy, để mua gạo thôi. Người đàn ông đeo kính và tên đàn ông kia nhỏ tiếng nói. Ba ca, các người còn nói lung tung gì đó. Tiểu Lâm thuần nhất mới dùng 2 tỷ 7 để mua gạo, tức giận nói đôi mắt anh ta nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, nhìn bộ dạng anh, chắc là có chút tiền vặt, nhưng dùng 300 triệu để mua gạo cho chó ăn, chỉ e là chưa tới. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn ông chủ, sau đó móc ra một tấm thẻ ngân hàng ra từ trong người, quẹt thẻ. Chiếc thẻ ngân hàng màu đen tượng trưng cho sự tôn quý, lúc này trở nên vô cùng chói me, cái này là thẻ đen, ngân hàng thế giới. Tiểu Lâm thuần nhất kinh ngạc mà nhìn Lâm Thanh Diện, cái thẻ đen mà mình hãng mong ước phấn đấu để có được lúc này lại xuất hiện trong tay thằng nhóc này. Lâm Thanh Diện mỉm cười, ánh me bình tĩnh. Dám hỏi anh rốt cuộc là ai? Tiểu Lâm thuần nhất hỏi. Kinh đô, Lâm Thanh Diện. Chương 1267, diễn kịch. Thể hiện cho người khác thấy sự giàu có hoặc thực lực không giống trong quá khứ, Lâm Thanh Diện bây giờ đã chia tay sự ẩn nhẫn từ lâu rồi. Chỉ cần nhẹ nhàng nói ra năm chữ này, người khác đều vô cùng chấn kinh. Danh hiệu Lâm Thanh Diện Kinh Đô này, từ sau khi Lâm Thanh Diện giành lại vị trí gia chủ nhà họ Lâm, thì đã hoàn toàn vang khắp nước C rồi.
Tiểu Lâm Thuần nhất thân là người trong thương giới, đương nhiên biết sức nặng của năm chữ này. Một lòng muốn mở rộng sự nghiệp của gia tộc, muốn phát triển ngành ăn uống của nhà Tiểu Lâm ở nước C, đối với anh ta mà nói, cần phải xử lý tốt mối quan hệ với nhà họ Lâm. Mà xem ra, phát súng mở đầu này chả ra gì rồi. Thật không biết, bạn của Nhạn Sương lại là ngài Lâm, hồi nãy có chút đắc tội, xin lượng thứ. Tiểu Lâm Thuần nhất cúi người nói, trên mặt toàn là sự áy náy. Biểu cảm Lâm Thanh Diện bình tĩnh, đối với văn hóa cúi người của đảo quốc, anh ít nhiều cũng có chút hiểu. Không có chuyện gì mà cúi người nhận tội không giải quyết được hết, trước đây là vậy, bây giờ cũng là như vậy. Không sao, mọi người gặp nhau là cái duyên, dù sao sau này cũng chả có cơ hội gặp nữa rồi, Lâm Thanh Diện tùy ý nói. Sao thế chứ, ngài Lâm, lần này tôi tới nước C, một là vì để gặp Nhạn Sương, hai là muốn đầu tư ngành ăn uống ở nước Euro, còn đang nghĩ hôm nào đó sẽ đến thăm ngài, không ngờ, đã gặp ở đây rồi. Tiểu Lâm Thuần nhất cười nói, nhìn qua lương cung Nhạn Sương, nói ra thì Nhạn Sương còn là người làm mối cho chúng ta nữa đó. Lâm Thanh Diện sờn cả gai ốc, bỏ đi, anh ở Đông Dương, tôi ở nước C, mọi người vốn đi ở hai nơi, hơn nữa, ngành ăn uống, nhà họ Lâm chúng tôi cũng có can thiệp. Đúng đó, Đông Dương chúng tôi là nước nhỏ, mà bên nước C đây lại đất rộng nhiều của thị trường và tài nguyên đều là những thứ mà bên Đông Dương chúng tôi không so được. Tiểu Lâm Thuần nhất tràn đầy khao khát mà nói. Nhưng Lâm Thanh Diện trực tiếp khe ngang anh ta, nước C đất rộng nhiều của cho nên các người muốn chia bánh ăn sao? Thật ngại quá, mấy mươi năm trước các người có thể làm như vậy, bây giờ tình thế thay đổi rồi. Ngài Lâm, tôi không phải có ý này đâu. Nhìn thấy ngữ khí của Lâm Thanh Diện không vui, Tiểu Lâm Thuần nhất vội vàng giải thích. Nhưng Lâm Thanh Diện căn bản không cho anh ta cơ hội này, xin lỗi, tôi còn có chuyện phải làm, đi trước một bước. Nói xong, Lâm Thanh Diện đi ra khỏi phòng bao. Hai người Lương Cung Nhạn Sương và Thượng Sam Tinh Vũ theo ra ngoài, căn bản chả quan tâm đến ba người ở trong phòng bao. Đối diện với thái độ này của Lâm Thanh Diện và cả người phụ nữ mình thích đã rời đi, ánh mắt Tiểu Lâm Thuần nhất trở nên hung tợn. Hễ một người đàn ông mất đi mặt mũi, đều sẽ phản nộ, càng huống hồ còn là đầu đàn ngành ăn uống của đảo quốc là Tiểu Lâm Thuần nhất nữa chứ. Hơn nữa, là tên ngốc cũng có thể nhìn ra được Lương Cung Nhạn Sương đối với mình và Lâm Thanh Diện hoàn toàn là hai loại thái độ trái ngược nhau. Lâm Thanh Diện đáng chết. Tiểu Lâm Thuần nhất một tay vỗ lên mặt bàn. Thân là con trai độc nhất của nhà Tiểu Lâm tôn sùng võ đạo, Tiểu Lâm Thuần nhất từ nhỏ đã theo danh sư học võ, thực lực đã đạt tông sư đỉnh phong. Hai người bên cạnh vội vàng tiến lên trước. Ngài Tiểu Lâm, ngài đừng tức giận, theo như tôi biết thì tên họ Lâm còn có một bà xã, người đàn ông đeo kính nói. Bà xã, anh nói, anh ta có vợ rồi. Tiểu Lâm Thuần nhất ngạc nhiên nói, vậy Nhạn Sương. Ngài yên tâm, toàn nước Euro đều biết Lâm Thanh Diện vô cùng yêu thương vợ mình, cho nên cô Nhạn Sương đến cuối cùng cũng vẫn là của ngài thôi. Người đàn ông đeo kính nói. Nghe thấy lời này, Tiểu Lâm Thuần nhất trở nên càng tức giận hơn, nhưng, Nhạn Sương thà theo một người đã có vợ cũng không muốn ở bên tôi, đây quả thực là quá nhục nhã mài. Ngài Tiểu Lâm, không biết có lời này có nên nói hay không, đôi con ngươi của người đàn ông đeo. Kính đảo một cái, mỉm cười nói, cô Nhạn Sương trời xinh đẹp đẽ, người theo đuổi có vô số, nhưng ngài có nghĩ qua tại sao cô ấy lại chỉ yêu Lâm Thanh Diện không? Hửm, Tiểu Lâm Thuần nhất khẽ nhíu mày, vấn đề này, anh ta chưa hề nghĩ qua. Tôi cảm thấy, điều mà Lâm Thanh Diện thu hút cô Nhạn Sương, chính là anh ta không mảy may để ý đến cô Nhạn Sương, không lẽ ngài chưa nghe qua thứ càng không có được thì càng muốn sao? Người đàn ông đeo kính nhỏ tiếng nói. Biểu cảm Tiểu Lâm Thuần nhất nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, anh nói có lý, tôi càng không có được Nhạn Sương thì càng muốn có được cô ấy. Thực ra, muốn có được cô ấy cũng không phải là không có cách, chỉ cần. Nói xong, người đàn ông đeo kính nói bên tai Tiểu Lâm Thuần nhất. Đến ngoài cửa tiệm cơm, Lâm Thanh Diện dừng bước quay người lại nói, hai đại mỹ nữ tôi phải về rồi. Đi như vậy à, không đi dạo nữa sao? Tinh Vũ hỏi. Không, tôi phải tranh thủ thời gian luyện tập chế đan. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói, anh phải nhanh chóng tìm ra cách trị liệu cho Hứa Bích Hoài. Chế đan, bây giờ anh có thể chế đan dược rồi sao? Vẻ mặt Thượng Sam Tinh Vũ hâm mộ, Lương. Cung Nhạn Sương cũng rất kinh ngạc. Trên thế giới này còn có chuyện gì có thể làm khó Lâm Thanh Diện không chứ? Tôi về đây, các cô cũng mau về khách sạn đi. Lâm Thanh Diện vẫy tay, sau đó nhìn Lương Cung Nhạn Sương, con người Tiểu Lâm Thuần nhất này có lòng theo đuổi công danh lợi lộc quá mạnh, không dựa dẫm được thân là bạn bè, tôi hy vọng sau này cô phải đề phòng anh ta. Cần anh quan tâm à? Ngoài miệng Lương Cung Nhạn Sương tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng rất vui.
Bất kể nói thế nào, Lâm Thanh Diện vẫn quan tâm đến mình đó. Quay người lại bắt đầu khởi hành, Lâm Thanh Diện lại đi đến dược thần cốc. Đi thôi, chị Nhạn Sương, bóng lưng của Lâm Thanh Diện công tử chả còn thấy đâu nữa rồi. Thượng Sam Tinh Vũ nói với Lương Cung Nhạn Sương ở bên cạnh. Lương Cung Nhạn Sương mỉm cười tự giễu, ở phía xa chính là sườn núi trải dài, đã không còn nhìn thấy Lâm Thanh Diện nữa. Chị Nhạn Sương, có lúc em phải cảm thấy tiếc cho chị đó, em cũng biết Lâm Thanh Diện công tử rất tốt, nhưng chị làm như vậy, có phải có chút không đáng không, có thể nhìn ra anh ấy chỉ yêu một mình phu nhân của anh ấy thôi, Tinh Vũ nói. Hai người ở cùng nhau rất lâu rồi, đã sớm trở thành bạn thân, nếu đã là bạn thân thì đương nhiên không có chuyện gì là không nói được hết, Thượng Sam Tinh Vũ cũng rất rõ tâm tư của Lương Cung Nhạn Sương. Tinh Vũ, em còn nhỏ. Không hiểu đâu, vào lần đầu tiên chị gặp Lâm Thanh Diện, đã biết anh ấy khác với những người đàn ông khác rồi, bây giờ xem ra, định mệnh của anh ấy bất phàm, mà chị chỉ có thể như bây giờ, nhìn anh ấy từ xa, là đủ rồi. Nói xong, Lương Cung Nhạn Sương quay người rời đi. Thượng Sam Tinh Vũ mỉm cười lắc đầu thở dài nói, còn nói mình nhỏ nữa chứ, chị cũng chả lớn hơn em nhiều đâu chị à. Khi hai người lái xe đi về phía khách sạn Song Mộc thì ở một góc rẽ có ba người đang đứng. Ba người đàn ông này vừa nhìn là biết không hiền, trong tay cầm trường đao, sau khi nhìn thấy xe của Lương Cung Nhạn Sương, lập tức xông tới. Các người làm gì vậy? Lương Cung Nhạn Sương bị ép dừng lại, chất vấn. Bớt phí lời, xuống xe đi. Tên mập đầu chọc da đen dẫn đầu, hung dữ mà nói trường đao trong tay không ngừng cua cua phía trước. Tôi nói ba người các người, thanh thiên bạch nhật mà chặn đường ăn cướp, không lẽ không sợ bị bắt sao? Lương Cung Nhạn Sương tức giận nói. Yo, đại ca, chỗ này còn có một em gái xinh đẹp nữa, xem ra hôm nay chúng ta có phúc rồi. Lát nữa cho em cướp xác trước nha. Một tên đàn ông tóc vàng cao cao ở đằng sau tên mập nói, thần sắc dâm tục vô cùng. Nói cho các người biết, chỗ này núi cao hoàng đế xa, cho dù bị người ta phát hiện thì nấp trong núi mấy ngày là không sao nữa rồi. Tên mập nói với bọn người Lương Cung Nhạn Sương, biết điều thì đem toàn bộ tiền ra đây, nhìn chiếc xe sang mà mấy cô lái, chắc là không ít tiền rồi, như vậy đi, đưa 5 tỷ, hôm nay bọn tôi sẽ bỏ qua cho cô, nếu không thì... Nếu không thì sao? Lương Cung Nhạn Sương phẫn nộ mà nói. Trước khi chưa quen biết Lâm Thanh Diện, trước giờ chỉ có mình trừng trị người khác chứ chưa có ai dám đối xử với mình như vậy hết. Cô gái, cô đẹp như vậy, lỡ như mặt bị quẹt hỏng rồi, hoặc là tay chân tàn khuyết thì sẽ không hay đâu. Tên mập sáp mặt lại gần uy hiếp mà nói. Bốp! Lương Cung Nhạn Sương ngồi trong xe trực tiếp tung một đấm vào mặt đối phương tên mập Ayo một tiếng, mắt trái lập tức sưng lên, bọn đi thối, các anh em lên cho tao. Tên mập kêu một tiếng, những người còn lại liên xông lên. Đối với bọn họ, đối phương chỉ là hai cô gái mà thôi, mình chỉ cần hù một tí thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn an phận thôi, một đám lưu manh thối, xem tôi dạy dỗ các người thế nào. Nói xong, Lương Cung Nhạn Sương liên chuẩn bị xuống xe không ngờ, bị Thượng Sam Tinh Vũ ở bên cạnh ngăn lại. Tinh Vũ khẽ mỉm cười, chị à, mãi tên tiểu lưu manh này mà cũng cần chị ra tay sao? Để cho em. Lương Cung Nhạn Sương mỉm cười, được thôi, em chú ý đó, đừng có ra tay nặng quá, dù sao chúng ta đang ở nước C đó. Yên tâm đi. Tỉnh Vũ cười, sau đó đẩy cửa ra ngoài, tiểu cô nương, cô không sợ chết sao? Tên mập hậm hực nói. Tinh Vũ đột nhiên xuống xe, khiến ba người bọn họ đều rất ngạc nhiên. Ba người các người, cùng nhau lên đi. Trong mắt Tỉnh Vũ mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói. 30 giây sau, ba tên đàn ông trưởng thành vạm vỡ ngã rạp trên mặt đất, tên nào tên nấy kêu gào không ngừng. Lương Cung Nhạn Sương lái xe cùng Tỉnh Vũ rời đi theo từ thân tu hành, hai mỹ nữ đều đã đạt thực lực tông sư cảnh trung kỳ rồi, đổi phó ba tên tiểu lưu manh này, không phí chút sức nào. Mà ở trong góc cách hiện trường không xa, tiểu Lâm Thuần Nhất còn có tên đàn ông đeo kính đang chăm chú quan sát sự phát triển của sự việc. Cô gái bên cạnh cô Nhạn Sương kia, vậy mà lại lợi hại như vậy, người đàn ông đeo kính kinh ngạc nói. Trong ánh mắt tiểu Lâm Thuần Nhất mang theo một tia dữ tợn, kế hoạch hôm nay, toàn bộ đều hỏng bét rồi. Chương 1268, liên tiếp 3 ngày. Tất cả những thứ hồi nãy đều là kế hoạch của tên đàn ông đeo kính và Tiểu Lâm Thuần Nhất, bọn họ vốn dĩ muốn diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, khi ba tên lưu manh tiến hành ăn cướp bọn họ sẽ do Tiểu Lâm Thuần Nhất ra tay giải quyết ba người bọn chúng. Chỉ là không ngờ, lực chiến đấu của Thượng Sam Tinh Vũ lại mạnh như vậy, ba người đàn ông này căn bản đều không phải là đối thủ của cô ta. Ngài Tiểu Lâm, xem ra chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài, người đàn ông đeo kính nói. Tiểu Lâm Thuần Nhất gật gật đầu, kể từ khi mình từ Đông Dương đến nước C, đều chỉ là vì Lương Cung Nhạn Sương.
nhưng nghĩ đến thái độ của Lương Cung Nhạn Xương đối với mình, khiến cho cảm xúc của Tiểu Lâm Thuần nhất nhất thời sôi sục khó mà kiềm chế. Nếu chính đã không được thì thêm một chút tà vậy. Ánh mắt Tiểu Lâm Thuần nhất âm hãn mà nói, nhưng bây giờ xem ra, muốn có được Lương Cung Nhạn Xương thì cần phải chế ngự được Thượng Sam Tinh Vũ ở bên cạnh cô ấy trước. Nói xong, hai người rời khỏi con hẻm này. Buổi tối, Lâm Thanh Diện quay lại Dược Thần Cốc, chuyện đầu tiên chính là tìm Điền Nguyên, lấy nhân sâm mà mình có được đó ra. Cái này là cậu lấy từ đâu ra vậy? Điền Nguyên kinh ngạc cực kỳ mà nói. Lâm Thanh Diện có thể phán đoán ra được từ thần sắc của đối phương, củ nhân sâm này giống như mình nghĩ tuyệt đối không phải vật bình thường. Thế là anh kể lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc xuống núi vào ban ngày cho Điền Nguyên nghe. Duyên phận, đúng là duyên phận. Điền Nguyên vui mừng nói, Lâm Thanh Diện, cậu biết không, nhân sâm này, là do thái sư phụ của tôi lúc còn trẻ đã tình cờ tìm thấy trên núi, chỉ là lúc đó ông ấy không có mang theo dụng cụ bên mình, chỉ dùng sợi dây đỏ buộc lại, định về lấy dụng cụ rồi đi đào. Lâm Thanh Diện gật gật đầu, anh cũng biết một nhân sâm tốt cần phải bảo đảm tính hoàn chỉnh của nó, chỉ riêng đào thôi cũng cần rất nhiều thời gian, vì vậy cần phải sử dụng một số dụng cụ chuyên môn. Nhưng ai ngờ, Điền Nguyên sau đó nói, đến khi thái sư phụ của tôi quay lại thì củ nhân sâm này giống như là mọc chân rồi vậy, tự mình chạy đi mất rồi, đã không còn ở nơi đó từ lâu. Cậu xem. Điền Nguyên chỉ vào sợi dây đỏ buộc trên củ nhân sâm, thái sư phụ tôi tên là Linh Cốc, trên sợi dây đỏ bên trên này có ấn tích của ông cụ. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ vào đó, quả nhiên, trên sợi dây đỏ có một chữ cốc mờ mờ. Lúc đó theo như sư phụ tôi nói, thái sư phụ tôi vì chuyện đó mà mấy ngày mãi đêm không ngủ được, bởi vì củ nhân sâm này là vua của các loại sâm. Có đến 6.000 năm rồi. Điền Nguyên nói. 6.000 năm. Lâm Thanh Diện kinh ngạc mà há hốc mồm, trong lòng nghĩ, xem ra tiền mà mình cho bà cụ đó, vẫn hơi ít rồi. Nếu đã như vậy, nhân sâm mất đi này đã lấy lại được nhân sâm này tặng cho ông đó. Lâm Thanh Diện nói. Không. Điền Nguyên cẩn thận đặt nhân sâm vào trong hộp, sau đó nói, linh vật chỉ tìm người có duyên, nếu cậu đã là người có duyên của nó thì đương nhiên nhân sâm này thuộc về cậu rồi. Hơn nữa, cậu còn phải dùng nó để chế tạo khí hôn đan nữa mà. Được thôi. Vậy tôi tạm thời giữ nó, Lâm Thanh Diện cũng không từ chối. Dù sao, khí hồn đan có thể nâng cao thực lực của người tu hành, mà xem ra sự tiến công vào thương nguyên giới đã không xa nữa. Ở Dược Thần Cốc, Lâm Thanh Diện tự suy nghĩ, chắc là không ai có tỷ lệ thành công cao hơn anh trong việc chế tạo đan dược cấp hoàn mỹ hết, vua của các loại sâm này để trong tay mình cũng thích hợp thôi. Tiên Điền Nguyên đi, Lâm Thanh Diện quay lại trước bàn rồi ngồi xuống. Mà lần này, Lâm Thanh Diện chú trọng số lượng, còn về có dược khí hay không, anh vốn không quan tâm, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể làm ra càng nhiều khí hồn đan càng tốt. Bước đầu tiên, Lâm Thanh Diện chỉ dùng không tới một tiếng đồng hồ đã hoàn thành rồi. Sau đó, anh khẽ lấy một chút nhân sâm đó ra. Nhân sâm 6.000 năm, chỗ nào cũng đều là tỉnh hoa, mà dung hợp đan dược chỉ cần một chút xíu là đủ rồi. Củ nhân sâm này, đủ để chế tạo hàng trăm khí hồn đan. Một đám xương chẳng bốc lên, thần hồn phát tán lên viên đan dược trong tay, Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí hồn đan trong tay vì có được sự gia nhập của củ nhân sâm này mà xảy ra biến đổi. Cùng với sự lan tỏa của hương dược, viên khí hồn đan đầu tiên đã chế tạo hoàn thành. Trung phẩm cấp hoàn mỹ. Lâm Thanh Diện căn cứ vào chất lượng mà phán đoán. Anh có hơi thất vọng, dù sao đối với Lâm Thanh Diện mà nói, cho dù không sinh ra dược khí thì ít nhất thứ làm ra cũng phải là thượng phẩm mới đúng, càng huống hồ, đây là một củ nhân sâm 6.000 năm đó. Có lẽ, mình làm quá nhanh rồi. Lâm Thanh Diện suy đoán trong lòng, tốc độ lần này quả thực là nhanh hơn không ít so với lúc làm tiềm hành đan. Đúng rồi, mình còn có bột linh tê mà. Lâm Thanh Diện nói, lúc trở về từ rừng rậm sương mù, anh đã mang không ít bột linh tê về. Điền Nguyên đã từng nói với mình, bột linh tê là thuốc dẫn tốt nhất trong việc dung hợp đan dược cấp. Hoàn mỹ. Có lẽ, bỏ vào trong khí hồn đan này, sẽ có hiệu quả kỳ diệu thì sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, tranh thủ thời gian, bắt đầu chế tạo lần thứ hai, lần này, tốc độ của anh so với lúc nãy lại nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là lần thứ ba dung hợp đan dược cấp hoàn mỹ thôi, nhưng Lâm Thanh Diện lại như một người kỳ cựu, mỗi một bước đều chuẩn xác đến từng chi tiết. Pro sắc sự gia nhập của dược dẫn bột linh tê, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy đan dược mà mình dung hợp trong tay, lập tức thăng hoa rồi. Màu vàng đậm lúc đầu của đan dược bây giờ, vậy mà lại mang máng phát ra ánh vàng kim. Cái này, quá là thần kỳ rồi. Lâm Thanh Diện ca thán.
Qua 2 tiếng đồng hồ, viên đan dược cấp hoàn mỹ thượng phẩm mang theo dược khí, xuất hiện trong tay Lâm Thanh Diện. Sự thành công lần này, cho Lâm Thanh Diện một sự tự tin tràn đầy. Hơn nữa, mỗi lần dung hợp thần hồn của anh đều trở nên chắc chắn hơn vài phần, cũng hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trong phòng, mùi đàn hương và mùi thuốc lan tỏa, tốc độ tay Lâm Thanh Diện nhanh nhẹn, không có chút rề rà nào. Lão Điền, Lâm Thanh Diện đã ở trong phòng 3 ngày rồi, không lẽ ông không vào xem thế nào sao? Trong cái đình nhỏ ở Dược Thần Gốc, Triệu Ất nói với Điền Uyên, cậu ta đã nói trước rồi, bảo chúng ta đừng đi quấy rầy cậu ta, chỉ cần để đồ ăn ở cửa là được rồi, ông bảo tôi làm sao đây? Điền Uyên bực dọc mà nói. Triệu Ất nhíu mày, nói cho ông biết nha Lão Điền, nếu như Lâm Thanh Diện xảy ra chuyện gì tôi không tha cho ông đâu. Ông nội này, ông nghĩ tôi không muốn tốt cho Lâm Thanh Diện sao, vậy mà lại dám nói tôi như vậy. Nói xong, Điền Uyên tùy ý khua một chưởng về phía Triệu Ất, không ngờ, Triệu Ất nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp tránh đi. Trong mắt Điền Uyên mang theo ý cười nghi hoặc, hay lắm, ông nội này, xem ra bình thường chả rảnh rồi gì đâu, thực lực có tiến bộ. Chứ sao, nếu không, còn không bị lão Điền ông ức hiếp đến chết sao? Triệu Ất cười nói, được rồi, không biết ông gặp may kiểu gì, chiêu hồn nãy của ông, sự tinh diệu trong đó, ngay cả tôi cũng chưa từng thấy qua, Điền Uyên nói. Triệu Ất khẽ mỉm cười, không hề phủ nhận mình luyện tập thập tự quyết đã được một khoảng thời gian rồi, bây giờ xem ra, hiệu quả rất không tệ. Đi, lão Điền, hôm nay nói thế nào thì tôi cũng nhất định phải vào phòng Lâm Thanh Diện xem thử, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì ở trò chúng ta, thì ông với tôi đều không gánh nối cái trách nhiệm này đâu. Triệu Ất nói. Điền Uyên khế nhíu mày, với địa vị và thân phận của Lâm Thanh Diện hiện tại, nếu như anh xảy ra chuyện rồi, thì chỉ e Dược Thần Cốc sẽ trực tiếp bị san băng. Hai người đến cửa phòng Lâm Thanh Diện, cửa phòng đóng chặt. Lâm Thanh Diện, là tôi có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cậu, mở cửa đi. Triệu Ất gõ cửa, nhẹ giọng nói. Nhưng qua rất lâu, cửa phòng vẫn không mở. Hai người Triệu Ất và Điền Uyên đối mắt nhìn nhau, lão Điền, chỗ này chả có chút tiếng động nào, Lâm Thanh Diện có khi nào thật sự xảy ra chuyện rồi không? Triệu Ất căng thẳng mà nói, tôi cũng chả rõ nữa, theo lý mà nói, với thiên phú của Lâm Thanh Diện thì trách không đến nỗi bị đan dược căn lại đâu, Điền Uyên cũng trở nên do dự. Bỏ đi, để tôi làm người xấu cho. Nói xong, Triệu Ất một chân đá cửa ra, hai người trực tiếp xông vào. Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong phòng, hai người Triệu Ất và Điền Uyên chạy vào bên trong 2 bước thì liền bị chấn kinh. Trên bàn cà phê, trên bàn, ngăn ne áp gọn gàng mà bày biện từng cái hộp nhỏ, mỗi một viên được đựng bên trong đó, đều là khí hồn đan mang theo dược khí. Trên chiếc giường, Lâm Thanh Diện đang ngủ ngon lành, tập trung cao độ liên tục 3 ngày, lúc này cuối cùng anh cũng không chống lại được cơn buồn ngủ nữa, mà ngủ thiếp đi rồi. Chương 1269, người đàn ông mặt nạ. Đừng kêu cậu ta dậy. Điền Uyên kịp thời ngăn Triệu Ất đang chuẩn bị kêu Lâm Thanh Diện dậy, khẽ giọng nói, cậu ta bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Triệu Ất gật đầu thu bước chân lại. Nhìn mấy chục viên khí hồn đan trên bàn, Triệu Ất không khỏi cảm thán, thiên phú như vậy, ông và tôi trước khi chết được nhìn thấy, thật là vinh hạnh mà. Điền Uyên nhìn Lâm Thanh Diện đang ngủ say, thầm gật đầu. Kể từ sau khi Lâm Thanh Diện nói với mình về chuyện liên quan đến thương nguyên giới trước đây, Điền Uyên luôn lo lắng, nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy thực lực mà Lâm Thanh Diện thể hiện ra, đã tràn đầy niềm tin về việc chống lại thương nguyên giới rồi. Đi thôi, để cậu ta ngủ thêm chút đi, buổi tối chúng ta lại đến thăm cậu ta. Nói xong, hai người đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Mội Tiếu Trấn cách Dược Thần Cốc không xa. Ở biên giới của tiểu trấn, có một không gian xanh tư nhân rất lớn. Ở trong đây, mùi thuốc tràn ngập khắp nơi, dược liệu quý giá được trồng khắp cả sân. Ở giữa mảnh đất xanh mướt có một kiến trúc lớn, kiến trúc mang đầy cảm giác nghệ thuật, đồng thời trang hoàng bên trong mang theo hơi thở của sự xa xỉ. Bên trong gara, 10 mấy chiếc xe sang mới nhất được sắp xếp ngăn nắp, ở cửa có đài phun nước âm nhạc có thể so sánh với cả viên Golden High. Không ai ngờ rằng, ở nơi hẻo lánh này, lại là trụ sở của công hội luyện kim. Do ở sát Dược Thần Cốc, vì vậy, công hội luyện kim đã chọn địa chỉ ở đây, nếu không thì với tài chính của bọn họ hoàn toàn có thể mua một căn nhà sang ở bất kỳ đâu trên thế giới. Hôm nay, người bên trong căn biệt thự này, thân xác có chút căng thẳng, cùng tụ tập về phía đại sảnh biệt thự. Lúc này, ở giữa đại sảnh, Tả Nhạc Thương Tích đầy mình đang chống một cành cây thô thiển miễn cưỡng đứng. So với áo quân hoa lệ khi mới đến Dược Thần Cốc trước đây, anh ta bây giờ, người ngợm rách nát như một tên mót ve chai vậy. Mà ở bên trái đại sảnh có một vị thiếu nữ đang ngồi, thiếu nữ này chính là Tiểu Nguyệt.
Ở đằng sau Tiểu Nguyệt có một tên đàn ông đeo mặt nạ đang đứng, không nói cười gì, nhưng khí tức lại nguy hiểm cực kỳ. Tất cả mọi người có mặt đều rõ, nếu như bên mình bất kính với cô gái Tiểu Nguyệt này thì trong chớp mắt tên đàn ông mặt nạ này sẽ lấy mạng của mình. Sư phụ, cuối cùng con cũng gặp được người rồi. Tả Nhạc mang theo tiếng khóc nói với một người già ở giữa. Người già tên là Thường An, chính là đại trưởng lão của công hội luyện kim, cũng chính là sư phụ của Tả Nhạc. Nhìn thấy bộ dạng đồ đệ yêu quý của mình bị hủy hoại đến như vậy, trong ánh mắt Thường An mang theo một ánh sáng dữ. Dự thần cốc chết tiệt cũng quá không đặt công hội luyện kim chúng ta vào trong mắt rồi. Thường An vỗ bàn đứng dậy. Là Lâm Thanh Diện, Tả Nhạc nói tên đầu sỏ chính là thằng nhóc Lâm Thanh Diện đó, nếu như không phải hẳn thì bây giờ nói không chừng con đã tìm thấy vị trí của mấy báu vật đó rồi. Lại là Lâm Thanh Diện. Hai tay Thường An siết chặt lại thành quyền, người khác đều sợ cậu ta kiêng dè thực lực của Lâm Thanh Diện, nhưng ta không sợ cậu ta, công hội luyện kim chúng ta cũng không phải hạng dễ bị ức hiếp như vậy. Đúng đó. Sư phụ, người nhất định phải báo thù cho con phải nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị ngũ mã phanh thây trước mắt con mới thoải mái được, Tả Nhạc ủy khuất mà nói. Được rồi. Mấy ngày nữa là đến tỉ thí luyện đan rồi, đến lúc đó ta nhất định phải khiến Dược Thần Cốc đẹp mặt. Con nghỉ ngơi trước đi, mau tìm một bác sĩ ngoại khoa khám thử coi cái chân này của con có thể nối lại không. Thầy luyện đan chỉ cung cấp nội lực đối ngoại thương như gãy chân, bọn họ vẫn cần người chuyên môn làm. Nghĩ đến cái chân bị đánh gãy của mình, Tả Nhạc mang theo nước mắt nhục nhã. Nói xong, Tả Nhạc được hai đệ tử dìu lấy, rời khỏi đại sảnh. Cô Tiểu Nguyệt đi đường vất vả rồi. Thường An đứng dậy, chắp tay nói với Tiểu Nguyệt, chỉ là, không ngờ Lâm Thanh Diện đột nhiên xuất hiện, làm loạn kế hoạch mà chúng ta mưu tính vẹn toàn. Đại trưởng lão, mấy cái này đều là chuyện nhỏ, tên Lâm Thanh Diện đó, tôi nhất định sẽ giải quyết. Tiểu Nguyệt cười lạnh. Chỉ là, theo như cô nói, thực lực của tên Lâm Thanh Diện này rất đáng sợ, đã đạt đến nửa bước thần cảnh rồi. Cái này, lời tiếp đó của Thường An chưa nói xong, nhưng ý tứ đã không thể nào rõ ràng hơn. Thực lực cao như vậy, đương thời không có mấy ai là đối thủ của anh hết. Nửa bước thần cảnh thì đã sao? Tiểu Nguyệt đứng dậy, ánh mắt uy hiếp trưởng lão, chắc không phải ông đang hoài nghi thực lực của tôi chứ? Không có, tôi chỉ là lo lắng cô Tiểu Nguyệt lại bị thương lần nữa mà thôi, Thường An nói, trong lòng vẫn rất lo lắng. Tiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, nháy mắt ra hiệu với người đàn ông mặt nạ ở bên cạnh. Người đàn ông mặt nạ hiểu ý, lộn vòng ra ngoài. Anh ta không hề nhúc nhích, linh khí đi dạo bên cạnh, mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó, một linh khí màu đen trực tiếp xông ra ngoài cửa. Bên ngoài cửa có một cây ngân sâm trăm năm, cần phải rất nhiều người mới có thể ôm hết. Sau đó, cái cây to này liền bị linh khí màu đen gói gọn lại, như bị thứ gì đó đẩy mạnh vậy, trực tiếp bị di rời ra mấy chục mét. Đây là thần cảnh. Thường An kinh ngạc mà nói. Không sai, thuộc hạ này của tôi đã đạt đến thần cảnh, Tiểu Nguyệt kiêu ngạo mà nói, người đạt đến thần cảnh có năng lực rời sông lấp biển, hồi nấy chỉ là một chiêu nhỏ vặt vãnh của anh ta thôi, nếu không thì chỉ e đại trưởng lão phải cân nhắc mua thêm một căn biệt thự rồi đó. Ha ha, cô Tiểu Nguyệt nói đùa rồi, Thường An lúng túng mà cười nói, nếu đã có kẻ mạnh như vậy theo cô thì tôi đương nhiên cũng yên tâm rồi. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, có điều tôi vẫn có chuyện cần ông làm. Chuyện gì? Tôi có thể làm được thì nhất định sẽ hoàn thành, Thường An nói. Kể từ lần đầu gặp Tiểu Nguyệt, ông ta đã nhìn ra Tiểu Nguyệt tuyệt đối không phải người bình thường. Mà hôm nay, một cường giả thần cảnh cam tâm tình nguyện theo sau cô ta càng chứng minh phán đoán của Thường An. Công hội luyện kim có thể phát triển đến bây giờ, chuyện quan trọng nhất mà Thường An làm chính là hợp tác với các đại gia tộc trên thế giới. Hôm nay, có cơ hội tốt như vậy, ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện tôi cần ông làm rất đơn giản, mấy ngày này tôi sẽ ở đây dưỡng thương. Đợi đến hôm tỉ thí luyện đan, tỏi sẽ cùng các người lên núi, nhưng tôi cần ông làm một chuyện chính là giúp tôi câm chân Lâm Thanh Diện. Tiểu Nguyệt nói câm chân Lâm Thanh Diện. Thường An khẽ nhíu mày, cô có điều không biết, trước đây chúng tôi tỉ thí luyện đan, đều là trưởng bối tỉ thí với trưởng bối, mà tôi, đương nhiên là tỉ thí với Điền Nguyên, còn về Lâm Thanh Diện, cậu ta quá trẻ, cho dù thẳng cậu ta, thì chỉ e cũng là thăng không anh hùng. Ha ha, đại trưởng lão, ông cảm thấy Dược Thần Cốc bây giờ còn ai có thủ pháp luyện đan có thể cao hơn Lâm Thanh Diện sao? Tiểu Nguyệt cười lạnh nói, một viên đan dược cấp hoàn mỹ mang theo dược khí, công hội luyện kim của ông có bao nhiêu người có thể hoàn thành? Cái gì, đan dược cấp hoàn mỹ mang theo dược khí?
Thường An kinh ngạc, sau đó thầm gật đầu, nói như vậy, thực lực của tên nhóc này thật sự rất mạnh, nhưng không sao, tôi vẫn có tự tin có thể thắng được cậu ta, chỉ là, không biết cô bảo tôi cầm chân Lâm Thanh Diện, là vì chuyện gì? Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến ông chỉ cần làm theo là được, đương nhiên, đợi sau khi thành công, tôi sẽ cho. Ông lợi ích rất lớn. Lợi ích gì? Thường An vội vàng hỏi. Tiểu Nguyệt nhìn Thường An với vẻ quỷ dị một cái, sau đó nói, nghe nói ông nhòm ngó dược thần cốc rất lâu rồi, hay là tặng nó cho ông đi. Cái này là thật sao? Vậy tôi cảm tạ cô Tiểu Nguyệt. Thường An không kìm chế được sự hưng phấn. Kể từ mấy mươi năm trước mình đã nghĩ đến việc này rồi, nhưng Điền Uyên và Triệu Ất thực lực vốn đã rất mạnh mà đại gia tộc trong thiên hạ ngoại trừ có tiền ra thì người tu hành cảnh giới cao lại không nhiều. Bây giờ, có cao thủ thần cảnh như người đàn ông mặt nạ này giúp đỡ, Thường An tin, cho dù có là Lâm Thanh Diện cũng sẽ không phải đối thủ của ông ta. Đến lúc đó, dược thần cốc sẽ thuộc về mình, được liệu giá trên trời ở trong đó còn không phải là muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao, đến lúc đó, từng viên đan dược cấp hoàn mỹ được bán ra ngoài, không phải sẽ càng có nhiều tiền hơn ư. Nếu ông đã đồng ý rồi thì làm theo lời tôi nói, thời gian không còn sớm nữa, sắp xếp chỗ ở đi, tôi phải nghỉ ngơi. Nói xong, Tiểu Nguyệt quay người rời đi, căn bản chả đặt đại trưởng lão vào trong mắt. Chương 1270, ngày tỷ thí. Trong dược thần cốc, Lâm Thanh Diện đã ngủ dậy, ngủ sâu 3 tiếng đồng hồ, tinh lực của anh đã được khôi phục hoàn toàn, gần như là bật dậy từ trên giường, tinh thần hăng hái. Đã là buổi tối rồi sao? Đẩy cửa phòng ra, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Lâm Thanh Diện, cậu tỉnh rồi. Lúc này, Điền Uyên đi tới, trong tay xách theo hộp cơm, bên trong đựng đồ ăn tinh xảo. Có thể khiến cốc chủ dược thần cốc đích thân đưa cơm, Lâm Thanh Diện chính là người đầu tiên đó. Điền cốc chủ, ông tới đúng lúc lắm. Lâm Thanh Diện vội vàng kéo Điền Uyên vào phòng của mình. Chỗ này tổng cộng có 38 viên khí hồn đan. Nếu như không đủ tôi có thể dung hợp thêm chút nữa, củ nhân sâm đó còn thừa một chút xíu, Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện, cậu vất vả rồi. Điền Uyên tràn đầy cảm kích mà nhìn Lâm Thanh Diện. 38 viên khí hồn đan, phần lớn trong đó đều mang theo dược khí, mà quan trọng hơn, cái này chỉ được hoàn thành trong vòng 3 ngày. Đây quả đúng là kỳ tích. Điền Uyên thân là thầy luyện đan đã mấy chục năm, nhưng cảnh tượng thế này ông ta chưa hề thấy qua, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng chả mơ thấy. Hai, nói ra thì thân hồn của tôi vẫn chưa đủ mạnh, vốn tưởng 3 ngày có thể đột phá 50, bây giờ xem ra, vẫn còn kém xa rồi, Lâm Thanh Diện có chút sầu dĩ mà nói. Dù sao, không ngừng dung hợp đi dung hợp lại một loại đan dược kỹ nghệ chỉ sẽ càng lúc càng thuần thục, những đan dược cấp hoàn mỹ tiêu hao đối với thần hồn là cực lớn. Đủ rồi, đủ rồi. Điền Uyên vội vàng nói, 38 viên khí hồn đan có thể giúp 38 người tu hành nâng cao tu vi, chỉ là không biết trên thế giới chúng ta có 38 người này hay không. Lâm Thanh Diện thầm gật đầu, anh rất rõ sự quý giá của khí hồn đan này. 38 người có thiên phú, đồng thời có tu vi không tầm thường, mới có tư cách uống loại đan dược này, bởi vì đối thủ của bọn họ chính là thương nguyên giới thực lực khủng bố. Còn có 5 ngày, tỷ thí luyện đan sẽ bắt đầu, lần này tôi rất tự tin sẽ thắng được cuộc thi. Điền Uyên tự tin mà nói, Lâm Thanh Diện chính là khởi nguồn cho sự tự tin này của ông ta. Điền cốc chủ, không biết đan dược cấp hoàn mỹ mang theo dược khí này, người của công hội luyện kim có thể dung hợp ra không? Công hội luyện kim có 5 đại trưởng lão, Trần Minh Thu đã bị cậu giết, còn 4 người này đều có thực lực làm ra đan dược cấp hoàn mỹ, nhưng nếu như có mang theo dược khí thì chỉ e cũng chỉ có Thường An làm được thôi, Điền Uyên nói sự thực. Thường An, cũng chính là sự phụ của tên tả nhạc đó. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày. Không sai, luận thiên phú cao cường, cậu ta là người đứng thứ 2 mà tôi gặp qua, còn đứng đầu, đương nhiên là cậu rồi, Điền Uyên khẽ mỉm cười nói. Có được sự tán thưởng của Điền Uyên, sự tin của Lâm Thanh Diện cũng tăng cao. Chỉ là... Điền Uyên tiếp đó nói, tỷ thí luyện đan mỗi năm, đều là tuổi cao và tuổi thấp. Chia nhau ra đổi quyết, nếu như tôi và Thường An đấu, thì tôi không có bất kỳ xác suất thẳng nào. Còn có quy tắc này à? Lâm Thanh Diện không hiểu, nếu đã là tỷ thí thì không phải nên là hai bên phái người mạnh nhất ra, như vậy mới công bằng sao? Nhưng không sao đâu, thiên phú của cậu đã vượt xa tôi rất nhiều, tôi thấy tả nhạc hôm đó chắc là tên giỏi nhất trong thế hệ thanh niên của công hội luyện kim rồi, cậu thắng được cậu ta sẽ không có bất kỳ vấn đề gì hết, vì vậy, cho dù có là hòa, thì đối với dược thần cốc chúng tôi mà nói, đều là mấy mươi năm chưa hề có qua. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khế nhướng lên, kết quả này, anh không cho phép. Không chiến thì thôi, mà đã chiến thì phải thắng.
Điền cốc chủ, 38 viên khí hồn đan này, ông cất đi trước đi, còn về làm thế nào để lựa chọn người tu hành có thiên phú, trong lòng tôi đã có suy nghĩ rồi, còn về chuyện tỉ thí luyện đan thì cứ giao cho tôi đi. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói, lần này tôi nhất định sẽ khiến công hội luyện kim quay về mà không có chiến công nào. Được. Điền Nguyên tán thưởng mà nhìn Lâm Thanh Diện, có thiên tài như vậy bảo vệ dược thần cốc tuyệt đối là chuyện may mắn của dược thần cố. Xê cách tỉ thí luyện đan còn 5 ngày, 5 ngày này, bên công hội luyện kim cũng chả rảnh rỗi qua. Dường như là đều có ý muốn sỉ nhục bên dược thần cốc, công hội luyện kim đều đặc biệt xem trọng tỉ thí lần này. Bọn họ lợi dụng mối quan hệ xã hội lớn mạnh của mình, mà kêu mười mấy đại gia tộc từ khắp nơi đến xem đấu. Mấy người này có một số đều có chút tu vi, còn về mấy người bình thường, công hội luyện kim sắp xếp hai đệ tử phụ trách hộ tống họ lên núi. Dù sao, dược thần gốc, không phải ai cũng có thể tới được. Tỉ thí lần này, không cho phép bất kỳ sơ suất nào. Trước khi lên đường, Thường An nói với đám người. Sau đó, mở gara ra từng chiếc xe sang vút bay, lái về phía dược thần gốc. Dược thần cốc xương khói lan tỏa. Ở cửa cốc, Điền Uyên và Lâm Thanh Diện đứng ở phía trước, đằng sau là các trưởng lão và đệ tử của dược thần cốc. Hôm nay bọn họ ánh mắt trịnh trọng, đồng thời cũng đều háo hức muốn thử. Bởi vì có Lâm Thanh Diện, đối với tỉ thí luyện đan lần này, các đệ tử này đều có tự tin. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Lâm Thanh Diện ở trước mình, tiểu điêu vậy mà lại có chút hoa sỉ, cô ra rất thích loại cảm giác được bảo vệ này. Mà lần này, Lâm Thanh Diện không chỉ phải bảo vệ cô ta, mà là cả dược thần cố. C một đám người từ xa chậm chậm đi tới, Điền Uyên tiến lên trước hai bước, mi tâm khẽ nhíu. Thường sư đệ, đã lâu không gặp, khỏe chứ? Lâm Thanh Diện khẽ sững sờ, Thường An này, không lẽ còn là sư đệ của Điền Uyên. Sao chưa từng nghe Điền Uyên nói qua chứ? Yên tâm đi sư huynh, tôi không có dễ chết như thế đâu. Thường An lạnh lùng nói, khẽ quay đầu, nhìn Lâm Thanh Diện ở bên cạnh Điền Uyên. Vị này chính là Lâm Thanh Diện đúng không? Tôi đã mong mỏi từ lâu, không biết Trần trưởng lão của chúng tôi đã đắc tội cậu thế nào, mà cậu lại giết chết ông ta. Vừa tiến vào thì liền khiến bầu không khí căng thẳng, mấy vị đệ tử đằng sau Điền Uyên âm thầm nắm chặt bảo kiếm trong tay, để phòng lỡ như. Bởi vì ông ta đáng giết. Ánh mắt Lâm Thanh Diện băng lãnh, nhìn chăm chăm vào Thường An, hừ, thù này công hội luyện kim chúng tôi nhất định sẽ báo, cậu đợi đó đi. Nói xong, Thường An hất tay áo mà đi vào trong cốc. Những người còn lại cũng theo Thường An đi vào trong cốc, không chút giao lưu nào với người của dược thần cốc. Điền cốc chủ, Thường An này, là sư đệ của ông ư? Lâm Thanh Diện hỏi. Điền Uyên gật gật đầu, không sai, cậu ta quả thực là sư đệ của tôi, chỉ là không cùng chí hướng, cậu ta không chịu nổi sự cô quạnh trong dược thần cốc, mấy chục năm trước đã gia nhập công hội luyện kim rồi. Lâm Thanh Diện thâm gật đầu, trong lòng cũng tăng thêm vài phần chán ghét đối với Thường An vốn dĩ là người của dược thần cốc, bây giờ lại đem theo người của công hội luyện kim đến khiêu khích dược thần cốc, phản đồ như vậy, Lâm Thanh Diện khinh thường nhất. Sau khi người của công hội luyện kim đi vào trong cốc, không lâu sau thì những đại biểu của đại gia tộc được đệ tử của công hội luyện kim hộ tống cũng từ từ đi tới. Lâm Thanh Diện híp me nhìn qua, khẽ giọng thở dài, tên này cũng tới à. Tiểu Lâm Thuần nhất thân là đầu đàn của ngành ăn uống đảo quốc, đồng thời, anh ta cũng là người có tu vi, vì vậy cũng nhận được lời mời của công hội luyện kim. Đúng đó. Đến lúc đó chúng ta hùn vốn, không phải chỉ là tiền thôi sao, chúng ta không thiếu nhất chính là tiền mà. Đám người vừa đi vừa nói, trong mắt mấy người này, chỉ có cơ hội làm ăn vô hạn thôi. Khóe miệng Lâm Thanh Diện cười lạnh, chỗ phong thủy bảo địa như dược thần cốc dựa vào đám người các người mà cũng muốn nhòm ngó sao. Sau đó, anh lặng lẽ ghi nhớ tên của mấy người này. Chương 1271, xuất sư bất lợi. Trong phòng tiếp khách rộng lớn, Điền Uyên đứng ở vị trí trung tâm. Sau khi sắp xếp các vị khách quý đến xem trận đấu chu đáo, Điền Uyên nói, đầu tiên cảm ơn các vị bận trăm công ngàn việc đã dành thời gian đến dược thần cốc, nếu tiếp đón có gì không chu đáo, xin hãy lượng thứ. Kha kha, Điền cốc chủ, tôi thấy các cô gái đệ tử của cậu rất xinh đẹp, hay là để cô ấy tới xoa bóp chân giúp tôi, đúng lúc chân của tôi cũng đau nhức. Một người đàn ông đeo một cái nhẫn vàng to chẳng biết xấu hổ nói, đôi mắt hèn mọn nhìn chằm chằm về phía Tiếu Điêu. Rõ ràng là anh ta coi dược thần cốc như là nơi nghỉ phép. Tiểu Điêu đâu có thể chịu nổi điều này, không đợi Điền Uyên từ chối, trực tiếp nghiền ngẫm cười nói, được vậy thì để tôi đến phục vụ anh một chút đi. Thật sao, vậy thì tốt quá, tôi cũng không đợi được nữa. Nghĩ đến cảm giác đôi bàn tay ngọc ngà thon nhỏ của Tiểu Điêu vuốt ve trên chân mình, tên nhà giàu mới nổi này đã mê mẩn. Tiểu Điêu chậm rãi đi tới, dáng người thướt tha khiến người ta mê say.
nhưng ông chủ này ở trong thành phố thường thấy những mỹ nữ diêm dúa loè loẹt, lúc họ nhìn thấy thiếu nữ tươi mát thoát tục như thế thì ánh mắt đều mở trừng trừng. Chỉ có những đệ tử của Dược Thân Cốc biết rõ tính cách Tiểu Điêu thì từng người đều có tâm lý xem kịch vui, chờ xem những tên nhà giàu mới nổi này xấu mặt. Đi vài bước tới trước mặt tên nhà giàu mới nổi này, miệng Tiểu Điêu phun ra hương thơm, không biết vị này bây giờ cái chân nào đau nhất. Hai chân đều đau, nhất là chỗ đùi, càng lên cao càng đau. Tên nhà giàu mới nổi là một tay lão luyện tình trường, lúc có thể chiếm lợi thì chắc chắn sẽ không buông tha. Được, tôi giúp anh xoa bóp. Nói xong, Tiểu Điêu nhẹ nhàng đặt tay lên trên đùi của anh ta. Tên nhà giàu mới nổi vừa mới chuẩn bị hưởng thụ thì đột nhiên sắc mặt Tiểu Điêu bất ngờ thay đổi. Đồ điên không biết xấu hổ, lại dám làm càn ở Dược Thân Cốc của chúng tôi, xem bà cô đây làm gì với anh. Dứt lời, hai tay dùng sức gần như muốn bóp nát xương cốt đối phương. Tên nhà giàu mới nổi kia lập tức kêu lên, mặt mày tím tái và môi phát khô. Gọi tôi ba lần bà cô tôi sẽ buông tay. Tiểu Điêu cau mày nói, sức lực trên tay càng lúc càng lớn. Đau quá, đau chết tôi rồi, tên nhà giàu mới nổi vẻ mặt đau đớn, đây chính là lực do cao thủ tập được nội kình phát ra, anh ta sao có thể chịu được. Được rồi, Tiểu Điêu, đừng nghịch nữa. Điền Nguyên trầm giọng nói, vẻ mặt bình tĩnh. Hừ, Tiểu Điêu buông tay ra, khinh bỉ nhìn người của công hội luyện kim đứng sau lưng tên nhà giàu mới nổi nói, xem ra công hội luyện kim của mọi người cũng chỉ xứng kết bạn với loại rác rưởi này. Dứt lời, quay người đi vào phía bên đệ tử Dược Thần Cốc đứng yên. Bọn hầu tử từng người âm thầm giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục. Thường An đi ra, giọng nói lạnh lùng, sư huynh, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Dược Thần Cốc sao? Vị này là ông chủ Mã chính là khách quý, đệ tử của Dược Thần Cốc gây hấn sinh sự, chẳng lẽ anh không nên trừng phạt sao? Lẽ nào tiểu bối không hiểu chuyện, làm trưởng bối cũng không hiểu. Điền Nguyên lạnh lùng nói, vừa rồi mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, là ông chủ Mã này cố ý trêu đùa trước, chẳng lẽ cậu muốn ở trước mặt nhiều người lật ngược phải trái như vậy sao? Hừ, nếu như vị nữ đệ tử này không muốn thì cũng không làm ông chủ Mã bị thương, nói đến còn không phải là không dạy bảo được sao, ỷ vào việc anh che chở cho cô ta nên không sợ thôi. Giờ phút này, một vị lão giả gầy trơ cả xương ở bên cạnh Thường An đứng dậy. Ông ta chính là nhị trưởng lão của công hội luyện kim Vương Thánh. Trong lòng Điền Nguyên khế động đi thẳng đến trước mặt Vương Thánh nói, chẳng lẽ hôm nay công hội luyện kim và những vị khách quý mọi người gọi tới là để cãi nhau? Lẽ nào lần này mọi người tới không phải là vì so tài luyện đan sao? Hừ, cho dù so tài luyện đan thì Điền Nguyên anh cũng không phải là đối thủ của chúng tôi, Vương Thánh không chút khách khí nói. Câu nói này trùng ý muốn của Điền Nguyên, ông ta vội vàng nói, nếu Vương trưởng lão đã nói như thế thì trận đầu tiên chi bằng hai người chúng ta bắt đầu trước đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tới thì tới, tôi sợ anh không thành. Ánh mắt Vương Thánh dữ tợn, nói thẳng. Khóe môi Thường An khẽ nhúc nhích. Mà Lâm Thanh Diện thì trong mắt hiện lên nụ cười. Nếu như nói Điền Nguyên đối diện với Thường An không có bất kỳ phần thắng nào, như vậy thì đối đầu với Vương Thánh này e rằng vẫn còn một chút hy vọng sống. Xem ra Điền Nguyên cũng am hiểu sâu vấn đề này. Nếu việc đã quyết định, Thường An cũng không tiện nói gì. Ông ta trầm giọng nói, đã như vậy thì nhị trưởng lão của chúng tôi thi đấu trước, tuy nhiên quy định lần này nên thay đổi một chút, không biết Điền Cốc chủ có ý kiến khác không? Thay đổi như thế nào? Điền Nguyên hỏi. Thường An cười khẩy quét mắt về phía mọi người, lần so tài luyện đan này đã mời rất nhiều khách quý, thậm chí còn có ngài Tiểu Lâm Từ Đào. Quốc đến đây, như vậy chỉ so tài hai trận e rằng sẽ quét sạch nhã hứng của những người này, tôi đề nghị, nếu hai trận không phân thắng bại thì công hội luyện kim chúng tôi và bên Dược Thần Cốc có thể cử một người thực hiện trận sống chết. Nhưng người này nhất định phải chưa ra sân trong hai vòng đấu trước. Thật là một ý định nham hiểm. Trong lòng Điền Nguyên thầm nghĩ tên này quyết định ra cái luật này, như vậy thì sẽ không thể sắp xếp Lâm Thanh Diện ra sân ở trận thứ hai, chẳng may hòa còn có cơ hội chiến thắng ở trận thứ ba. Trận sống chết như thế nào? Điền Nguyên hỏi. Thường An nhếch miệng lên, đến lúc đó mọi người sẽ biết chỉ là mọi người có thể chống đến trận thứ ba hay không còn chưa nói được. Được, xem ra lần này mọi người nhất định phải phân định thắng thua. Điền Nguyên lạnh lùng nói. Không sai. Thường An đưa mã nhìn đám người sau lưng, một người đệ tử công hội luyện kim trong đó lấy ra một cái hộp gỏ nhỏ tỉnh xảo. Hai phương pháp điều chế đó ở bên trong, nếu như có thế thẳng, đây chính là của anh, Thường An từ tốn nói, được. Điền Nguyên đồng ý với những điều Thường An nói mà không chút do dự. Sắc mặt Thường An bình tĩnh, nếu vậy thì bắt đầu so tài đi.
Trong khi nói chuyện, Điền Uyên và Vương Thánh đi tới giữa đại sảnh. Cậu và tôi đều là trưởng bối, như vậy thì trận so tài đầu tiên mỗi người đều chế ra một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhìn xem của ai có hình thức và chất lượng tốt hơn, dùng thời gian ít hơn, cậu thầy thế nào? Vương Thánh hỏi. Không thành vấn đề. Điền Uyên nói. Ở dược thần cốc những dược liệu quý báu cái gì cần cũng đều có, không lâu sau những dược liệu cần thiết đã được hai người đã chuẩn bị xong xuôi, mời. Điền Uyên đưa tay nói. Mà lúc này, Vương Thánh đã nhắm mắt lại từ lâu, tỉnh thân lực tự nhiên tỏa ra. Điền Uyên không dám lơ là thân phận đối phương là nhị trưởng lão của công hội luyện kim, đương nhiên không thể coi thường trong lúc nhất thời, đại sảnh có vẻ yên tĩnh, đông đảo đệ tử của dược thần cốc sách mặt càng thăng. Đã nhiều năm như vậy, năm nay là năm dược thần cốc có nhiều khả năng chiến thẳng nhất mà Lâm Thanh Diện giờ phút này lại cảm thấy hứng thú với hai phương pháp điều chế mà Thường An nói tới kia. Một thứ phương pháp điều chế có thể khiến cho Điền Uyên lập tức đồng ý với yêu cầu hà khắc của đối phương rốt cuộc là cái gì đây? Chương 1272, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Lúc này ở giữa đại sảnh hai người đã bắt đầu hành động. Hai người đều là luyện đan sư cấp bậc tông sư đã nổi danh từ lâu, những thảo dược quý báu trên tay họ nhanh chóng xảy ra sự biến đổi về chất. Mặc dù những người của các gia tộc lớn ở xung quanh đã được tiếp xúc với đan dược thông qua công hội luyện kim, nhưng tận mắt chứng kiến dung hợp đan dược thì đây là lần đầu tiên. Huống chí lần này lại là một trận so tài, bởi vậy Điền Uyên và Vương Thánh đều thể hiện kỹ năng nhà nghề ra. Bước đầu tiên hoàn thành thuận lợi, vì lần so tài này mà Điền Uyên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chỗ ông ta dung hợp chính là ba phương pháp điều chế đan dược cấp bậc hoàn mỹ mà lúc trước Lâm Thanh Diện cho ông ta. Trải qua gần nửa năm nghiên cứu, hôm nay ông ta rất có lòng tin mình sẽ hoàn thành. Cùng lúc đó bên Vương Thánh cũng hoàn thành bước dung hợp đầu tiên, mà xét về chất lượng thì gần như hai người không chênh lệch nhau lắm. Thử thách lớn nhất của đan dược cấp bậc hoàn mỹ chính là bước cuối cùng. Một bước dung hợp cuối cùng cực kỳ quan trọng, cần tỉnh thần lực và kinh nghiệm cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khống chế được. Điền Uyên hít sâu một hơi, tinh thần lực tràn đầy tỏa ra. Lấy một cây dược liệu cuối cùng tới tiến hành dung hợp cùng với bán thành phẩm trong tay. Một làn xương trắng từ trong tay bốc lên, lông mày Điền Uyên cau lại, tỉnh thân lực của mình còn thừa không nhiều, cần nắm chắc thời gian luyện chế. So sánh như vậy mới thấy Lâm Thanh Diện luyện chế đan dược cấp bậc hoàn mỹ liên tục 3 ngày, quả thật chính là kỳ tích. Thần hồn chỉ lực quả nhiên mạnh hơn so với tinh thần lực quá nhiều. Bên này, Vương Thánh cũng bắt đầu bước dung hợp cuối cùng, chỉ là nhìn qua thì kỹ thuật của ông ta thậm chí so với Điền Uyên còn cao hơn rất nhiều. Dù sao, công hội luyện kim gần như thu nạp được những người có thiên phú luyện đan nhất nước C, hơn nữa, những người này cùng nhau bàn luận đọ sức giúp nhau nâng cao tốc độ phát triển như vậy người ngoài không thể so được. Trái lại dược thần cốc ngoài Điền Uyên và Triệu Ất ra thì những người còn lại gần như cũng không có năng lực luyện chế đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Hừ, Điền Uyên, anh cho rằng tránh được tôi thì có thể nằm chắc phần thẳng sao? Thường An thầm nghĩ trong lòng. Vương Thánh là nhị trưởng lão của công hội luyện kim, không có thực lực xuất sắc thì sao có thể leo lên vị trí này? Cũng khó trách lúc trước Trần Minh Thu nói là coi thường dược thân cốc một vị trưởng lão ngẫu nhiên của công hội luyện kim cũng có thực lực để thắng Điền Uyên. Lông mày Lâm Thanh Diện nhíu chặt. Anh có thể cảm nhận rất rõ ràng tinh thần lực của Vương Thánh và Điền Uyên ngang sức nhưng kỹ thuật chế đan của ông ta cao hơn nhiều. Điền cốc chủ sẽ phải thua. Lâm Thanh Diện phán đoán. Quả nhiên, sau một giờ Vương Thánh dừng động tác ánh mắt ngạo mạn nói tôi hoàn thành. Trong lòng Điền Uyên khẽ động phía bên mình đã đến bước mấu chốt nhất mà đối phương đã hoàn thành. Nếu trận đầu mình thua, vậy trận thứ hai nhất định phải cử Lâm Thanh Diện ra sân, như vậy một khi đến trận thứ ba ván sống chết, đối phương nhất định sẽ là Thường An lên sàn, đến lúc đó phía bên mình cho dù cử ai ra kết quả cũng đều là thua. Không, tôi không thể thua. Điền Uyên thầm nghĩ cảm xúc cũng không còn bình tĩnh như trước đó. Càng nghĩ trong lòng càng hoảng thì tinh thần lực của anh ta không chỉ có trở nên dã rời mà còn tiêu hao cực nhanh. Đột nhiên một luồng linh khí hiện ra trên đan dược trong tay Điền Uyên, vẻ mặt Điền Uyên lộ ra sự đau đớn. Cốc chủ, Tiểu Điêu ở một bên hét lên, cô ta đã từng bị đan dược cấp bậc hoàn mỹ phản phệ, biết bị phản phệ là ở tình trạng như thế nào. Lâm Thanh Diện không nhiều lời, một bước dài tiến lên, đầu tiên là kéo Điền Uyên ra, theo đó thần hồn chỉ lực bí mật tràn vào trong cơ thể Điền Uyên. Sau 2 phút, sắc mặt Điền Uyên mới lại thay đổi trở lại. Tôi không sao, Điền Uyên thì thầm nói với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt uể oải.
ánh mắt Vương Thánh giễu cợt, không ngờ đường đường là cốc chủ dược thần cốc thế mà ngay cả lúc luyện chế đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng bị phản phệ, thật là vô dụng. Ông Tiểu Điêu. Điền Nguyên quát ngăn cản Tiểu Điêu, lập tức nói, thua chính là thua, đừng để người ngoài xem chúng a làm trò cười. Dứt lời, ông ta chắp tay nói, ván này, tôi thua. Là sư huynh khiêm nhường, công hội luyện kim chúng tôi may mắn thắng ván này. Thường An trầm giọng nói, khuôn mặt bình tĩnh, tiếp theo sẽ từ thế hệ trẻ tuổi tiến hành so tài, không biết mọi người sẽ cử ai ra sân. Nói xong, ánh mắt già dặn và xảo quyệt của Thường An nhìn qua bên Lâm Thanh Diện, phải nhớ rõ, trận này thua thì mọi người sẽ thua hoàn toàn. Phía bên Dược Thần Cốc ai ai cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc. Điền Nguyên thất bại trận đầu, trận này nhất định phải nắm chắc. Anh Lâm Thanh Diện, xem ra chỉ có để anh lên. Hầu Tử ở bên cạnh nói. Thế nhưng nếu anh Lâm Thanh Diện lên, trận thứ ba chúng ta cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ, những người còn lại lo lắng nói. Mặc kệ nó, thắng được một trận trước đã rồi hãy nói, nếu không ngay cả trận so tài thứ ba cũng không có. Hầu Tử ở bên cạnh nói. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, Hầu Tử nói cũng không phải không có lý. Lâm Thanh Diện, cậu lên đi, về phần trận thứ ba thì có Lão Phu đến gặp Thường An. Triệu Ất ở bên cạnh nói. Cũng chỉ thế, nếu như có thể tới trận thứ ba, người mạnh nhất bên Dược Thần Cốc có thể cử ra cũng chỉ có Triệu Ất. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn về phía mọi người, mang theo nụ cười thản nhiên. Điền Cốc chủ, ông cảm thấy trận thứ hai để ai lên trên tốt hơn? Lâm Thanh Diện hỏi. Điền Nguyên vẫn chưa thoát ra khỏi thất bại vừa rồi, thở dài nói, tôi cũng không biết, xem ra lần này. Công hội luyện kim lại muốn thắng chúng ta. Lời này nói ra mọi người đều uể oải. Tôi thấy chưa chắc. Lâm Thanh Diện đứng lên nói, tôi đề cử một người xuất binh đánh trận thứ hai. Cái gì cậu đề cử? Triệu Ất rất ngạc nhiên. Không sai. Lâm Thanh Diện mỉm cười, ngón tay hướng về vị trí Tiểu Điêu. Tiểu Điêu, trận thứ hai cô ra sân đi. Tôi. Tiểu Điêu khó có thể tin, Lâm Thanh Diện thế mà lại chỉ vào chính mình. Không sai, lần trước cô luyện chế đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, lần này tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được. Lâm Thanh Diện khích lệ nói, huống chỉ trong cơ thể cô còn có thần hồn chỉ lực của tôi lưu lại, tôi nghĩ cái này ít nhiều gì cũng sẽ trợ giúp cô phần nào. Cái này, ngoạc kép. Tiểu Điêu cắn môi, lần trước bị phản phệ còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ mình lại muốn khiêu chiến đan dược cấp bậc hoàn mỹ, cô ta không tự tin lắm. Đúng rồi, con nhóc. Con lên đi. Mấy ngày nay con ở trong động luyện tập, thực lực lại tiến bộ không? Ít, sư phụ tin tưởng con nhất định có thể làm được. Triệu Ất ở bên cạnh võ vào vai Tiểu Điêu và nói. Sư phụ, người cảm thấy con có thể làm được sao? Tiểu Điêu dương mắt nhìn Triệu Ất nói. Trong mắt Triệu Ất hiện lên ý cười, nói khẽ, không phải con vẫn muốn thể hiện một chút ở trước mặt Lâm Thanh Diện sao? Lần này đúng là một cơ hội. Tiểu Điêu nhìn Lâm Thanh Diện chăm chú, trong khoảng thời gian này mình chăm chỉ luyện tập, thậm chí không tiếc ở lại trong động, chính là vì để một ngày kia có thể bắt kịp bước chân Lâm Thanh Diện một chút. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nếu như ở trước mặt thần tượng của mình có thể chế tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ, có được sự tán thành của Lâm Thanh Diện, đó chính là chuyện mà Tiểu Điêu mong đợi nhất. Tiểu Điêu, tôi tin tưởng cô thua cũng không sao, đừng quá áp lực. Điền Nguyên trầm giọng nói. Đúng vậy, sư tỷ Tiểu Điêu, chúng tôi đều tin tưởng chị chính là thiên tài của Dược Thần Cốc chúng ta. Bọn Hầu Tử vây quanh Tiểu Điêu ở giữa và nói. Tiểu Điêu gật đầu mạnh mẽ và hạ quyết tâm. Cốc chủ, sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng hy vọng của mọi người. Theo đó, Tiểu Điêu lại nhìn Lâm Thanh Diện và nói, anh Lâm Thanh Diện, lần này tôi có thể thăng. Lâm Thanh Diện nở nụ cười hài lòng, nhìn Tiểu Điêu đi tới giữa đại sảnh. Đối diện với cô ta là một người đàn ông mặc bộ quần áo lộng lẫy đang đứng đẩy. Sau khi nhìn thấy Tiểu Điêu ra sân, người đàn ông và Thường An đều khế giật mình, vốn dĩ đoán là đối phương nhất định sẽ cử Lâm Thanh Diện ra sân, bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là một cô bé mà thôi, sư huynh, xem ra lần này anh không có ý định thăng chúng tôi, Thường An khinh miệt cười nói, nắm chắc thăng lợi trong tay. Có thể thắng hay không thì chờ cuộc so tài kết thúc rồi hãy nói. Điền Nguyên bình tĩnh nói. Tại hạ là Kim Thành, tôi nghe nói mấy ngày trước sư huynh Tả Nhạc chính là thua ở đây, hôm nay tôi sẽ mang chiến thẳng trở về. Người đàn ông trẻ tuổi nói, chỉ sợ anh không có thực lực này, Tiểu Điêu lạnh lùng nói, hừ. Kim Thành vẻ mặt coi thường, phôn định dạy cho Lâm Thanh Diện một bài học, hiện tại nếu là cô ra sân, cô yên tâm, tôi sẽ ra tay nhẹ một chút, không thì dáng vẻ cô khóc sướt mướt tôi sẽ đau lòng.
giết gà sao phải dùng đao mổ trâu, đánh bại anh chưa cần anh Lâm Thanh Diện phải ra tay. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh lùng như cũ, không thèm để ý chút nào với lời nói khiêu khích của đối phương được. Vậy ngược lại tôi muốn nhìn xem cô có bản lĩnh gì. Nói xong, hai người tới trước sân khấu. Không biết lần này cô định làm đan dược gì vậy? Là trung cấp hay là cao cấp? Kim Thành cười hỏi, đan dược cấp bậc hoàn mỹ tiềm hành đan. Sau khi Tiểu Điêu nói ra câu nói này, đám người dược thân cốc kinh hãi. Lần trước cũng là ở đây, Tiểu Điêu chính là bị tiềm hành đan phản phệ. Nhưng Lâm Thanh Diện rất yêu thích cô bé này, trưởng thành. Chương 1273, hãy là chính mình. Liên tục dung hợp 3 ngày, lại chỉ dung hợp một loại đan dược khí hồn đan, chính bản thân Lâm Thanh Diện đã được trải nghiệm. Bởi vì dung hợp cùng một loại đan dược thì mỗi một lần dung hợp đều cần phải có kỹ thuật cao hơn rất nhiều so với trước đó. Mà lần này Tiểu Điêu quyết tâm tiếp tục khiêu chiến tiềm hành đan. Theo người ngoài thì e rằng cũng giống như lần trước, rất là nguy hiểm, nhưng ở trong mắt Lâm Thanh Diện thì đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nếu muốn thắng anh ta nhất định phải làm đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nếu đã như vậy thì sao không làm loại trước đó đã thử nhưng thất bại. Phương pháp điều chế tiềm hành đan Tiểu Điêu cũng đã rõ ràng trong lòng từ lâu. Hít một hơi thật sâu, tinh thần lực của Tiểu Điêu chậm rãi lan ra. Lần này tôi nhất định phải thành công, không thể phụ sự hy vọng của anh Lâm Thanh Diện. Tiểu Điêu thầm nghĩ trong lòng. Cuộc so tài bắt đầu. Bước đầu tiên Tiểu Điêu tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi có kinh nghiệm của lần trước, tốc độ của cô ta so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, Lâm Thanh Diện đang theo dõi cuộc chiến, thông qua thần hồn quan sát được lần này Tiểu Điêu sơ bộ dung hợp tiềm hành đan cơ bản không tìm ra khuyết điểm gì. Phải biết rằng lần trước khi Lâm Thanh Diện tiếp nhận tiềm hành đan ở đây, đầu tiên phải bù đắp những sai sót của Tiểu Điêu trong bước luyện chế đầu tiên trước, sau khi tiến hành bù đắp mới bắt đầu thao tác tiếp theo. Chỉ trong 40 phút Tiểu Điêu bắt đầu một bước dung hợp cuối cùng. Con bé này, nhanh như vậy. Kim Thành ở bên cạnh rất ngạc nhiên. Mặc dù thiên phú của mình không bãng sư huynh Tả Nhạc, nhưng có thể đi vào công hội luyện kim trở thành đệ tử của công hội luyện kim cũng đủ để chứng minh ở phương diện điều chế đan này, thiên phú Kim Thành vẫn đủ mạnh. Từ đầu đến cuối, đôi mắt đẹp của Tiểu Điêu chưa từng trương mở nồi sôi. Cô ta chỉ thông qua cảm giác của mình để tiến hành dung hợp. Giờ phút này ở ngoài cửa tiếng suối, tiếng gió và chim thú hót vang trong rừng rậm, những thứ này đều không liên quan gì tới cô ta. Hôm nay cô ta mới thật sự bước vào không gian thuộc về mình. Hơn nữa, lần trước Lâm Thanh Diện đưa một chút thần hồn chỉ lực vào trong cơ thể cô ta, Tiểu Điêu phát hiện hình như có một ít thần hồn chỉ lực tiến hành dung hợp với tinh thần lực của mình. Điều này cũng khiến cho tinh thần lực của cô ta càng trở nên tinh khiết hơn. Mặc dù dung hợp cực ít nhưng lại cho Tiểu Điêu được hưởng lợi vô cùng. Phải biết rằng người có được thần hồn có thể nói là vạn người chưa chắc có được một, chứ đừng nói là Lâm Thanh Diện, người được sinh ra với thần hồn trời cho. Lại đến bước này, không biết lần này Tiểu Điêu có được hay không? Điền Nguyên ngồi ở một bên, trầm giọng nói. Là đệ tử ông ta thương yêu nhất, Điền Nguyên rất không yên lòng. Nếu như lúc trước Tả Nhạc không có việc gì thì hôm nay người xuất binh đánh trận nhất định sẽ là cậu ta, thế nhưng cho dù là như vậy thì đối với tiến trình, Thường An cũng có đủ sự tự tin. Cho tới bây giờ ông ta chưa từng để dược thần cốc vào mắt. Tuy nhiên khi ông ta nhìn thấy Tiểu Điêu nhanh chóng hoàn thành bước dung hợp đầu tiên như vậy thì trong lòng cũng có chút gợn sóng. Từ khi nào mà dược thần cốc lại có đệ tử có thiên phú mạnh như thế? Cảm nhận được sự sắc bén ở phía sau truyền đến, Kim Thành càng trở nên sốt ruột hơn. Tả Nhạc đã trở nên tàn tật, e rằng sau này cũng sẽ không có nhiều tác dụng. Ít nhất thì tương lai công hội luyện kim sẽ không giao cho một kẻ tàn tật. Vậy hôm nay chính là cơ hội tốt nhất để Kim Thành chứng minh bản thân. Chỉ cần thắng được trận này, công hội luyện kim sẽ hoàn toàn thắng lợi. Cứ như vậy không ai trong thế hệ trẻ tuổi có thể cạnh tranh với mình. Mà mình cũng sẽ nhận được truyền thừa của mấy người trưởng lão công hội luyện kim. Nhưng bây giờ nếu thua bởi cô bé không có danh tiếng gì này thì sợ là sẽ không bao giờ có thể cựa mình được. Không được, tôi nhất định phải thắng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kim Thành dao động nhanh chóng, động tác trên tay cũng có vẻ mất bình tĩnh. Thậm chí anh ta hoàn thành bước dung hợp đầu tiên dưới tình huống không quá hoàn hảo, anh ta vẫn nóng lòng bắt đầu bước dung hợp cuối cùng. Những cảm xúc như vậy đối với luyện đan sư mà nói là không thể chấp nhận được, nhất hơn nữa khuyết điểm của bước đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức và chất lượng cuối cùng của đan dược. C. Kim Thành không thể nào không hiểu những điều này, chỉ là trong tình cảnh này anh ta đã không lo nghĩ được nhiều như vậy.
cảm giác được đối thủ bên cạnh đang tăng tốc độ, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp mình, cảm xúc của tiểu điêu cũng có chút hoảng loạn. Lần này là việc liên quan đến vinh quang và nhục nhã của dược thần cốc, gánh nặng trên người tiểu điêu so với lần so tài trước còn nặng hơn. Nhất là mình ra quân đánh trận này là do Lâm Thanh Diện chủ động đề nghị, cô ta càng không muốn phụ lòng chờ mong của Lâm Thanh Diện. Anh Lâm Thanh Diện, tôi không thể thua. Tiểu điêu thầm nghĩ trong lòng, lông mày thanh tú cau lại. Cuộc so tài diễn ra cho đến bây giờ cô ta mới mở mắt lần đầu tiên. Không được rồi, tiểu điêu sẽ không xuất hiện lại tình trạng ngày đó đấy chứ. Triệu Ất lo lắng nói. Ông ta và Điền Uyên đã chuẩn bị sẵn sàng một khi xảy ra bất trắc thì bất cứ lúc nào cũng xông lên phòng bất trắc. Nhưng mà trong khoảnh khắc tiểu điêu ngước mắt lên, cô ta chỉ thấy khuôn mặt Lâm Thanh Diện tươi cười như ánh nắng ấm áp. Trong mắt Lâm Thanh Diện mang theo sự cổ vũ, đồng thời tiểu điêu nhìn thấy miệng Lâm Thanh Diện khẽ nhúc nhích hình như đang nói với mình điều gì đấy. Chẳng bao lâu sau tiểu điêu đã nhận ra khẩu hình miệng của Lâm Thanh Diện. Hãy là chính mình. Tiểu điêu âm thầm nắm chặt tay, anh Lâm Thanh Diện bảo cô ta hãy là chính mình, đây chính là tin tưởng cô ta cỡ nào chứ? Đúng, tôi muốn nghe lời anh Lâm Thanh Diện, hãy là chính tôi là được rồi, không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tiểu điêu âm thầm gật đầu, trên mặt lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh. Một tia tỉnh thần lực chậm rãi dâng lên, dung hợp vào trong cây dược liệu cuối cùng. Kỳ quái, xem ra tiểu điêu lại không có chuyện, Triệu Ất hơi nghi ngờ một chút. Dì Điền Nguyên sờ lên râu ria đã hoa râm, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Không sai, con bé này lại tiến bộ. Triệu Ất nghe vậy, nhìn tiểu điêu ở trung tâm, trong lòng không khỏi xúc động bùi ngùi. Mình cả đời trác táng, không vướng bận thế tục, chỉ mong sống tự do thoải mái, vui vẻ sung sướng. Không ngờ vào lúc tuổi già thế mà lại nhận một đồ đệ thiên phú rất tốt như vậy. Dù sao nhân tài đặc biệt như Lâm Thanh Diện nói là học tập chế đan với mình, nhưng trên thực tế Triệu Ất cũng không có gì có thể dạy cả. Chỉ cần nói rõ những nội dung chủ yếu trong đó thì sau đó Lâm Thanh Diện đã có thể tự mình tìm ra bí quyết, kỹ thuật cũng càng ngày càng hoàn thiện, so với mình còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy đồ đệ chân chính của Triệu Ất cũng chỉ có một mình Tiểu Điêu. Tuổi còn nhỏ đã muốn ở bên vách núi rèn luyện tỉnh thân, ở trong bóng tối củng cố tinh thần lực, phương thức huấn luyện của Triệu Ất đối với Lâm Thanh Diện mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng đối với người bình thường thì quả thực chính là tàn khốc. Nhưng Tiểu Điêu van kiên trì được, đồng thời lần sau so với lần trước lại hoàn thành tốt hơn. Triệu Ất nhìn qua bên Lâm Thanh Diện, trong lòng thầm nghĩ, khiến Tiểu Điêu hoàn thành lột xác như thế e rãng cũng chỉ có Lâm Thanh Diện. Chính Lâm Thanh Diện làm cho Tiểu Điêu biết cái gì gọi là người giỏi, còn có người giỏi hơn, cái gì gọi là kỳ tài ngút trời. So với Lâm Thanh Diện thì thiên phú của Tiểu Điêu hoàn toàn không được coi là gì, đây cũng chính là động lực để Tiểu Điêu có thể buông bỏ sự kiêu ngạo. Ngang ngược, bắt đầu tôi luyện bản thân lại từ đầu trở lại sàn đấu, Tiểu Điêu bắt đầu bước dung hợp cuối cùng, tỉnh thần lực mạnh hơn so với trước đó, cô ta chỉ cảm thấy mình đã đủ để đối phó với viên tiêm hành đan này. Tâm trạng Tiểu Điêu đã ổn định, không nóng không vội, như là mấy ngày trước đây mui ngày đứng ở bên vách núi, bản thân trống rông, trong lòng chỉ nghĩ đến cách thức dung hợp mỗi một bước tiêm hành đan. Nhanh, Tiểu Điêu sắp hoàn thành. Mùi thuốc tràn ngập bên dược thân cốc, người người cùng trông mong, nếu như Tiểu Điêu có thể hoàn thành việc luyện chế tiềm hành đan thì cô ta chính là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của dược thân cốc dung hợp được đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Nghe thấy bên này truyền đến mùi thuốc, Kim Thành gần như điên cuồng. Tay của anh ta càng lúc càng nhanh, không giữ lại chút tinh thần lực nào, chút toàn bộ ra ngoài, đôi mặt đỏ ngầu, không, tôi không thể thua, tôi tuyệt đối không thể thoát. Miệng Kim Thành lại nhái, nhưng quả thực càng ngày càng bối rối, động tác cũng càng ngày càng loạn, thật ngại quá, xem ra là tôi hoàn thành trước. Giọng nói của Tiểu Điêu vang lên, mọi người nín thở. Đan dược cấp bậc hoàn mỹ, hạ phẩm. Chương 1274, anh ta không xứng. Hầu tử lên tiếng hoan hô, đầu tiên ở bên phía dược thần cốc thật sự rất sôi trào. Độ tuổi 20 đã có thể làm ra được đan dược cấp bậc hoàn mỹ, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đủ để chứng minh thiên phú của Tiểu Điêu ở phương diện dung hợp đan dược. Bọn người hầu tử không khỏi cảm thán, xem ra là sự chênh lệch của mình và Tiểu Điêu càng ngày càng lớn hơn rồi. Lúc này, người bối rối nhất ở đây không phải là Kim Thành thì không phải là ai khác. Thường An ở một bên với ánh mắt lạnh lẽo, cũng chỉ là đan dược cấp bậc hoàn mỹ hạ phẩm mà thôi, ông ta không đặt vào trong mắt. Hừ, một nhóm tôm tép mà thôi, đừng vui mừng quá sớm, một lát nữa chờ Kim Thành hoàn thành rồi, phẩm cấp tuyệt đối sẽ cao hơn cô, người thẳng cuối cùng vẫn là công hội luyện kim chúng tôi.
Vừa mới dứt lời, đột nhiên thân thể của Kim Thành ở trước mặt không xa lại kịch liệt rung động, sau đó tinh thần chỉ lực của anh ta bị viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ ở trong tay nhanh chóng hấp thu bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phản phệ rồi. Điền Nguyên và Triệu Ất đồng thời lên tiếng nói. Tiểu Điêu đứng ở một bên nhìn Kim Thành với bờ môi trắng bệch biểu cảm rất là kinh khủng, nhất thời không biết làm sao. Ngày hôm đó nếu như không có Lâm Thanh Diện ở đó, chỉ sợ là ngày hôm nay mình cũng sẽ không xuất hiện ở đây nữa rồi. Kim Thành nóng lòng hoàn thành, rốt cuộc cũng đã vì sự xúc động của mình mà trả giá lớn. Ánh mắt của Thường An lạnh lùng, đối với ông ta mà nói, đan dược cấp bậc hoàn mỹ phản phệ không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể dựa vào chính người luyện đan thoát ra. Nhưng hiển nhiên là Kim Thành vẫn còn chưa có thực lực này. Hơi thở của anh ta càng ngày càng yếu ớt, thân thể ngã sấp xuống mặt đất. Không ngừng co quắp cả người giống như là bị hút khô, huyết sắc ở trên mặt cũng không còn nữa. Sau khi những khách quý ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng hốt. Chuyện này, là có chuyện gì vậy? Thường trưởng lão, ông mau nhanh cứu anh ta đi. Nhưng mà Thường An đứng ở đó không hề động đậy. Luyện đan sư kiêng kỵ nhất đó chính là trong quá trình chế đan mà quá trình lại không đủ tập trung, Kim Thành đã phạm vào điều tối kỵ của Thường An, sớm đã bị xóa tên ở trong lòng của Thường An. Mọi người không nên hốt hoảng, đây là phản phệ của đan dược cấp hoàn mỹ mà thôi, không có thuốc chữa đâu. Thường An trấn an những người khách quý này. Còn không có thuốc chữa nữa hả, đó là do các người không có bản lĩnh. Đột nhiên hầu tử ở một bên lại mở miệng nói. Mấy ngày trước sư tỷ Tiểu Điêu chúng tôi cũng bị phản phệ của đan dược, kết quả là đại ca Lâm Thanh Diện chỉ làm vài chiêu liền có thể cứu được sư tỷ trở về, nói như vậy, vẫn là đại ca Lâm Thanh Diện của chúng tôi lợi hại. Hầu tử, đừng có nói nhiều. Ánh mắt của Điền Uyên nghiêm khắc, cái tên đệ tử này của mình bị cái nói nhiều. Vốn đi chính là như vậy mà. Hầu tử lầm bầm ở trong miệng, cúi đầu lui trở về. Thường An âm tình bất định nhìn Lâm Thanh Diện, lập tức bước lên mấy bước rồi nói, nếu như Lâm thiếu chủ đã thần thông như vậy, mong rằng dơ cao. Đánh khẽ cứu đệ tử vô dụng của chúng tôi một mạng. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện bình tĩnh, không chịu cử động. Những người được gọi là khách quý đương nhiên biết thân phận của Lâm Thanh Diện, nhưng mà bọn họ không ngờ đến đó chính là Lâm Thanh Diện còn có thể chữa khỏi sự phản phệ của đan dược cấp. Bậc hoàn mỹ. Ngay cả Tiểu Lâm Thuần Nhất cũng rất kinh ngạc. Không phải là cái tên này đến đây để học tập chế đan hả? Sao nhìn thấy anh ta giống như là người mạnh nhất vậy chứ, thế mà lại để đích thân công hội luyện kim đại trưởng lão thỉnh cầu. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện thờ ơ, hô hấp của Kim Thành đang ngã trên mặt đất càng ngày càng yếu ớt, Thường An thấp giọng nói, Lâm thiếu chủ, chẳng lẽ là cậu muốn tận mắt nhìn thấy cái chết cũng không? Chịu ra tay tương trợ, nếu như cậu có thể cứu Kim Thành, trên dưới công hội luyện kim của chúng tôi bất kể là hiềm khích lúc trước, chúng tôi đều sẽ nhất định lấy ân báo oán, sau này hàng năm sẽ cung cấp miễn phí cho nhà họ Lâm 5 viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Lời này vừa mới nói ra, những người trong các gia tộc lớn ở xung quanh đều giật mình. 5 viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, tất cả đều được miễn phí. Đây quả thật là do trời ban. Phải biết là mỗi một đan dược cấp bậc hoàn mỹ của công hội luyện kim được đưa đến hội đấu giá đều là thứ mà các gia tộc lớn tranh nhau cướp đoạt, mỗi một viên có giá trị mấy chục tỷ. Đương nhiên là trong lòng của Thường An có tính toán. Nếu như công hội luyện kim muốn hoàn toàn có tên tuổi, nhất định phải có chút quan hệ với gia tộc mạnh nhất ở nước C-Euro, đó chính là nhà họ Lâm. Về phần thù oán của Trần Minh Thu, căn bản nó không thể so sánh với sự phát triển sau này của công hội luyện kim. Lâm Thanh Diện bước về phía trước hai bước, khóe miệng nâng lên một đường cong. Sao mình có thể không đoán được chút tâm tư nhỏ của Thường An cơ chứ, nhưng mà cũng chỉ là 5 viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ mà thôi, mình căn bản không đặt vào trong mắt. Trong thời gian 3 ngày được 38 viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, hơn nữa còn là đan dược mang theo dược khí, nói Lâm Thanh Diện là cái máy của chế đan cũng không hề quá đáng chút nào. Thật ngại quá, chuyện sống chết của anh ta không có liên quan gì đến tôi, về phần lấy ơn báo oán của ông lại càng là trò cười. Nói xong, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn Thường An rồi lại nói, một tên phản đồ của dược thần cốc thế mà cũng dám nói chuyện đạo đức với tôi, quả thật buồn cười đến cực điểm mà. Người xung quanh hít sâu một hơi, bọn họ đã biết thân phận của Lâm Thanh Diện, căn bản cũng không dám nói thêm cái gì. Khóe miệng của Thường An rõ ràng run rẩy một chút. Những năm gần đây dưới sự quản thúc của mình, công hội luyện kim đã phát triển vô cùng lớn mạnh, cho dù Thường An đi đến đâu thì gia tộc lớn nào cũng muốn cung kính với ông ta. Cho đến bây giờ chưa từng có người nào dám nói ông ta như vậy.
Thường An ngẩng đầu lên, ánh mắt già nua nhìn về phía Lâm Thanh Diện, không nghĩ tới là thiếu chủ nhà họ Lâm lại máu lạnh như thế, nhìn một sinh mệnh sống sờ sờ biến mất ở trước mặt của cậu, chẳng lẽ là cậu không hề thương hại một chút nào? Tác Lâm Thanh Diện cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn Kim Thành trên mặt đất thấp giọng nói, thần hồn chỉ lực của tôi rất quý báu, anh ta không xứng. Nói xong, cũng không tiếp tục nhìn đối phương nữa, cũng mặc kệ trong mắt của Thường An đang lóe lên từng đạo sát khí. Thật là mất mặt, khiêng nó ra ngoài đi. Thường An lạnh giọng nói, lập tức có hai tên đệ tử của công hội luyện kim đi tới mang Kim Thành không còn sức sống dưới mặt đất đi ra ngoài. Đại trưởng lão, chuyện này. Sau khi những người xung quanh nhìn thấy thì đều tròn mắt há hốc mồm. Người chết là đệ tử của công hội luyện kim, nhưng mà nhìn thấy Thường An có vẻ căn bản cũng không thèm để ý. Không có sao hết. Thường An trầm giọng nói, Kim Thành học nghệ không tinh thông bị đan dược phản phệ đã không có thuốc nào cứu chữa được, tôi làm như vậy cũng là để nó ít bị tra tấn hơn. Đám người xem nhẹ gật đầu, tiếp tục suy nghĩ lời mà Thường An nói cũng không phải là không có lý. Cho nên nói là lần luyện đan sư này, hơi không cẩn thận thì hài cốt cũng sẽ không còn, những đan dược cấp bậc hoàn mỹ đó đều phải dùng máu để đổi lấy, chính vì vậy mỗi một viên đều có giá trị đắt đỏ, nó cũng có lý do. Thường An nói. Bọn người Điền Nguyên ở phía đối diện nhìn nhau nở nụ cười, cái ông Thường An mỗi giây mỗi phút đều không quên quảng cáo đan dược của công hội luyện kim bọn họ. Những người khách quý ở đây đều liên tục gật đầu, cũng có nhiều người biểu thị rằng đợi sau khi trận tỷ thí này kết thúc bọn họ sẽ ra giá cao để mua đan dược được chế tạo vào ngày hôm nay. Thường An, trận này tôi nghĩ là chúng tôi thắng chứ hả? Điền Nguyên đứng ra nói với Thường An. Ánh mắt của Thường An thâm thúy, mặc dù là không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Không sai, trận thứ hai là cô gái này đã chiến thắng. Thường An lạnh lùng nói. Đã trôi qua bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Thường An chín miệng thừa nhận mình đã thua Dược Thần Cốc. Nhìn thấy sắc mặt của Thường An bởi vì kinh ngạc mà trở nên khó coi, từ Điền Nguyên đến đệ tử phía dưới của Dược Thần Cốc không có người nào mà không vui mừng khôn xiết. Mà người tạo ra tất cả những chuyện này chính là Tiểu Điêu, ngày hôm nay sư phụ tuyên bố con xuất sư. Triệu Ất vừa cười vừa nói, trong me tràn đầy vẻ tán thưởng. Sư phụ, trong mắt của Tiểu Điêu mang theo nước mắt bởi vì mới dung hợp được đan dược cấp bậc hoàn mỹ tiêu hao tinh lực quá nhiều, bây giờ nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Tiểu Điêu, con đã để cho Dược Thần Cốc chúng ta nhìn thấy hy vọng có thể thăng một lần nữa, là cốc. Chủ, sư phụ cảm ơn con, Điền Uyên cũng bước lên tiếng nói. Tiểu Điêu có hơi co rút, Điền Uyên đối với cô ta mà nói chính là một trưởng bối rất hiền hòa, hiện tại nói như thế ngược lại làm cho cô ta không biết phải nói như thế nào. Cốc chủ, người đừng nói như vậy mà chỉ cần người có thể tha thứ trước đó con không hiểu chuyện là được rồi, sách mặt của Tiểu Điêu đỏ bừng. Ha ha, người trẻ tuổi mà có chuyện nào mà không phải do không hiểu chuyện gây ra đâu. Điền Uyên không hề ngân ngại chút nào mà nói Tiểu Điêu. Một âm thanh ấm áp vang lên, Tiểu Điêu nhìn trở lại, đại ca Lâm Thanh Diện. Chúc mừng cô, lần luyện đan này rất thành công, trên mặt của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, lên tiếng nói, đại ca Lâm, cảm ơn anh, nếu như không phải là anh thì lần này luyện đan chỉ sợ là tôi sẽ thất bại, Tiểu Điêu nhẹ giọng nói. Nào có, đây đều là do sự cố gắng của cô, không liên quan gì đến tôi. Lâm Thanh Diện vò vỗ bá vai của đối phương, nghĩ đến lúc gặp mặt nhau Tiểu Điêu còn vô lý nó lời ngang ngược, sau khi trải qua một vài chuyện ngược lại đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, cũng trở nên rất biết gánh vác. Đại ca Lâm Thanh Diện, anh yên tâm đi, mặc dù là lần này cấp bậc hoàn mỹ hạ phẩm nhưng mà tôi tin tưởng là sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi cũng sẽ làm ra được đan dược thượng phẩm. Tiểu Điêu tự tin nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, lập tức di chuyển tâm mắt nhìn ra phía trước, nhìn về phía Thường An mang theo sách mặt âm trầm bước ra phía trước mấy bước, trận thứ ba, tôi sẽ là người ra mặt. Những người khách quý ở phía dưới đều kinh ngạc, Tiểu Lâm thuần nhất lại càng hốt hoảng đến nỗi không có cách nào diễn tả thành lời. Chương 1275, trò chơi sinh tử. Tất cả những người ở đây đều biết trận thứ ba chính là trận phân thắng bại. Hai bên đều sẽ cử ra người mạnh nhất trong bọn họ mà bây giờ xem ra ở bên phía công hội luyện kim chắc chắn là Thường An sẽ ra sân. Chỉ là không có ai ngờ đến bên phía Dược Thần Cốc lại sắp xếp cho Lâm Thanh Diện ra sân. Nghe nói là tu vi võ học của thiếu chủ nhà họ Lâm vô cùng cao, xem như là chế đan cũng đã vượt qua sự tồn tại của người thường. Đúng vậy đó. Ngày hôm đó trong cuộc chiến với năm môn phái lớn, may mắn là tôi có mặt ở hiện trường, không ngờ đến ngày hôm nay ở Dược Thần Cốc tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy thiếu chủ nhà họ Lâm chế đan, thật sự quá thần kỳ. Đều nói là nhà họ Lâm đều sinh ra rồng, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Có rất nhiều người ở đây lên tiếng khen ngợi Tiểu Lâm Thuần Nhất lại toát mồ hôi lạnh. Ở nước C thế mà còn có sự tồn tại của một người chí tôn như thế này à? Mà mấy ngày trước đây, bản thân anh ta vừa mới đắc tội với người ta. Tiểu Lâm Thuần Nhất lén lút lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Hủy bỏ kế hoạch ban đầu đi, không thể đắc tội với người phụ nữ đó. Trong trấn nhỏ, cái người đeo mắt kính lúc trước ăn cơm với Tiểu Lâm Thuần Nhất, điện thoại ở trong túi của anh ta rung một cái. Anh ta nhìn tin nhắn trên điện thoại di động, nói với hai người ở bên cạnh rút lui thôi. Trong quán cà phê cách bọn họ không tới mười mấy mét, Thượng Sam Tinh Vũ đang một mình nhàn nhã hưởng thụ trà chiều, hoàn toàn không biết lúc nãy cô ta đã bị người ta theo dõi. Trong đại sảnh dược thân cốc, hai người Lâm Thanh Diện và Thường An đang chuẩn bị chiến đấu với nhau. Lúc này thời gian đã đến buổi tối. Bầu trời trên sơn cốc với những chùm sao lấm tấm, nhiều hơn rất nhiều so với thành phố đô thị ồn ào. Những người vây xem tràn đầy phấn khởi. Hai trận so tài lúc nãy đã vượt qua dự liệu của bọn họ, mà bây giờ trận đấu sắp diễn ra, bọn họ đều rất mong chờ, bọn họ muốn xem thiếu chủ nhà họ Lâm về phương diện chế đan có cao siêu như vậy hay không. Không ngờ đến là ngày hôm nay dược thần cốc của các người có thể chống đỡ đến trận thứ ba, có điều tôi nghĩ là cuộc so tài ngày hôm nay chắc cũng nên kết thúc rồi. Thường An thấp giọng nói. Đúng vậy đó. Đã nên kết thúc rồi, ngày hôm nay công hội luyện kim các người đều thua hết, trong mắt của Lâm Thanh Diện mang theo ánh sáng riêng, ở bên phía dược thần cốc tương đối có lòng tin với Lâm Thanh Diện. Thường An chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hằn tia máu. Trận cuối cùng của ngày hôm nay không chỉ liên quan đến danh dự công hội luyện kim chúng tôi, đồng thời cũng liên quan đến ân oán của các người và công hội luyện kim chúng tôi. Trần trưởng lão ở trên trời có linh thiêng, cuối cùng đã cho tôi cơ hội này xử lý những tên chi đồ cuồng vọng như các người, Thường An nói. Trước đó Lâm Thanh Diện đã làm nhục ông ta như vậy, ông ta đã sớm chặt đứt suy nghĩ muốn qua lại với nhà họ Lâm. Trừng trị tôi à, ông có năng lực như thế ư? Lâm Thanh Diện khinh bỉ cười một tiếng, tiếp theo đó có một luồng khí tự nhiên phát ra. Lão Phu đã dốc lòng chế đan mấy chục năm, chẳng lẽ còn thua bởi cái tên vừa mới nhập môn giống như cậu à? Cho dù cậu có tài năng dị bẩm thì như thế nào chứ? Tôi cũng muốn xem kỹ thuật chế đan của cậu có phải mạnh như trong truyền thuyết không? Yên tâm đi, tôi sẽ cho ông phải tâm phục khẩu phục, hai phối phương ông mang đến để ở trong dương ngày hôm nay, để lại đây đi, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt, khóe miệng của Thường An cong lên rất nhỏ, đảo mắt nhìn đám người ở phía sau, từ tốn nói, nếu như đã là trò chơi sinh tử cuối cùng, vậy thì chúng ta chơi khác biệt một chút, cậu thấy như thế nào? Cứ tùy thôi. Mà đấu với nhau nhiều hơn đó chính là định lực. Thường An đương nhiên mình đã có mấy chục năm tu vi chế đan, về phương diện định lực luôn luôn không có người nào có thể so sánh với ông ta. Nghe thấy đối phương đưa ra yêu cầu này, đầu tiên là Lâm Thanh Diện hơi bất ngờ, sau đó quay đầu lại hiểu ý cười một cái với Triệu Ất ở sau lưng. Chỉ đứng bằng nửa bước chân trên vách núi, hai ngày hai đêm định lực của Lâm Thanh Diện không có người nào so sánh băng. Đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, không khác gì đâm vào họng súng. Được thôi, tôi đồng ý với ông. Lâm Thanh Diện khế cười. Cái này là do cậu nói đó, đừng để đến lúc đó nói là tôi bắt nạt cậu. Thường An không thể kiềm chế sự mừng rỡ, xem ra lần này cuối cùng phần thắng sẽ nghiêng về bên mình. Sẽ không đâu, chỉ cần sau khi ông thua thì ông nhận thua là được rồi. Còn nữa, ở trên đó gió lớn lắm, tốt nhất ông nên mặc giày một chút, một lát nữa nếu như rơi xuống rồi thì cũng không đến mức mất mạng. Lâm Thanh Diện suy nghĩ nói. Cậu! Phổi của Thường An bị chọc giận sắp nổ ra, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại không coi ai ra gì đến mức độ đó. Pro sắc điều là ở đây có nhiều người nhìn mình, vì để duy trì hình tượng tông sư chế đan của ông ta, Thường An sẽ không nổi giận. Nếu đã như vậy, không biết lần này cậu muốn dung hợp loại đan dược nào đây? Thường An hỏi. Bát Linh Đan! Lâm Thanh Diện nhẹ giọng nói, vào trong cốc đã nhiều ngày rồi, nhớ đến Hứa Bích Hoài ở trong nhà Vân còn đang trúng kịch độc toàn thân, không bằng thừa dịp ngày hôm nay dung hợp ra Bách Linh Đan, sau đó đưa Bích Hoài sử dụng một lần, chắc có lẽ là sẽ có hiệu quả. Nghe vậy, Thường An có vẻ hơi giật mình. Bách Linh Đan có thể giải bách độc, nhưng mà sau khi có phổi phương thì không có người nào có thể dung hợp hoàn thành nó, chỉ là bởi vì trong phương pháp của nó có một loại bột linh tê rất khó tìm, ngày hôm nay cậu phải làm ra đan dược này, chẳng lẽ cậu đã thu thập được bột linh tê? Thường An hỏi, đây là chuyện của tôi, không có liên quan gì tới ông, Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Lần trước lúc tiến hành so tài với Tả Nhạc, Lâm Thanh Diện cũng đã âm thầm bỏ bột linh tê vào trong, Tả Nhạc không hề biết, dù sao thì chuyện của khu rừng sương mù càng có ít người biết thì càng tốt.
Được thôi. Vậy thì tôi cũng thật sự muốn xem cậu có thể dung hợp ra Bách Linh Đan như thế nào. Thường An cười lạnh nói, tôi đã nói thứ mà tôi muốn dung hợp, vậy thì còn ông? Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại. Tôi. Khóe miệng của Thường An mang theo nụ cười, mấy ngày trước lão phu ngẫu nhiên có được một phối phương luyện đan dược, hy vọng là ngày hôm nay có thể dung hợp ra nó. Thấy đối phương không chịu nói, Lâm Thanh Diện cũng không thèm quan tâm làm tốt chuyện của chính mình, đây chính là lời mà Lâm Thanh Diện đã nói với Tiểu Điêu, đồng thời cũng tự nói với mình. Sau khi đã mang theo dược liệu cần thiết, Lâm Thanh Diện điểm nhẹ mũi chân nhẹ nhàng nháy lên trên bệ đá. Đám người kêu lên một tiếng, trong đó có một tên thương nhân trong năm môn phái lớn đã từng nhìn thấy thực lực của Lâm Thanh Diện lại càng sợ hãi thán phục. Thời gian ngắn như vậy, thực lực của Lâm Thanh Diện đã cao hơn rất nhiều so với khi đó. Thường trưởng lão, ông nhanh lên đi, đừng để đại ca làm Thanh Diện chờ quá lâu. Hầu tử ở một bên thúc giục. Khóe miệng của Thường An mang theo nụ cười lạnh, đồng thời hai chân cũng dùng sức nhảy lên mấy cái cũng lên trên bệ đá. Lúc này Lâm Thanh Diện mới phát hiện hóa ra là cái tên Thường An này cũng là người có tu vi học võ, hơn nữa nhìn cảnh giới chắc là cũng đến hóa cảnh. Điền lão đầu, người sư đệ này của ông xem ra trong mấy năm gần đây, võ học không bị giảm nhỉ. Triệu Ất ở một bên nhẹ giọng nói. Đúng vậy, thiên phú của cậu ấy cũng giống như tôi với ông, chỉ đáng tiếc là dược thần cốc quá nhỏ, không thể giữ cậu ấy lại được. Điền Nguyên bình tĩnh nói, bắt đầu kể từ khi Thường An dẫn theo người của công hội luyện kim đến dược thần cốc để khiêu khích, tình nghĩa huynh đệ đã sớm không còn sót lại chút nào nữa. Người trong đại sảnh đồng loạt nhìn ra bên ngoài, ngẩng đầu lên. Dưới ánh sao của bầu trời đêm, hai người ngồi riêng biệt trên hai tảng đá, người ở phía dưới dường như cuối cùng cũng và đã cảm nhận được cuộc đấu cuối cùng của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ rất phi thường. Chương 1276, phẩm cấp không đủ. Điên lão đầu, ông nói xem lần này Lâm Thanh Diện cần thời gian bao nhiêu để có thể hoàn thành. Triệu Ất đứng ở phía dưới hỏi, đối với Lâm Thanh Diện, mọi người ở bên dược thần cốc tràn ngập tự tin. Nếu nói như cuộc tỷ thí ngày hôm nay người có tỷ lệ phần thăng lớn nhất bên dược thần cốc không phải Lâm Thanh Diện thì không có ai khác. Để có được đan dược cấp bậc hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện đã hoàn thành rồi, tài nghệ của cậu ấy đã vượt qua chúng ta rất nhiều. Điền Nguyên chân thành nói. Đúng vậy đó. Trong khoảng thời gian 3 ngày lại có thể làm ra được hơn 30 viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, lại đều mang dược khí, cái này quả thật có thể gọi như là thần tích. Tôi cảm thấy không có người nào là đối thủ của Lâm Thanh Diện, ngay cả Thường An cũng không được, Triệu Ất nói. Khóe miệng của Điền Uyên mang theo nụ cười, hiển nhiên là ông ta cũng rất đồng ý với lời nói của Triệu Ất. Có điều là không thể khẳng định mọi thứ quá sớm, nhìn Thường An chắc cũng đã chuẩn bị đủ rồi, hơn nữa ông cũng đã quên hai phối phương làm đan dược mà sư phụ đã để lại à. Triệu Ất nghe xong thì cười nói, Điền lão đầu, con người ông quá là cẩn thận, hai phương pháp luyện đan dược do sư phụ để lại dù sao cũng chỉ là phương pháp trong truyền thuyết mà thôi, trên đời này căn bản không có người nào có thể chế tạo ra nó. Điền Nguyên khẽ lắc đầu, nếu như tồn tại thì nói rõ nó có giá trị tồn tại, nếu không thì lúc Thường An phản bội chạy trốn khỏi dược thần cốc tại sao không mang theo phối phương luyện cùng với đan dược quý báu mà lại mang theo hai bức phối phương đó. Triệu Ất mím miệng cũng không nói gì thêm nữa, mắt nhìn về bệ đá cao cao. Thần hồn du tẩu trong lòng của Lâm Thanh Diện đang ngồi trên bãi đá cũng không có bất cứ cảm giác bối rối nào, ngược lại anh lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn và dễ chịu. Quá trình rèn luyện trên vách núi từ lâu đã để Lâm Thanh Diện thích ứng dung hợp đan dược trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở một nơi cao như thế này, căn bản không tính là cái gì. Bách Linh Đan, khi phương pháp ra mắt cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có người nào có thể làm ra được. Điểm mấu chốt đó chính là bột linh tê ở trong đó vô cùng khó kiếm. Mà sau khi đi đến khu rừng sương mù một chuyển, Lâm Thanh Diện biết là ở đây có dấu bí mật mà tê giác cổ to lớn lại làm ghế ngồi cho ma thần Tu La năm đó. Là người thừa kế duy nhất của ma thần Tu La, đương nhiên là Lâm Thanh Diện có thể nhẹ nhàng thu hoạch được chí bảo từ trên người của tê giác cổ, là bột linh tê. Lúc sắp bắt đầu dung hợp đan dược, khóe miệng của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười, tiếc mắt nhìn sang bên cạnh. Cách với Lâm Thanh Diện một khoảng cách không xa, Thường An cũng ngồi rất nghiêm chỉnh, ở phía trước mặt của ông ta cũng đặt mấy loại dược liệu. Mấy ngày nay Lâm Thanh Diện ngoại trừ chế đan ra thì còn xem hết tất cả sách cổ mà Điên Nguyên đặt ở trong phòng của mình, sau khi anh nhìn thấy Thường An lấy ra mấy loại dược liệu đó, lập tức rất kinh ngạc. Bởi vì những dược liệu này theo như sách cổ ghi chép, nó nên mất tích từ mấy trăm năm trước rồi. Chẳng lẽ những gì được ghi ở trên sách là giả? Lâm Thanh Diện có chút không hiểu, nhưng mà suy nghĩ lại chắc có lẽ là mình đã nhìn lầm rồi.
Dù sao thì có một vài loại dược liệu nếu như không đi lại gần quan sát cẩn thận thì rất dễ dàng nhận lầm. Lâm Thanh Diện không quan tâm nhiều, anh lấy bức ảnh của Bích Hoài và Nặc Nặc, nhìn nụ cười của hai người trên bức ảnh, sau đó bỏ vào trong túi. Mục đích đến Dược Thần Cốc là vì có thể tìm ra phương pháp để chữa khỏi cho Hứa Bích Hoài. Hiện tại tất cả các công việc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ chờ viên Bách Linh Đan đầu tiên trên thế giới này xuất hiện. Cầm trong tay hai loại dược liệu, bất ngờ thân hồn màu xanh nhạt chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Lúc này Lâm Thanh Diện nhắm chặt hai mắt lại, ở trong đầu của anh, người nhỏ màu vàng đã thức tỉnh. Dậy đi, nên làm việc rồi. Lâm Thanh Diện suy nghĩ ở trong đầu. Dường như là người nhỏ màu vàng đó có thể nghe hiểu, lười biếng duỗi lưng một cái, mới bắt đầu khống chế động tác của Lâm Thanh Diện. Chỉ có điều người nhỏ màu vàng lại có thần hồn mạnh hơn rất nhiều so với trước đó chưa tỉnh dậy, màu vàng ở trên người cũng càng thêm lấp lánh hơn. Liên tục tạo ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ, mặc dù là rất mệt mỏi nhưng mà việc tôi luyện của thần hồn không có gì có thể so sánh được. Người nhỏ màu vàng chỉ huy động tác của mình, Lâm Thanh Diện hoàn toàn thả lỏng, toàn quyền do thần hồn nắm giữ. Hai loại dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện dường như xảy ra thay đổi ngay lập tức. Sau khi đám người ở dưới đất nhìn thấy, đồng loạt sợ hãi thán phục. Cùng với hai trận so tài lúc nãy, thủ pháp của thiếu chủ nhà họ Lâm rõ ràng cao siêu hơn rất nhiều. Tiểu Lâm thuần nhất cảm thấy âm thầm may mắn đã kịp thời thu tay lại, nếu không thật sự phải gái đeo kính làm gì đó với Thượng Sam Tinh Vũ, một khi đã Lâm Thanh Diện biết được chỉ sợ là mình lành ít dữ nhiều. Tuyệt đối không thể đắc tội với người như thế này. Cơn gió đêm thổi qua ước chừng trôi qua khoảng 10 phút Thường An cũng đã bắt đầu hành động. Kéo dài lâu như vậy mới bắt đầu dung hợp, không phải là đại trưởng lão công hội luyện kim này sợ rồi đó chứ. Ai mà biết được, ông ta đã là đại trưởng lão, chắc có lẽ còn có tài năng mà. Đám người nhỏ giọng bàn luận. Chỉ có trên mặt của Điền Uyên có sự lo lắng mơ hồ. Ông ta biết rõ tài năng và tính cách của Thường An. 10 phút lúc nãy mặc dù là ông ta không tiến hành dung hợp, đó là bởi vì trong khoảng thời gian 10 phút này, ông ta đã suy nghĩ trình tự ở trong đầu hết một lần. Làm như vậy sẽ chỉ làm cho lúc ông ta bắt đầu chính thức dung hợp lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đôi mắt sắc bén như chim ưng mở ra, theo đó là một màn sương màu trắng chậm rãi dâng lên. Tinh thần lực như thế này còn nhiều hơn là so với hai người Điền Uyên và Triệu Ất cộng lại với nhau, gần như là có thể tiếp cận với thần hồn chỉ lực của Lâm Thanh Diện, chỉ là từ ánh mắt của Thường An có thể nhìn thấy được một vẻ khẩn trương. Hai cánh tay già nua mà có lực đang lấy ra hai loại dược liệu. Tiếp theo đó tinh thần chỉ lực dày đặc phóng hết toàn bộ vào hai loại dược liệu đó mà không hề giữ lại một chút nào. Lúc này chỉ là bước đầu tiên đã tiêu hao nhiều tinh thần lực như thế, trên trán của Thường An đã rịn ra một tầng mồ hôi. Bọn người Điền Uyên và Triệu Ất nghi hoặc hai mắt nhìn nhau, dựa theo lý thuyết bước đầu tiên của một viên đan dược cấp hoàn mỹ, đối với cấp bậc luyện đan sư của Thường An mà nói cũng không cần phải phí sức như vậy đâu chứ. Tôi nghĩ là sự áp bức của Lâm Thanh Diện mang đến cho ông ta quá lớn, ông ta không thể dốc hết toàn lực, nếu không cả hai đều có đan dược cấp bậc hoàn mỹ vượt khí thời gian tạo ra ít nhất thì người đó thắng, Điền Uyên nói. Triệu Ất gật gật đầu, lời giải thích này xem ra cũng là cái hợp lý nhất vào tình hình trước mắt. Chỉ là tốc độ của Lâm Thanh Diện thật sự quá nhanh. Mấy ngày nay vẫn luôn tiếp cận đan dược cấp bậc hoàn mỹ, hiện tại đối mặt với đan dược có cấp bậc giống nhau, Lâm Thanh Diện luyện rất thuận buồm xuôi gió. Bước đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi, thần hồn cảm thấy cũng không có bất kỳ vết tích gì. Một bước cuối cùng, Lâm Thanh Diện thở sâu, anh biết rất rõ sức mạnh của thần hồn, mình hoàn toàn có thể phòng tránh được viên Bách Linh Đan này, nhưng vào đúng lúc này một suy nghĩ lại xuất hiện ở trong đầu của Lâm Thanh Diện. Bột linh tê là thuốc dẫn hoàn hảo cho đan dược cấp bậc hoàn mỹ, chỉ cần cho vào một ít vậy đã có thể tăng được phẩm chất của đan dược lên rất cao. Lâm Thanh Diện cũng rất có lòng tin, ngày hôm nay mình chắc chắn có thể dung hợp được Bách Linh Đan, mang theo dược khí. Nhưng mà như thế này thật sự đã đủ rồi à? Độc ở trong người của Hứa Bích Hoài đến từ thương nguyên giới. Linh khí tràn lan, độc tính của loại chất độc này mạnh đến nỗi cho dù Hứa Bích Hoài đã từng ăn thần mộc rồi mà cũng không thể ngăn cản được nó. Đan dược cấp bậc hoàn mỹ thuộc về đan dược cấp bậc tối cao của thế giới này, nhưng mà bàn đến mức độ quý báu căn bản cũng không so sánh được với thần mộc. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, dừng động tác ở trong tay. Cơn gió nhẹ thổi qua, trong lòng của anh nghĩ tới đan dược cấp bậc hoàn mỹ thật sự có thể được. Không đây. Ở phía dưới, đám người Dược Thần Cốc nhìn thấy Lâm Thanh Diện trên tảng đá đột nhiên lại dừng lại, ai nấy cũng đều không hiểu gì hết.
Cốc chủ, Lâm Thanh Diện đại ca có chuyện gì vậy? Đúng vậy đó. Không phải lúc nấy rất thuận lợi à, tại sao lại đột nhiên ngừng rồi? Đám người lên tiếng hỏi, bọn họ đều lo lắng khu rừng sương mù sẽ vượt qua Lâm Thanh Diện. Ta cũng không rõ cho lắm, nhưng mà ta nghĩ là Lâm Thanh Diện đang suy nghĩ cái gì đó. Là cốc chủ, Điền Nguyên bình tĩnh nói. Bọn người hầu tử lo lắng nhìn vào giữa không trung, tài năng của Lâm Thanh Diện ngất trời, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lâm Thanh Diện đại ca, anh nhất định phải. Cố lên. Tiểu Điêu nâng mắt nhìn lên, lo lắng. Một phút sau hai mắt của Lâm Thanh Diện mở ra, lần này thần thái trong đôi mắt của anh đã tăng lên rồi, giống như là đã quyết tâm làm một quyết định nào. Đó. Người nhỏ màu vàng, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thanh Diện âm thầm nói. Trong đầu, người nhỏ màu vàng bắn ra ánh sáng bốn phía, nặng nề gật đầu. Được rồi. Lâm Thanh Diện nhếch miệng lên, cong một đường cong. Ngày hôm nay chúng ta để cho thế giới này phải kinh ngạc đi. Ngay lập tức có muôn vàn ánh sáng màu vàng phát ra như mặt trời trong ban đêm. Lâm Thanh Diện lấy ra bột linh tê, bắt đầu bước dung hợp cuối cùng. Chương 1277, đan dược thần cấp. Trong lúc nhất thời gió lớn thổi lên, trong những đám mây đen không ngừng xuất hiện những tia sáng, dần dần tụ tập năng lượng. Đây là... Mọi người ở phía dưới nhìn lên trên bầu trời, có làm như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới bầu trời đêm với những vì sao đột nhiên lại biến thành như thế này. Hai người Điền Nguyên và Triệu Ất kinh ngạc há to miệng. Điền lão đầu, chuyện này... Sẽ không phải là thật đó chứ, Triệu Ất sững sờ nói. Ánh mắt của Điền Nguyên hoảng sợ, sư phụ đã từng nói trên đan dược cấp bậc hoàn mỹ vẫn còn có một loại đan dược nữa, một khi loại đan dược đó xuất hiện thì bầu trời sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ có hình tượng khác lạ xảy ra, chẳng lẽ đây là thật à? Những đám mây đen trở nên càng nặng nề hơn, người ở phía dưới đều có thể nhìn ra được tầng mây ở bên phía Lâm Thanh Diện còn nặng nề hơn so với ở bên chỗ Thường An rất nhiều. Hơn nữa còn có thể bao trùm cả tầng mây ở bên phía Thường An bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó Bách Linh Đan ở trong tay của Lâm Thanh Diện càng ngày càng đậm hơn, gần như là không còn nhìn thấy hình dạng lúc đầu của đan dược nữa rồi. Trong lúc đó, đột nhiên toàn bộ dược khí dày đặc này đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, một viên Bách Linh Đan màu vàng xuất hiện ở trong tay của Lâm Thanh Diện. Đan dược màu vàng. Lâm Thanh Diện không kiềm chế được mà hưng phấn, loại đan dược có màu sắc này anh đã từng nhìn thấy trong lúc đối chiến với Sở Nguyệt. Hiện tại anh đã xác định thứ mà mình dung hợp ra, phẩm cấp đã đạt đến thần cấp. Ánh sáng vàng của người nhỏ màu vàng dần dần ảm đạm xuống, dường như là nó đã hoàn thành sứ mệnh ngủ thật say. Mà ở bên đây viên đan dược dược khí ở trong tay của Thường An cũng rất đậm nhưng mà sắc mặt của Thường An lại vô cùng khó coi. Tinh thần lực của ông ta đã tiêu hao hầu như không còn nữa, đan dược tới mức độ này, căn bản hiện tại ông ta không thể nào dung hợp hoàn thành được. À! Một tiếng đau đớn rên lên, Thường An phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này ở trên bầu trời bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh người. Trong tầng mây làm cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mà giờ phút này biên giới khu rừng sương mù ở cách dược thần cốc không xa có một bóng dáng không ngừng đi đến phía trước. Nhìn thấy mây đen ở phía xa xa cùng với tiếng sấm vang lên ầm ầm. Ánh mắt của cô gái có vẻ hơi kỳ quái, cái tên này còn rất có bản lĩnh. Sau đó cô ta tiếp tục đi về phía khu rừng sương mù. Tiếng sấm rên vang, đột nhiên có hai ba tia chớp đánh vào vị trí cao cao của bể đá. Năng lực tích góp quá lâu, uy lực của hai tia chớp này quá lớn. Thiên kiếp! Điền Nguyên thốt ra! Cẩn thận đó Lâm Thanh Diện đại ca! Tiểu Điêu lại lớn tiếng kêu lên. Đan dược thần cấp xuất hiện chắc chắn là phải chịu đựng sự khảo nghiệm của thiên kiếp. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, trong nháy mắt có một tia sét có lực mạnh mẽ vạch phá cả bầu trời trực tiếp đánh vào viên Bách Linh Đan ở trước mắt. AI Tiểu Điêu đứng ở phía dưới che mắt lại, cô ta căn bản không dám nhìn thấy cảnh tượng này, mà những người khác của Dược Thần Cốc cũng mang theo sắc mặt khẩn trương. Sau khi tia sét với Bách Linh Đan va chạm nhau, vừa thoáng qua liền biến mất. Mà sau khi viên Bách Linh Đan này trải qua sự rèn luyện của tia sét, màu vàng lại càng đậm hơn nữa. Mình thành công rồi. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ ở trong lòng. Đột nhiên ở bên phía Thường An lại phát ra một tiếng kêu lần nữa. Khác biệt với Lâm Thanh Diện, tia sét trên đỉnh đầu của Thường An trực tiếp đánh vào trên bệ đá. Trong nháy mắt tia lửa bản ra bốn phía, bệ đá hóa thành bột mịn. Chỗ rửa của Thường An không còn nữa, trực tiếp ngã xuống từ trên cao. Đại trưởng lão. Bọn người Vương Thánh nhìn thấy cảnh tượng như thế này vội vàng nhào tới. Chỉ là đã trễ rồi, Thường An đã hoàn toàn bị té xuống.
Tuy là nói thực lực của ông ta đã đạt đến hóa cảnh, nhưng mà giờ phút này tinh thần lực của ông ta đã bị tiêu hao hầu như không còn nữa, trong một khắc bị rơi xuống ông ta căn bản không có phản ứng gì hết. Đại trưởng lão, hai tên đệ tử của công hội luyện kim đỡ Thường An dậy, sắc mặt của Thường An tái nhợt, cả người suy yếu bất lực. Lâm Thanh Diện nắm chặt bách linh đan ở trong tay, đứng trên bệ đá. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sùng bái. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện coi trời bằng vung, bể nghề chúng sinh. Anh đã từng là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, trong hai tháng trước Lý Mộ Bạch còn nói là trên thế giới này vẫn chưa người nào có thể dung hợp ra đan dược thần cấp. Nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện đã làm được rồi, hơn nữa anh dùng một phương pháp đan dược cấp bậc hoàn mỹ lợi dụng thần hồn cường đại của mình cùng với bột linh tê trong tay ép buộc làm tăng phẩm chất của viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ thẳng lên đến thần cấp. Xảy ra chuyện như vậy mang đến cho Lâm Thanh Diện lòng tin rất lớn. Thương nguyên giới thì sao chứ, có Lâm Thanh Diện tôi ở đây tuyệt đối không cho phép các người làm sang làm bậy. Sau đó Lâm Thanh Diện nhảy xuống đi về phía Thường An. Tôi thẳng rồi. Một câu nói đơn giản lại làm cho những người ở bên dược thần cốc nhảy cẳng hoan hô trở nên xôn xao. Bị nhục nhã cả trăm năm trời, ngày hôm nay bởi vì Lâm Thanh Diện mà một đi không trở lại, nước mắt tuôn rơi đầy mặt của Điền Nguyên và Triệu Ất. Ngày hôm nay bọn họ đã chờ mong quá lâu rồi. Thường An dưới sự nâng đỡ của mọi người ngồi dựa lưng ở trên ghế ngồi, ngã xuống từ một nơi cao. Như thế ông ta đã phải chịu vết thương rất lớn, trôi qua không vài chục năm thì ông ta không thể khôi phục lại được. Chỉ là rất may là vì cú ngã bất ngờ cho nên mới để cho ông ta may mắn thoát khỏi sự phản phệ của viên đan dược trong tay. Chúng ta, đi thôi. Thường An khó khăn thốt ra câu nói này, ngày. Hôm nay đối với ông ta, đối với công hội luyện kim là một ngày bị sỉ nhục. Mà quan trọng hơn đó chính là ban đầu mình gọi mọi người đến đây để xem trò cười của dược thần cốc, xem ra trò cười lớn nhất lại là mình. Ngày hôm nay trôi qua chỉ sợ là những người trong gia tộc lớn đối với thực lực của công hội luyện kim cũng sẽ sinh ra điểm nghi ngờ, mà trong ba trận chiến này chỉ sợ là ngày mai sẽ bị lưu truyền trong thành phố. Chờ đã. Triệu Ất kịp thời gọi Thường An lại, nếu như ông đã thua có phải ông nên dựa theo những lời trước đó đã nói mà làm không? Khóe miệng của Thường An run rẩy, yên tâm đi, tôi sẽ không quyền nợ đâu, cái hộp đó ông cứ lấy đi đi. Triệu Ất mỉm cười, bọn người hầu tử lập tức bước lên nhận lấy cái hộp từ trong tay của công hội luyện kim. Cái này vốn dĩ chính là đồ vật của dược thần cốc bọn tôi, nhưng mà năm đó bị ông trộm đi, ngày hôm nay vật trở về nguyên chủ. Điền Nguyên thấp giọng nói, Thường An, hy vọng là sau khi ông trở về sẽ rút ra cho mình được bài học dược thần cốc chúng tôi chưa từng tranh đấu với ông, nếu như ông vẫn còn hiếu thắng nữa thế thì kết cục sau này sẽ còn thảm hại hơn. Ánh mắt của Thường An âm trầm tức giận nói, cáo từ. Dứt lời, người của công hội luyện kim nâng Thường An lên chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện ngăn cản đám người lại. Sao vậy, cậu cũng muốn chế nhạc lão phu nữa à? Thường An cắn môi nói. Ánh mắt của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, lắc đầu. Sau đó anh thấp giọng nói, tôi hỏi ông phương pháp luyện đan dược thần cấp, sao ông lại có được nó? Ai cần cậu lo, Thường An nói. Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện, ánh mắt của Lâm Thanh Diện âm trầm liếc nhìn đám người công hội luyện kim. Ông nhất định phải nói, nếu không thì ngày hôm nay công hội luyện kim của các người sẽ phải xóa tên ở nước CL. Cậu! Thường An nhìn vào mắt của Lâm Thanh Diện, ông ta biết rằng Lâm Thanh Diện tuyệt đối nói được thì làm được. Nói cho cậu biết thì sao chứ, phương pháp. Luyện đan dược này là do cô Tiểu Nguyệt đã cho tôi, chỉ là ngày hôm đó cô ta cũng không nói phẩm cấp của viên đan dược này, chỉ nói là viên đan dược này nhất định có thể thẳng được cậu, không ngờ là thiếu chút nữa tôi đã vì thế mà mất mạng. Thường An nói, nghĩ đến trước đó bị đan dược. Phản phệ, trong lòng của ông ta vẫn còn sợ hãi như cũ. Lại là Tiểu Nguyệt. Hai mắt của Lâm Thanh Diện lạnh lẽo cây. Trường kiếm ở trong tay chỉ vào yết hầu của đối phương, nói, hiện tại Tiểu Nguyệt này đang ở đâu? Tôi không biết. Thường An nói. Trong mắt của Lâm Thanh Diện phun ra lửa, người khác coi ông là đồ ngu thế mà ông lại liều mạng cho cô ta, ông cảm thấy như thế này có đánh giá không hả? Cậu nói lung tung cái gì đó hả? Cô Tiểu Nguyệt và Lão Phu cũng chỉ là giao dịch với nhau, dựa theo nhu cầu mà thôi, nào khó nghe giống như cậu nói chứ? Thường An có chút tức giận. Ông đã lớn tuổi rồi, đầu óc cũng không còn tốt nữa. Lâm Thanh Diện khinh thường nói, thế tôi hỏi ông phương pháp luyện đan dược mà cô ta đưa cho. Ông có thể hoàn thành được không? Tội Thường An cần môi, nhưng mà bốn chữ có thể hoàn thành ông ta căn bản cũng không có cách nào. Nói ra khỏi miệng.
Một khi làm không được sẽ bị đan dược phản phệ lại, tôi tin tưởng là điểm đó ông còn biết rõ ràng hơn so với tôi. Lâm Thanh Diện nói tiếp, tôi nghĩ là người phụ nữ Tiểu Nguyệt cũng biết năng lực của ông, nếu đã như vậy tại sao cô ta lại còn muốn đưa cho ông phương pháp này cơ chứ? Cô ta Thường An nghe thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, ánh mắt hoảng sợ lên tiếng nói, cô ta muốn giết tôi. Coi như còn có thể cứu được, Lâm Thanh Diện nhẹ giọng cười nói, thật ra thì chuyện sống chết của ông ở trong mắt của cô ta căn bản chẳng là cái thá gì hết, nếu như ông có thể dung hợp ra viên đan dược này, sau này chắc chắn sẽ để cho cô ta sử dụng. Nếu như bị đan dược phản phệ mất một mạng như vậy thì trên thế giới này sẽ thiếu đi một vị luyện đan sư, đối với cô ta mà nói trăm lợi không có một hại. Sau khi Thường An nghe thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, trong lòng hoảng sợ. Không ngờ đến là tôi lại bị một cô gái nhỏ đùa nghịch xoay quanh như thế. Cô bé nhỏ hả? Ủa, tâm tư của cô ta kín đáo tuyệt đối không phải giống như ông tưởng tượng. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, hiện tại ông vẫn không có ý định nói cho tôi biết đúng không? Thường An nhíu mày, hiển nhiên là ông ta đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Sư đệ, bây giờ ông ăn năn cũng không muộn đâu, có một số việc thật sự không phải là dăm ba câu nói thì có thể nói cho rõ ràng, ông tin tưởng tôi, nghe lời của Lâm Thanh Diện, Tiểu Nguyệt vô cùng nguy hiểm, lúc này Điền Uyên cũng bước tới, lên tiếng nói. Sư huynh, Thường An nhìn Điền Uyên, bỗng nhiên trôi qua mấy giây, ông ta mới gật đầu rồi nói, được tôi nói cho. Các người biết lúc này cô bé Tiểu Nguyệt đang ở. Lời nói vẫn còn chưa dứt, một cây phi tiêu màu đen nhanh chóng bay tới đâm thẳng vào trong tim của Thường An. Thường An mở to hai mắt nhìn qua cửa sổ, rốt cuộc cũng không phát ra được âm thanh nữa rồi. Trong lúc nhất thời, đám người trở nên hốt hoảng. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào phương hướng mà phi tiêu bay tới, ở một vị trí hơn mấy chục mét có một người đàn ông đeo mặt nạ mặc quần áo của nước bản quyền, lạnh lùng nhìn chăm chăm qua bên đây. Chương 1278, đều phải chết. Hiển nhiên là người đàn ông đeo mặt nạ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thanh Diện. Cách một đám người, hai người nhìn nhau, đột nhiên người đàn ông này chậm rãi đi về phía bên đây. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, hai tay nắm chặt thành quyền. Thực lực của người đàn ông đeo mặt nạ, anh biết tương đối rõ ràng. Mội trưởng có thể đánh mình lui, ngoại trừ cường giả thân cảnh không ai có thể làm được. Cuộc đại chiến hết sức căng thẳng ở đại sảnh sau lưng Lâm Thanh Diện, lúc này những khách quý đó đều trốn vào trong đại sảnh, người của Dược Thần Cốc tính cả người của công hội luyện kim cũng đang đứng ở sau lưng Lâm Thanh Diện. Anh đã đến rồi. Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, Tiếu Nguyệt đâu, tại sao cô ta không đến cùng anh? Người đàn ông đeo mặt nạ khàn khàn nói, loại chuyện này anh không có tư cách để biết. Anh là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn giết trưởng lão của chúng tôi? Vương Thánh đứng ra chỉ vào mặt người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói. Người đàn ông đeo mặt nạ ngước lên nhìn đối phương, chỉ là một giây liền có một thanh phi tiêu bắn ra. Cũng may là Lâm Thanh Diện không có lúc nào mà không chú ý đến nhất cử nhất động của người đàn ông đeo mặt nạ. Trong nháy mắt người đàn ông ra tay, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Thanh Diện. Keng một tiếng, trường đao tiêu tan nhưng mà hơi thay đổi được phương hướng của phi tiêu. Cây phi tiêu màu đen bay sát vào da đầu của Vương Thánh. Vương Thánh sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau lưng phát lạnh. Ngày hôm nay tất cả những người ở nơi này đều phải chết. Người đàn ông mặt nạ lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, ở sau lưng của anh chính là luyện đan sư của công hội luyện kim và dược thần cốc. Cũng là sự tồn tại mạnh nhất trên thế giới này. Nếu như ngày hôm nay mình không bảo vệ được cho bọn họ, vậy thì tổn thất đối với thế giới này sẽ lại càng to lớn hơn. Nghe lời tôi, tất cả mọi người đều lui vào trong đại sảnh, không thể bước ra ngoài. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, hai mắt nhìn chằm chằm ra phía trước. Bọn người Điền Nguyên cũng không dám ở lại, cuộc chiến có cấp bậc này cho dù bọn họ có liều mình tiến lên thì cũng phải chịu chết mà thôi. Đi thôi, nghe lời Lâm Thanh Diện đi, nhanh lên đi. Điền Nguyên và Triệu Ất nói, mọi người cùng nhau lui vào trong đại sảnh với hai người. Lúc này ở đây cũng chỉ còn lại hai người là Lâm Thanh Diện và người đàn ông mặt nạ. Đối với những người lui vào trong đại sảnh, người đàn ông mặt nạ cũng chẳng thèm để ý. Cũng chỉ là một vài con dê đợi một lát nữa làm thịt mà thôi, để bọn họ sống thêm một lát nữa cũng chẳng sao hết. Lâm Thanh Diện nghe xong ánh mắt nghiêm túc. Muốn giết bọn họ phải hỏi thanh kiếm ở trong tay của tôi có đồng ý hay là không. Đang nói chuyện, trong nháy mắt khí thế của kiếm Trảm Tiên ở trong tay của Lâm Thanh Diện tăng vọt lên. Nhìn thấy kiếm Trảm Tiên với ánh sáng chói mắt, người đàn ông mặt nạ rõ ràng dừng lại một chút.
Lại là thanh kiếm chảm tiên này, nhưng mà ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không có cơ hội chạy thoát. Lúc đang nói chuyện, khí thế của người đàn ông rất mạnh mẽ, có một làn sương mù màu đen dâng lên dày đặc. Gió lớn xung quanh gào thét, cây cối bị thổi vang lên âm thanh xào xạc. Cát dưới mặt đất bay lên toán loạn, ánh mắt của Lâm Thanh Diện nghiêm túc, khí tức của cái tên này lại mạnh như thế, cho dù ở trên người của Lý Mộ Bạch cũng chưa từng cảm nhận được hết sức mạnh mẽ như thế này. Long ngâm thứ. C. Lâm Thanh Diện nổi giận hét lên một tiếng, một con rồng khổng lồ màu vàng bay lên trên không. Quả cầu lửa thật lớn nhấn chìm cả bầu trời đêm, trực tiếp xông về phía đối phương. Đúng lúc này, kiếm chảm tiên ở trong tay bay ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng ngập tràn, sau khi dung hợp với thần hồn của Lâm Thanh Diện thì đâm thẳng vào trong tim của đối phương. Đây được coi như là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Thanh Diện, mà thần hồn của Lâm Thanh Diện còn nặng hơn rất nhiều so với trước kia, đủ để có thể khống chế con rồng khổng lồ. Dường như là quả cầu lửa đã bao trùm hết mũi nhọn của kiếm chảm tiên, không lưu đàn. Nhưng mà để cho Lâm Thanh Diện phải kinh ngạc đó chính là người đàn ông mặt nạ căn bản cũng không trốn tránh, chỉ là đứng tại chỗ không động đậy. Đột nhiên anh ta lại duỗi một nắm tay ra, trong khoảnh khắc đó một bức tường màu đen ngăn cản ở trước người. Ngọn lửa công kích trên bức tường màu đen nhưng mà không sinh ra nửa điểm uy hiếp đối với người đeo mặt nạ. Cái này... Lâm Thanh Diện rất kinh ngạc, hiển nhiên bức tường màu đen này là do đối phương dùng linh khí để tạo thành. Mà sức mạnh của linh khí dường như được bảo vệ bởi một cái vòng tròn vô cùng lớn, cho dù là công kích của kiếm chảm tiên cùng với con rồng khổng lồ cũng căn bản không có cách nào phá hỏng được. Cũng may thần hồn của Lâm Thanh Diện đã sớm dung hợp cùng với kiếm chảm tiên, tâm ý có nghĩa là kiếm chảm tiên dưới sự khống chế của thần hồn, Lâm Thanh Diện trực tiếp bay lên trên vòng qua bức tường. Lập tức với độ cao mấy chục mét, kiếm chảm tiên nhanh chóng hạ xuống từ trên cao, đâm về phía đối phương. Trong lúc nhất thời ánh sáng vô tận, nhưng mà người đeo mặt nạ vẫn không hề có ý muốn né tránh. Đi chết đi! Lâm Thanh Diện cao giọng nói, đối với thanh thiên kiếm của ma thần Tu La, anh vô cùng có lòng tin. Bộ! Lâm Thanh Diện gần như là không có bất cứ phản ứng nào, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, đối phương khoát tay, thanh kiếm chảm tiên đó liền nằm ở trong tay của anh ta. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện ở trước mắt, tốc độ của đối phương nhanh chóng đã vượt qua phạm trù hiểu biết của mình. Kiếm chảm tiên thoát khỏi chủ nhân, sau khi bị người đàn ông đeo mặt nạ nắm lấy thì không ngừng vùng vẫy phát ra âm thanh ken két. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn kiếm chảm tiên ở trong tay, lập tức nhỏ giọng nói, thật là một thanh kiếm không biết nghe lời, giữ lại cũng vô dụng mà thôi, trả lại cho anh đấy. Dứt lời, cổ tay run lên, tốc độ của kiếm chảm tiên nhanh chóng bay về phía Lâm Thanh Diện. Trong mắt của Lâm Thanh Diện, bóng dáng của kiếm chảm tiên càng lúc càng lớn, đợi đến lúc anh kịp phản ứng lại thì kiếm chảm tiên đã cách mình chỉ mấy cm. Trong khoảnh khắc thần hồn chi lực bùng phát, kiếm không làm tổn thương chủ nhưng mà bất đắc dĩ sức lực của người mặt nạ thật sự quá lớn. Hai tay của Lâm Thanh Diện trực tiếp bắt được thân kiếm, xẹt một tiếng, miệng vết thương chảy ra một tia máu tươi. Lâm Thanh Diện, anh bây giờ không phải là đối thủ của tôi. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói, ngày hôm nay, phải để cho anh trả một cái giá đắt vì hành vi của mình. Dứt lời, một khí tức vô cùng mạnh làm cho người ta phải ngạt thở chậm rãi bùng phát. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy nhiệt độ trước mặt càng ngày càng thấp hơn, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Sau đó cây cối xung quanh người đeo mặt nạ bắt đầu ngưng tụ lại treo lơ lửng. Bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi. Nói xong, người đeo mặt nạ vươn tay ra, ba cây cột băng đi thẳng đến tay của anh ta. Sau đó cột băng bay về phía của Lâm Thanh Diện. Chỉ cái này, Lâm Thanh Diện chẳng thèm ngó tới, cho dù cột băng có lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Cuối cùng vẫn là băng mà thôi. Du Long Thứ, Ceron rồng dài 9 đầu màu vàng lập tức xuất hiện, trong miệng phun ra lửa nóng. Lửa nóng va chạm lên trên cột băng, nhưng mà để cho Lâm Thanh Diện không tưởng tượng được đó chính là ngọn lửa của mình chạm phải cột băng trong khoảng khắc liền biến mất ngay lập tức. Chuyện này sao có thể được chứ? Lâm Thanh Diện giật mình lên tiếng. Thực lực của tôi mạnh hơn so với anh rất nhiều, anh cảm thấy là những cột băng này vẫn là tục vật à? Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Ba cây cột băng trực tiếp đâm vào đầu của ba con rồng lớn. Thần hồn của Lâm Thanh Diện khẽ động, năm con rồng khổng lồ lập tức ngăn cản ở trước người của anh. Nhưng mà nó căn bản cũng không làm nên được chuyện gì, khí thế di chuyển của cột băng không hề giảm một chút nào, lại xuyên qua một lần nữa. Hơi thở của sự chết chóc càng ngày càng gần, Lâm Thanh Diện cắn chặt răng, kiếm chảm tiên ở trong tay ngăn ở tim. Bang bang bang,
Ba âm thanh lảnh lót vang lên, Lâm Thanh Diện lùi về phía sau mấy chục bước ngã xuống đất, bộ quần áo vừa mới mua ở trên người đã rách bươm. Bản lĩnh của anh rất mạnh mà, có bản lĩnh thì đứng dậy đi, người đeo mặt nạ có hơi điên cuồng. Nắm đấm của Lâm Thanh Diện nắm thật chặt lại, bên khóe miệng có một tia máu rơi xuống mặt đất. Mình đã đạt đến nửa bước thần cảnh, thế mà một chiêu của đối phương cũng không thể tiếp nổi, chẳng lẽ là thực lực của người thương nguyên giới đã mạnh như vậy? Lâm Thanh Diện, hôm nay là ngày chết của anh. Người đeo mặt nạ đi vài bước về phía Lâm Thanh Diện, đối mặt với Lâm Thanh Diện đang bị thương dường như là anh ta rất phấn khởi. Có phải là bây giờ anh đang rất tò mò rốt cuộc tôi là ai có đúng không hả? Người đeo mặt nạ mang theo nụ cười chào phúng nói. Lâm Thanh Diện chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, người thương nguyên giới của các người đều là những con rùa đen rút đầu tiểu nguyệt như thế, anh cũng giống như vậy, nếu không thì tại sao lại mang theo mặt nạ xấu hổ không chịu gặp người khác? Tôi xấu hổ không dám gặp người khác. Ha ha, được lắm, ngày hôm nay tôi sẽ để cho anh nhìn thấy rõ ràng tôi là ai trước khi anh chết. Nói xong, người đeo mặt nạ chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, một gương mặt khiến cho người ta buồn nôn, khiến cho người ta phải thấy kinh tởm xuất hiện. Đã nhớ ra tôi chưa, nếu như không nhớ lại thì tôi có thể nhắc nhở anh một chút. Người đàn ông thấp giọng nói, chấn nhỏ, Trương Lôi. Trương Lôi. Lâm Thanh Diện lập tức nhớ đến lúc mình còn ở trong trấn nhỏ, người của thương nguyên giới đã lợi dụng thân thể của Trương Lôi đến để đối chiến với mình. Chuyện này, sao có thể được, trước khi anh không có bộ dạng này, chẳng lẽ là anh bị người khác hủy hoại gương mặt? Lâm Thanh Diện hoảng sợ nói. Ha ha! Thanh Trúc cười lạnh nói tới thì tất cả những thứ này là do anh ban tặng đấy. Chương 1279, cả người bị vây hãm. Cảm ơn tôi đã ban tặng. Lâm Thanh Diện có chút không hiểu, anh chỉ hận là ngày hôm đó ở trong trấn nhỏ anh đã không đuổi cùng giết tận đối phương. Có phải là anh cảm thấy rất kỳ quái không hả, tại sao lúc ấy hồn lực của tôi đã bị hao tổn, thực lực lại còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Nói thật cho anh biết, thực lực hiện tại của tôi đã tiếp cận đến thần cảnh đỉnh phong, Thanh Trúc cười lạnh nói. Thần cảnh, đỉnh phong. Lâm Thanh Diện thốt lên, thực lực tăng nhanh như thế quả thật giống như là ngôi trên hỏa tiễn. Chuyện này sao có thể được chứ? Lâm Thanh Diện không hiểu, tôi nghĩ chắc là anh đã ăn một đan dược thần cấp nào đó rồi. Ha ha, Lâm Thanh Diện, anh thật sự thiếu hiểu biết. Gương mặt dữ tợn của Thanh Trúc nở nụ cười, đan dược dù sao cũng chỉ là đan dược, cho dù có là đan dược thần cấp thì có như thế nào chứ, cũng chỉ có thể tăng thêm thực lực trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, anh nhìn xem đến bây giờ thực lực của tôi có bị hao tổn một chút nào không. Lâm Thanh Diện âm trầm nhìn đối phương, quả thật là Thanh Trúc đang nói tình hình thực tế. Lúc nói chuyện với nhau, nắm đấm của Thanh Trúc nằm chặt lại, khí tức trên người bùng phát tức giận nói, ngày hôm đó anh đánh tôi bị trọng thương, thần cảnh của tôi đã trực tiếp giảm sút đến hóa cảnh trung kỳ, thân là người tu hành, đây chính là chuyện mà có làm như thế nào cũng không chấp nhận được. Lâm Thanh Diện nhìn đối phương cũng là người tu hành như nhau, anh cũng biết cảm giác như vậy không có một cường giả nào có thể chấp nhận được. Một khi bản thân mình có sức mạnh, vậy thì sợ nhất chính là chuyện mất đi sức mạnh đó. Vì để báo thù rửa sạch nỗi nhục nhã, tôi bế quan luyện kinh cổ linh, hiện tại rốt cuộc cũng đã đứng ở nơi này có thể tìm anh báo thù, Thanh Trúc âm tàn nói. Kinh cổ linh là cái gì vậy? Lâm Thanh Diện lên tiếng nói. Hừ, đây chính là chí bảo của thương nguyên giới chúng tôi, có thể khai phá tiềm năng của con người đến một trình độ lớn nhất, dĩ nhiên không phải là loại sâu kiến như anh có thể biết tới. Giọng điệu của Thanh Trúc kiêu ngạo, chỉ là thần sắc ngạo mạn như thế này trên gương mặt dữ tợn của anh ta khiến cho người ta phải buồn nôn. Thôi bỏ đi, nếu như phải trả giá là hủy dung mạo cả một đời, cứ mang theo mặt nạ, loại bí thuật này tôi tình nguyện không luyện đó, Lâm Thanh Diện xem thường nói. Hừ, cái thằng nhóc thối, nói nghe hay lắm, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể khống chế được ma lực của kinh cổ linh, tin tưởng tôi đi, chỉ cần anh nhìn thoáng qua nó thì anh sẽ không có cách nào kiềm chế được, so sánh với lực lượng vết thương ở trên người là cái thá gì chứ, Thanh Trúc lớn tiếng nói. Lâm Thanh Diện trầm mặc đối diện với một người bị việc báo thù làm cho choáng váng đầu óc, đã không thể dùng tư duy bình thường để phán đoán nữa rồi. Lâm Thanh Diện, ngày hôm nay chính là ngày tàn của anh, trước đó tôi gặp phải khó khăn, ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ hồi báo lại gấp trăm lần ở trên người của anh. Nói xong, một lượng khí màu đen trực tiếp bay ra từ trong cơ thể, tiếp theo đó những tầng mây đen nghịt trên bầu trời dường như cũng nhận được sự cảm hóa của Thanh Trúc, đồng loạt tụ lại ở trước mặt của Thanh Trúc. Lâm Thanh Diện đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. Bí thuật thôi, tôi cũng biết. Nói xong Lâm Thanh Diện vận dụng bí thuật thực lực trực tiếp nâng cao lên đến thần cảnh trung kỳ.
ánh sáng của kiếm trảm tiên càng đậm, một con rồng khổng lồ xoay quanh ở trước mặt Lâm Thanh Diện. Cực lãng thức! Thanh Trúc hét lớn lên, trong nháy mắt những đám mây màu đen nhập lại với nhau nhanh chóng bay về phía Lâm Thanh Diện. Chỉ là khác biệt so với những đám mây đen bình thường, đám mây đen này dường như được sinh ra từ mặt đất, hơn nữa trong đó còn mang theo tia sấm. Chỉ cần bị một tia sấm nào trong đó đánh trúng, chỉ sợ là Lâm Thanh Diện sẽ phải bỏ mạng. Đây chính là lực lượng khi đến gần thần cảnh đỉnh phong à. Lâm Thanh Diện nghĩ thầm ở trong lòng. Cầm kiếm trảm tiên ở trong tay, lại thêm con rồng khổng lồ ở trước mặt, đứng phía trước đám mây đen to lớn như thế này lại trở nên nhỏ bé. Pro-o sắc một loại cảm giác bất lực lập tức dâng lên ở trong lòng của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, cực lãng thức trước đó của tôi, anh có thể chống đỡ được, ngày hôm nay tôi cũng muốn xem anh chạy thoát như thế nào. Thanh Trúc nói chuyện với một giọng rất kinh khủng. Trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn nuốt chửng Lâm Thanh Diện. Lúc này tất cả những người trong đại sảnh đều nín thở. Điền Nguyên mang theo đám người của Dược Thần Cốc đứng ở phía trước nhất, bọn họ có thể nhìn thấy được tất cả những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện đại ca. Nước mắt của Tiểu Điêu trực trào. May mắn là hầu tử ở bên cạnh tay nhanh lẹ mắt kéo lại Tiểu Điêu đang chuẩn bị lao ra. Cậu thả tôi ra, tôi muốn đi ra ngoài tìm Lâm Thanh Diện đại ca, Tiểu Điêu vùng vẫy nói. Tiểu Điêu, đừng có làm loạn, chuyện bây giờ con ra ngoài thì có thể làm được cái gì hả? Điền Nguyên lạnh giọng nói. Cốc chủ. Tiểu Điêu ấm ức khóc lên, khóc rất dữ dội. Nhưng mà Lâm Thanh Diện đại ca. Điền Nguyên thấp giọng nói, những chuyện mà con nói ta đều biết hết, đối với Lâm Thanh Diện nỗi lo. Lắng của mỗi một người trong Dược Thần Cốc chúng ta không có người nào ít hơn con, nhưng mà con phải nhớ kỹ Lâm Thanh Diện đã kêu chúng ta đợi ở bên trong, chúng ta phải nghe theo ý của cậu ấy mà không phải là liều lĩnh lao ra giống như bây giờ. Nói xong, ánh mắt của Điền Nguyên nhìn về phía một mảnh đen thui khoảng mấy chục mét ở trước mắt, trong lòng của ông ta cũng rất lo lắng, nhưng mà ông A là cốc chủ, là nòng cốt của nhiều người như vậy, ông A biết rằng bây giờ mình không thể rối loạn được. Hầu tử, Điền Nguyên cao giọng nói, ở phía sau đại sảnh có một lối đi bí mật, trước tiên con dẫn theo tất cả mọi người rời khỏi từ lối đi bí mật này đi, xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Dạ cốc chủ, hầu tử nói, lập tức dẫn theo đám khách quý hốt hoảng đi về phía lối đi bí mật. Tiểu Điêu, con cũng đi theo hầu tử rời khỏi chỗ này đi, Điền Nguyên ra lệnh. Không, con không đi đâu. Tiểu Điêu lớn tiếng nói, không thấy Lâm Thanh Diện đại ca, con không đi đâu hết. Chẳng lẽ là ngay cả lời của ta mà con cũng không chịu nghe hả? Điền Nguyên xoay người lại, ông ta hiếm khi nổi giận nói với Tiểu Điêu. Triệu Ất đứng ở bên cạnh nhíu chặt lông mày. Lại, Tiểu Điêu nghe sư phụ đi, nhanh chóng đi xuống núi cùng với bọn người hầu tử, con phải biết rằng con chính là niềm hy vọng của toàn bộ Dược Thần Cốc này. Sư phụ, Tiểu Điêu kinh ngạc nhìn Triệu Ất, trong chốc lát cô ta đã hiểu được rất nhiều. Xem ra là hai người Điền Nguyên và Triệu Ất đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu rồi, nếu như mà Lâm Thanh Diện gặp phải chuyện xấu gì thế thì người đeo mặt nạ với gương mặt dữ tợn cũng sẽ tiêu diệt toàn bộ. Ngày hôm nay là thời gian so tài luyện đan của Dược Thần Cốc và Công hội Luyện Kim, tất cả luyện đan sư có tài năng ở toàn nước C đều tụ tập về nơi này, nếu như bị diệt hết tất cả thế thì sau này trên thế giới luyện đan sư đã trở thành một danh xưng trong truyền thuyết. Sư phụ, cốc chủ, con nghe lời của hai người, nhưng mà hai người cùng phải đi với chúng con đi. Tiểu Điêu nói. Không được, Triệu Ất lắc đầu, mỉm cười nói, sư phụ và Điền lão đầu đều đã già hết rồi, thêm nữa con người của ta tương đối lười cũng không muốn đi, nguyện ở lại nơi non xanh nước biếc này. Điền lão đầu, ông thì sao? Sẽ không phải muốn rời khỏi đó chứ? Điền Nguyên nhìn Triệu Ất trợn trắng mắt, nói cái gì đó hả, tôi là cốc chủ, sao có thể rời khỏi Dược Thần Cốc được? Ông ta lập tức nói, được, việc này không nên chậm trễ, mọi người đi nhanh lên đi. Dứt lời, ông ta lại dặn dò hầu tử, sau khi con dẫn mọi người rời khỏi từ lối đi bí mật có thể để cho những người của gia tộc với lại người của công hội luyện kim đi trước đi, đệ tử Dược Thần Cốc của chúng ta nghỉ ngơi ở một mảnh đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, con tính thời gian, nếu như mà một tiếng đồng hồ sau vẫn không nhìn thấy ta với sư phụ Triệu của con thì con không cần phải do dự chút nào hết, trực tiếp dẫn theo tất cả mọi người đi xuống núi. Vừa nói xong, ông ta lấy ra một thanh bảo kiếm. Con là người linh hoạt nhất, đây là bảo kiếm mang theo bên người của ta, hiện tại giao lại cho con, nếu như có người nào dám không nghe lời của con thì cứ chém thẳng không tha. Nói xong, Điền Nguyên giao bội kiếm vào trong tay của hầu tử, sắc mặt của hầu tử lạnh lùng nặng nề gật đầu. Cốc chủ, sư phụ Triệu, bọn con chờ hai người. Dứt lời, tay cầm hội kiếm rời khỏi cùng với đám người. Nhìn bóng lưng đi khỏi của bọn họ, trên mặt của Triệu Ất và Điền Nguyên mang theo nụ cười.
mình đã cố gắng sắp xếp rồi, nên móng của giới luyện đan nhất định phải được bảo tồn. Quay người lại nhìn ra ngoài cửa lớn, giờ phút này ở bên ngoài dày đặc sương mù màu đen đè ép đến nỗi thở không nổi nữa. Triệu Ất nhẹ giọng nói, Điền lão đầu, không bằng chúng ta đánh cược đi, tôi nói là lần này Lâm Thanh Diện có thể thắng, ông nói sao? Cái lão già này thật là xấu xa quá đi, được rồi, lão phu này nhận thua. Ông nói đúng, Lâm Thanh Diện nhất định có thể thắng. Lông mày của Điền Nguyên nhíu lại, nhìn sương mù màu đen ở bên ngoài cửa. Chương 1280, đánh giết. Trong sương mù, lông mày của Lâm Thanh Diện cao chặt lại, sức lực của sấm sét ở xung quanh vô cùng lớn, mỗi một lần vang lên tiếng vang đều sẽ làm cho mặt đất có một cái hố cực kỳ lớn. Chỉ là những tia chớp này thật sự quá nhiều, đồng thời còn ẩn chứa trong đám mây đen nghịt vô cùng bí mật, không cẩn thận thì sẽ thịt nát xương tan. Sau khi Thanh Trúc đeo lại mặt nạ, lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh ta biết rằng trên người của Lâm Thanh Diện có dấu đá lạc hồng, chính vì vậy mà sát khí cường đại trong cơ thể của anh ta vẫn còn chưa phóng thích ra ngoài. Nhưng mà anh ta biết rõ ràng những tia sấm cùng với đám mây đen cũng đủ để đối phó với Lâm Thanh Diện, để cho anh chết tại chỗ. Lâm Thanh Diện, dược thần cốc này chính là nơi chôn xác anh. Thanh Trúc âm tàn lên tiếng, dưới lớp mặt nạ khóe miệng của anh ta hơi cong lên, hiển nhiên là khoái cảm báo thù để cho anh ta vô cùng hưng phấn. Mắt thấy tia sóng càng ngày càng dày đặc, Thanh Trúc tin tưởng rằng dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện căn bản không có cách nào né tránh được. Đợi đến lúc làn khói tan hết, Lâm Thanh Diện bị tia sấm đánh xuyên qua người, ngã trên mặt đất, tình cảnh như vậy vừa nghĩ đến đã làm cho người ta cảm thấy hưng phấn. Đột nhiên trong đám sương mù dày đặc lại xuất hiện một tia sáng. Thanh Trúc rất là nghỉ hoặc, lúc mà anh ta dự định chuẩn bị đi tìm tòi thực hư, chỉ nhìn thấy tia sáng lại càng lúc càng lớn hơn. Điền lão đầu, ông mau nhìn đi, đó là cái gì vậy? Trong đại sảnh, Triệu Ất chỉ về phía trước lên tiếng nói. Tiếp theo đó trong sương mù dày đặc, ánh sáng vàng càng ngày càng nhiều hơn, một tiếng rồng gầm thét lên, một con rồng màu vàng cực kỳ to lớn bay lên trên không. Mà ở trên con rồng khổng lồ này, Lâm Thanh Diện cầm trong tay kiếm Trảm Tiên Thế mà lại đang cưỡi ở trên nó. Trong mắt của anh mang theo ánh sáng tự tin, mặc dù là quần áo đã bị hủy hoại, nhưng mà khí thế trên người lại càng nông đậm hơn so với lúc trước. Chuyện này, sao có thể được chứ? Thanh Trúc hoảng sợ nói, tại sao thực lực của cái thằng nhóc này còn mạnh hơn không ít so với lúc nãy? Thừa phong thức! Lâm Thanh Diện hét lớn lên, con rồng khổng lồ ở dưới người đang từ từ bay lên trong đám mây màu đen, trực tiếp gửi gió bay đi. Ánh sáng màu vàng của kiếm Trảm Tiên ở trong tay Lâm Thanh Diện bản ra bốn phía, trong nháy mắt liền bay đến trước mặt của Thanh Trúc. Một cơn gió dữ dội bay qua giống như là một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp quét qua mặt của Thanh Trúc. Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, bức tường được xây dựng bằng linh khí lại dâng lên ngăn cản ở trước mặt của anh ta một lần nữa. Anh sẽ không phá được phòng. Vẫn còn chưa dứt lời liền nhìn thấy bức tường này lại bị trực tiếp nứt ra một khe hở. Sao lại có thể chứ? Thanh Trúc hoảng sợ nói. Khóe miệng của Lâm Thanh Diện mang theo nụ cười lạnh, mũi kiếm đánh đâu thắng đó. Ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không cho anh bất cứ một cơ hội nào để chạy thoát. Dứt lời, có một vệt ánh sáng vàng xuất hiện lập tức làm mặt nạ trên mặt của Thanh Trúc vỡ ra, lại lộ ra gương mặt làm cho người khác phải dùng mình một lần nữa. Sau đó trong miệng của con rồng khổng lồ phun ra một quả cầu lửa màu xanh, tức thời Thanh Trúc đã bị ngọn lửa bao trùm. AP! Một tiếng hét thảm thiết, giờ phút này Thanh Trúc đã hóa thành người lửa. Không khí lạnh lẽo ở xung quanh trong nháy. Mắt đã trở nên ấm áp hơn, băng ở trên cây đã dần dần tiêu tan lại tỏa ra sự sống một lần nữa. Lâm Thanh Diện không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào, mũi chân rậm một cái bay lên từ trên người của con rồng vàng. Kiếm Trảm Tiên ở trong tay anh vốn dĩ là lợi khí để tiêu diệt yêu ma thần quái, giờ phút này ở trong tay của Lâm Thanh Diện lại tỏa ra khí thế đánh đâu thắng đó của ngày xưa. Không lưu tình một chút nào, kiếm Trảm Tiên trực tiếp đâm vào tim của đối phương. Lâm Thanh Diện cắn răng đối diện với gương mặt dữ tợn. Tại sao lại có chuyện như vậy? Thanh Trúc la lớn lên, trong nháy mắt thân thể đã bị Lâm Thanh Diện đẩy ra xa mấy chục mét. Bùm! Một tiếng vâng thật lớn, Thanh Trúc ngã trên mặt đất, bộ quần áo hoa mỹ ban đầu của anh ta đã bị thiêu hủy hết toàn bộ, ngay cả da của anh ta lúc này cũng đã bị thay đổi thành màu than đen. Không thể nào, không thể nào. Thanh Trúc nằm co quắp trên mặt đất, hai mắt trống rỗng bất lực nhìn lên trên bầu trời. Giờ phút này nòng vụ đã tiêu tan, khí tức của Thanh Trúc đang không ngừng biến mất khỏi người anh ta.
Lâm Thanh Diện chậm rãi đi đến trước người của đối phương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Tại sao lại như vậy? Thanh Trúc nhẹ giọng nói, hơi thở của anh ta đã vô cùng yếu ớt. Giọng nói của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, rất đơn giản, bởi vì tôi đã ăn một viên khí hồn đan. Khí hồn đan, cái này, đây cũng chỉ là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ thôi, Thanh Trúc nghi ngờ hỏi. Tuy là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhưng mà cũng đủ để thực lực của tôi tăng trưởng đến mức độ không kém gì anh, như vậy đã đủ rồi, Lâm Thanh Diện xem thường. Cảnh giới của mình đã tăng lên đến mức chỉ cách thần cảnh đỉnh phong vài bước nhưng mà đã nhận được sự kế thừa toàn bộ của ma thần Tu La, đồng thời lại có thần hồn trời sinh, trong tay lại nắm giữ kiếm trảm tiên, thật sự trong tay của anh có quá nhiều chiêu bài. Đồng thời bởi vì có sự tồn tại của đá lạc hồng, sát khí của Thanh Trúc làm cho người ta sợ hãi nhất căn bản cũng không có cơ hội phát tán, anh ta căn bản cũng không phải là đối thủ của Lâm Thanh Diện. Hóa ra là như thế này. Thanh Trúc mang theo một nụ cười khổ, anh ta ngã trên mặt đất không nhịn được mà lắc đầu, tôi cố gắng như vậy, hiện tại xem ra tất cả đều phí công rồi. Thật ra thì nếu như người thương nguyên giới của các người đều thành thành thật thật ở trong thế giới của các người, vậy thì cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy đâu, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói. Lâm Thanh Diện, anh quá đơn thuần rồi, một vùng đất có phong thủy tốt như thế nếu như để lại cho các người chẳng phải là quá đáng tiếc rồi à. Thanh Trúc nở một nụ cười dữ tợn, không sao. Hết anh đã bị thương nguyên giới của chúng tôi theo dõi, cho dù ngày hôm nay anh có giết tôi thì bất quá anh cũng chỉ sống thêm được mấy ngày trên đời. Th ánh mắt của Lâm Thanh Diện lạnh lùng, vậy để tôi nói cho anh biết, không phải là người thương nguyên giới các người để mắt tới tôi, mà là tôi đã để mắt đến các người. Một ngày nào đó tôi sẽ để cho thương nguyên giới các người phải trả một cái giá đắt. Ha ha! Thanh Trúc khàn giọng cười nói, người không biết không sợ, Lâm Thanh Diện anh rất lợi hại, nhưng mà cũng không lợi hại đến mức có thể đơn độc đối phó với thương nguyên giới chúng tôi. Khóe miệng của Lâm Thanh Diện cong lên mang theo một loại chính khí vốn có. Từ trước đến nay thế giới của chúng ta đều yêu chuộng hòa bình, nhưng mà tuyệt đối không sợ chiến tranh, tôi đã có sự ủng hộ của toàn thế giới thì sợ gì thương nguyên giới các người nữa. Hai mắt của Thanh Trúc không có hồn, chỉ là nhìn về phía Lâm Thanh Diện, sức lực của anh tay yếu ớt chỉ còn lại một hơi đang miễn cưỡng chèo chống. Anh yên tâm đi, đầu tiên là anh sau đó sẽ đến cô gái tên là Tiểu Nguyệt, tôi sẽ không bỏ qua cho một người nào. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Sau khi Thanh Trúc nghe nói như vậy, cảm xúc lập tức kích động, anh mơ tưởng, nếu như anh làm tổn thương đến tiểu công chúa tôi, anh có thể làm như thế nào nữa chứ? Bây giờ anh còn có thực lực để đối phó với tôi nữa. Vừa mới dứt lời kiếm trảm tiên ở trong tay Lâm Thanh Diện liền đâm vào yết hầu của đối phương. Đôi mắt của Thanh Trúc vô hồn, mất mạng trong tích tắc. Mây đen đã tan hết mặt trăng nằm giữa bầu trời. Lâm Thanh Diện. Hai người Triệu Ất và Điền Uyên lập tức vọt tới. Một tay Lâm Thanh Diện cầm kiếm, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Vừa mới tạo ra đan dược thần cấp đã hao phí quá nhiều thần hồn, lúc nãy ở trong đám mây đen Lâm Thanh Diện đã sử dụng bí thuật khí hồn đan cưỡng ép nâng cao thực lực. Hiện tại hiệu quả trị liệu của đan dược đã qua đi, có một loại cảm giác mệt nhọc vô cùng dữ dội trong nháy mắt tràn đầy trong cơ thể của Lâm Thanh Diện. Tôi không sao đâu, Lâm Thanh Diện thấp giọng nói. Hồi nấy nếu như không phải là thực lực tăng lên, trong đầu xuất hiện thừa phong thức của ma thần Tu La truyền thừa lại, chỉ sợ là dựa vào mình cũng không có cách nào có thể lướt sóng bay ra khỏi những tia sét vang dội đó. Những người còn lại đâu rồi? Lâm Thanh Diện hỏi. Cậu yên tâm đi, bọn họ đã được di chuyển đến địa phương an toàn rồi, Triệu Ất nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, dưới sự nâng đỡ của hai người, anh lại đứng dậy một lần nữa. Thời gian cấp bách Thanh Trúc chết rồi, nhưng mà người phụ nữ tên là Tiểu Nguyệt chắc chắn vẫn còn ở dược thần cốc của chúng ta, tôi phải nhanh chóng tìm ra cô ta mới được. Không được đâu, bây giờ thần hồn của cậu đã hao tổn quá độ rồi, cậu cần thiết phải nghỉ ngơi ngay lập tức. Điền Nguyên vội vàng ngăn cản Lâm Thanh Diện lại, chuyện của Tiểu Nguyệt để lão phu tìm kiếm đi, Lâm Thanh Diện, cậu đã làm quá nhiều chuyện cho. Dự thần cốc chúng tôi rồi, lần này tôi không thể để cho cậu mạo hiểm nữa. Điền lão đầu, ông nói đúng đó. Để cho tôi với ông cùng nhau đi chăm sóc cô gái Tiểu Nguyệt đó. Triệu Ất lên tiếng nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nếu như để hai người này đi gặp phải Tiểu Nguyệt thì chắc chẩn lành ít dữ nhiều. Điền cốc chủ, tôi làm những chuyện này không phải là vì dược thần cốc của các người đâu, tôi làm là vì thế giới này, Lâm Thanh Diện thấp giọng nói. Sắc mặt của Điền Uyên phức tạp, trách nhiệm ở trên lưng của người trẻ tuổi trước mắt thật sự quá nặng nề. Có tài năng trời sinh, thực lực cao siêu, nhưng mà đồng thời năng lực càng lớn thì trách nhiệm lại càng lớn.
Ông yên tâm đi, tôi biết mục đích của Tiểu Nguyệt đến Dược Thần Cốc, lần này tôi nhất định sẽ bắt cô ta, Lâm Thanh Diện tự tin nói. Cậu biết cô ta đang ở đâu à? Điền Nguyên hỏi. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, Điền Cốc chủ tôi đã từng nói rồi, ở chỗ của chúng ta nơi nào có linh khí mạnh nhất. Khu rừng sương mù. Điền Nguyên nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1280.